chương 181, Trần Thị nghẹn Hồng, vậy thì nàng ta cũng không phải là đơn giản, Lục Cẩm Giao nói, đơn giản hay không đơn giản ngài còn không rõ ràng à, Khương Đường chính là người mà ngài chọn cho nữ nhi đấy, Trần Thị lại nghẹn hồng, ta nói không lại con, Lục Cẩm Giao biết nói chuyện với mẫu thân nàng là không thể một mực dựa theo suy nghĩ của mình được, sao lại nói không lại được chứ, con thấy nương chỉ là không muốn nói mà thôi, hơn nữa, nương chỉ biết một mà không biết hai tuy nói ngũ đệ đã rời khỏi hầu phủ, nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ quay về. Hơn nữa, việc làm ăn này của con cũng không thể tách khỏi nàng ấy được, vậy nên đương nhiên phải giữ quan hệ thật tốt. Con lớn như vậy rồi, còn không nhìn ra được là ai thật lòng ai giả dối nữa thì hóa ra bốn năm sống ở chỗ này vô ích rồi sao? Trần Thị không phủ nhận lục cẩm giao nói có đạo lý, nhưng mà, bà ấy vẫn sợ nuôi hổ gây họa, tuy nhiên, rốt cuộc là nữ nhi của mình đã ở chung trong một thời gian dài với Khương Đường lục cẩm giao cho đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió có lẽ thật đúng như nàng nói là quý nhân cũng nói không chừng trần thị thầm nghĩ còn có cẩm đường cư lúc đó khương đường là nha hoàng cái nên nhận thì không cần hàm hồ dùng công thức không trả tiền cũng được nhưng sau khi chuột thân rồi vẫn còn nguyện ý làm điểm tâm cho cẩm đường cư không tự mình mở cửa hàng khác cũng có thể nói rõ cách làm người của nàng là như thế nào mắt thấy nàng sắp gả cho cố kiến sơn Cố Kiến Sơn ở trong triều là võ tướng tam phẩm, hắn còn chưa đến 20, thỉnh phong cáo mệnh cho Khương Đường chỉ là chuyện sớm muộn, cứ như vậy thân phận cũng không tính là quá kém. Trần Thị không còn cố chấp với chuyện của Khương Đường nữa. Bà ấy đến thăm ngoại tôn tử, Chiêu Ca Nhi đã 2 tuổi, sinh ra giống như một cục tuyết, giọng gọi ngoại tổ mẫu giống như thêm mật đường, Trần Thị một ngày không gặp liền nhớ đến lợi hại. Tuy rằng bà ấy cũng có tôn nhi, nhưng hài tử của lục cẩm giao thông minh đáng yêu khiến người ta thích, đây cũng là chuyện không có biện pháp nghĩ về đứa ngoại tôn tử bình an khỏe mạnh và nữ nhi xinh đẹp hòa thuận của mình trần thị cũng buông ra nói ngày khương đường thành thân ta sẽ đi một chuyến chẳng qua là nể mặt con thôi lục cẩm giao nói đa tạ mẫu thân lục cẩm giao cảm thấy trần thị làm người toàn phúc là tốt nhất tuy nói có đôi khi mẫu thân nàng nói chuyện không dễ nghe nhưng nhi nữ song toàn con cháu đầy đàn cũng rất mỹ mãn trường ninh hầu phu nhân tất nhiên sẽ là thân thích của cố kiến sơn bên kia còn khương đường bên này nàng ngồi chủ vị cũng có thể miễn cưỡng nói được để mẫu thân nàng tới đây cũng là để lễ nghi được chu toàn tân khách đến dự tiệc mừng ngày đó còn có đầu bếp phụ trách tiệc mừng cũng phải bàn bạc xong mấy chuyện này lục cẩm giao cũng không có gì cần lo lắng cả nàng tận mắt nhìn thấy khương đường từ chỗ cái gì cũng không hiểu đến chỗ cái gì cũng biết những chuyện này khương đường có thể sắp xếp tốt Mắt thấy Khương Đường sắp lập gia đình, trong lòng Lục Cẩm Giao còn rất luyến tiếc, sau khi tiễn trần thì đi, Lục Cẩm Giao và Chiêu Ca Nhi chơi một lúc, dì đường của con sắp thành thẩm thẩm của con rồi, con còn nhớ dì đường không? Dì đường, hiện giờ Chiêu Ca Nhi đã biết nói chuyện, lúc bước đi vẫn còn chập chững, chỉ có lúc viện độ vật mới có thể đi vài bước, Lục Cẩm Giao đã quên mất những nỗi khó khăn vất vả khi mang thai cũng như cảm giác đau đớn khi sinh con, nhìn thấy hài tử trong lòng tràn đầy cảm giác vui mừng chiêu ca nhi biết gì đường cũng biết ngủ thúc thúc lục cẩm dao xoa đầu cậu bé mẫu thân phải đến chỗ tổ mẫu con một chuyến chờ mẫu thân trở về đến chính viện lộ trúc đi theo tới đây liền cùng nha hoàng trong phòng ra ngoài cửa canh giữ trình thì vẫy vẫy tay với lục cẩm dao mau nhìn xem mấy bộ xiêm y nhỏ ta mới làm xem thử chiêu ca nhi mặc có thích hợp không lục cẩm dao mẫu thân làm há có thể không thích hợp chỉ là hắn vẫn còn nhỏ làm gì cần phải mặc nhiều đồ như vậy ngày đấy cứ chiều hắn thôi. Tôn tử mà Trịnh Thị yêu thương nhất lúc này chính là Cố Ninh Chiêu, có đạo yêu ai yêu cả đường đi, bà ấy không thích Hàng Thị, hơn nữa Cố Ninh Viễn đã 12 tuổi, đã biết chuyện rồi. Hàng Thị giấu giếm hắn chuyện trong nhà, hắn không biết nên chỉ thấy đau lòng cho Hàng Thị, lúc tới Thịnh An cũng từng cầu xin hai lần, bởi vậy tình cảm của Trịnh Thị đối với trưởng Tôn cũng không còn quá sâu đậm nữa. Mà cách luật cẩm giao làm việc đều khiến Trịnh Thị vừa lòng, quản lý mọi việc trong nhà rất tốt một giọt nước cũng không lọt, còn hỗ trợ mang đồ cho Khương Đường, ít quan tâm đến chuyện nhà mẹ đẻ, so sánh hai bên, liền biết ai càng hợp tâm ý hơn. Lễ vật tân hôn của hai người trịnh thị đã chuẩn bị xong, ngược lại trực tiếp bảo Lục Cẩm Giao đưa qua. Lục Cẩm Giao lại đây là muốn hỏi một chút xem thử bà bà có muốn gặp Cố Kiến Sơn hay không. Nàng muốn mở thêm một cửa hàng ở Giang Nam, nhưng mà không phải là ở Hoàng Thành mà là Ninh Thành cách Hoàng Thành rất gần. Cố Kiến Sơn là chủ nhân của Cẩm Đường Cư, mở chi nhánh là việc lớn nhất định phải nói với cố kiến sơn một tiếng nếu trịnh thì gật đầu nàng sẽ sắp xếp gặp ở cẩm đường cư để cho mẫu tử gặp mặt nói chuyện nếu lục cẩm giao không đề cập đến việc này trịnh thì nhất định sẽ không chủ động đề cập tới nhưng lục cẩm giao đã nói ra bà ấy cũng thuận theo gật đầu nói vậy thì gặp một lần đi rất nhiều chuyện từ phu nhân sẽ không nói với hắn vẫn phải là ta nói mới được cố kiến sơn không thường xuyên ở thịnh kinh ở yến hồi đường ngay cả một nha hoàng cũng không có rất nhiều chuyện hắn đều không hiểu, cũng đừng để đến đêm tân hôn nháo ra chuyện chọc người ta chê cười. Trình Thị cười cười, vừa vui vẻ vì ấu tử sắp cưới vợ, vừa vui mừng vì sắp được gặp Cố Kiến Sơn. Từ tháng 6 năm ngoái đến bây giờ, cũng chỉ có cung yến đêm giao thừa là có thể liếc mắt nhìn xa xa vài lần, còn sau đó cũng chưa từng gặp lại. Nghĩ đến Cố Kiến Sơn đã trở về hơn hai tháng, đương nhiên Trịnh Thị rất nhớ nhi tử. Lục Cẩm Giao nói vâng, đã quyết định gặp mặt thì nên sớm không nên muộn ngày hôm sau liền dẫn Trịnh Thị đi tới cẩm đường cư. Cửa hàng mới của cẩm đường cư thì Trịnh Thị đã từng tới đây hai lần, từ hậu viện tiến vào liền trực tiếp đi vào Nhã Giang, sau đó có gã sai vặt bưng trà giải khác lên. Bà ấy lại không có tâm tư ăn uống, chỉ liên tục nhìn về phía cửa, bên ngoài im ắng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân. Mỗi khi có một người đi ngang qua là trái tim Trịnh Thị lại nhảy lên một cái, lo lắng xong lại là một hồi thất vọng. Không biết chờ bao lâu, cửa mới bị đẩy ra, Người đi trước là Lục Cẩm Giao, sau đó mới là Cố Kiến Sơn, ngay khi nhìn thấy trịnh thị, thần sắc Cố Kiến Sơn rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn há miệng, lại nhìn Lục Cẩm Giao, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, tứ tẩu, Lục Cẩm Giao cũng không ở lại lâu, ngủ đợi ngồi chờ một lát đi, ta đi xem thử điểm tâm đã được chưa. Nói xong, nàng hướng về phía trịnh thì cuối người rồi đi ra ngoài, còn không quên tri kỹ đóng cửa lại, Cố Kiến Sơn hít sâu một hơi, trực tiếp vén áo choàng quỳ xuống đất hài nhi bất hiếu trịnh thị để hắn quỳ một lúc sau đó mới đi qua đỡ người dậy đúng thật là bất hiếu nói đi là đi luôn khi hồi kinh cũng không đến thăm ta và phụ thân ngươi cố kiến sơn cúi đầu có chút kinh ngạc khi nghe trịnh thị nói như vậy trong mắt trình thị ngấn lệ tuy rằng đuổi cố kiến sơn ra khỏi nhà là diễn trò nhưng nhiều ngày cố kỵ cùng với không thể gặp nhau cũng là thật bà ấy đến đây vĩnh ninh hậu cũng biết bà ấy không muốn cố kiến sơn mang theo tiếc núi thành thân nếu như không có chuyện của hàn thị Trịnh Thị cũng không cần làm như vậy, không cần phải thật sự không gặp mặt nhau đoạn tuyệt quan hệ, Vĩnh Viễn không nhìn thấy như vậy. Cũng giống như đạo lý khi Hàng Thị phạm sai lầm, bà ấy cũng không nguyện ý nằm trên giường giả bệnh vậy. Hàng Thị phạm sai lầm, vì sao phải để cho Cố Kiến Sơn chịu ủy khuất, ấu tử mà bà ấy yêu thương nhất, Trịnh Thị không muốn hắn thành thân mà không vui vẻ như vậy. Tuy rằng bà ấy cùng Vĩnh Ninh hầu không thể đi tới dự tiệc mừng, nhưng cũng đừng làm cho trong lòng Cố Kiến Sơn còn có khúc mắc. Trong mắt Cố Kiến Sơn mang theo một chút ngạc nhiên, nhi tử cho rằng mẫu thân còn đang trách tội. Trình thị nói, trách tội thì há có thể nhờ từ phu nhân đưa vòng tay, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, giọng nói Cố Kiến Sơn khàn khàn, thì ra thật sự là mẫu thân tặng. Trình thị cười nói, ngươi là nhi tử của ta, đương nhiên ta cũng thương ngươi. Chỉ là lúc trước có nỗi khổ tâm, bằng không sẽ không nháo thành như vậy. Thời gian không nhiều lắm, Trình thị chỉ có thể nói ngắn gọn, sau khi giải thích nguyên nhân trong đó liền nói phụ thân ngươi bên kia cũng là muốn bảo toàn mọi người cho nên mới đẩy ngươi ra ngoài. Ngươi đừng trách hắn, cũng đừng trách đại ca ngươi, hắn luôn luôn hộ đồ như vậy, có trách thì cứ trách ta, là mẫu thân không cưới cho hắn một thê tử tốt, trình thị đương nhiên hy vọng thân huynh đệ sẽ giúp đỡ lẫn nhau, ai gặp nạn thì cố kiến sơn còn có thể kéo một tay, nhưng đối với hàng thị, bà ấy thật sự không có sắc mặt tốt, nhắc tới liền tức giận, cố kiến sơn gật đầu, khó trách đêm đó mẫu thân đưa đệm cho hắn nói những lời kia rút củi dưới đáy nồi, biện pháp này quả thật rất hữu dụng. Hắn cũng kính để quyết sách của phụ thân, bởi vì Yến Vương chưa chết, vết thương ở chân cũng sắp bình phục rồi. Nếu hắn còn ở hầu phủ, sau này không biết sẽ phát sinh chuyện gì, thần tử bị cuốn vào tranh chấp đảng phái làm sao được tân đế tín nhiệm. Cố Kiến Sơn nói, chớ nên dính dấp tới đảng của Tần Vương, cũng đừng nghĩ đến quy phục Yến Vương. Chuyện trong triều Cố Kiến Sơn cũng không dám nói quá nhiều, hắn biết ý tứ của Hoàng thượng khi đã là tháng 11 khi đó hắn đã sớm rời khỏi hầu phủ, hắn cảm thấy chuyện rời khỏi hầu phủ có gì đó kỳ quái, nhưng bởi vì vội vàng nên cũng không dám nghĩ về phương diện này. Ở trong lòng Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Phong là trưởng huynh, từ nhỏ đã chiếu cố hắn, hàng thị trước kia đối với hắn cũng không tệ, hắn không nghĩ tới trưởng huynh bên này sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể nói vì tham sinh chuyện xấu, Cố Kiến Sơn không ở trong phủ, đương nhiên không biết chuyện hàng thị ăn mặc hoa lệ tuy nhiên hắn lại nhớ rõ trương quản sự ở núi giả thiết kế khương đường người bây giờ có ở phần mộ cũng đã cao ba thước nhưng không có hàng thị phân phó thì trương quản sự chỉ sợ ngay cả nội trạch cũng không vào được đối với đại phòng cố kiến sơn cũng ăn ngay nói thật đại ca bên kia ta không giúp được gì hắn không thể có bất kỳ liên lụy nào bằng không đối với hầu phủ mà nói chính là dầu sôi lửa bỏng trình thị cũng không cần cố kiến sơn hỗ trợ quân công là dùng mạng đổi lấy đại phòng không muốn khiêm tốn làm việc thì thôi còn muốn mượn thế của Cố Kiến Sơn gia nhập vào nhất đảng của Tần Vương, Hàn thị không chỉ hồ đồ mà còn ngu xuẩn, chẳng qua tranh chấp ngôi vị hoàng đế, không đến cuối cùng ai biết hưu chết vào ai tay, nếu Tần Vương có thể kế vị thì chính là một phen quan cảnh khác. Trình thị nói, cứ để hắn tự cầu phúc đi, người ở Tây Bắc, mọi chuyện phải cẩn thận, nhất định phải bảo trọng thân thể. Đúng rồi, từ phu nhân đã sắp xếp hỉ bà thành thân rồi, ngươi cứ yên tâm. Hai tử khương đường kia thì mẫu thân rất thích. Chỉ là xuất thân không tốt Nhưng chuyện này cũng không trách được nàng Ngươi ngàn vạn lần đừng có bởi vì chuyện trong nhà Mà cùng nàng sinh ra hiềm khích Sau khi ngươi thành thân còn phải đi Tây Bắc Canh giữ là chuyện lâu dài Phải thông cảm cho nàng Trình thì tiếc nuối không thể tận mắt nhìn thấy ấu tử thành thân Nhưng cũng không thể làm gì được Con đường này là cố kiến sơn tự mình chọn Quả thật không thể đổ lỗi Tất cả là do hàng thị được Trình thì chỉ mong hắn có thể cam tâm tình nguyện Đi hết con đường mà mình đã chọn Cố kiến sơn cười cười Nàng đối xử với ta rất tốt, nàng rất lương thiện, cũng rất thích ta nữa. Nhi tử cưới nàng là cam tâm tình nguyện, nhi tử cũng rất vui khi biết mẫu thân cũng thích nàng, đó là những lời nói thật. Vốn dĩ Trịnh thị cũng rất thích Khương Đường, chỉ là bởi vì Cố Kiến Sơn muốn cưới nàng nên trong lòng bà ấy mới có nhiều khúc mắc như vậy. Hiện giờ chuyện hai người thành thân đã không thể thay đổi được nữa, hơn nữa đã qua hơn nửa năm, sinh nhật bà ấy, sinh nhật Vĩnh Ninh hầu Khương Đường đều đưa lễ vật tới, tâm ý bày ra ở đó đương nhiên bà ấy sẽ buông xuống những khúc mắt của mình, chẳng qua Vĩnh Ninh Hầu cũng không quan tâm hôn sự của Cố Kiến Sơn. Ở trong mắt hắn, cho dù là hôn sự của ai đều có thể hy sinh được, Trình Thị cũng biết cách làm người của Vĩnh Ninh Hầu, so với tất cả mọi thứ thì trọng lượng của Hầu Phủ vẫn là nặng hơn. Lúc trước cưới hàng thị cho cố kiến phong là vì con đường làm quan, kết giao hàng môn. Mấy nhi tử phía sau lúc thành thân, cùng với gót chân hầu phủ đứng càng lúc càng vững thì thân phận thê tử cũng càng ngày càng cao đến lượt cố kiến châu trực tiếp cưới đích nữ bình dương hầu phủ làm thê tử cũng không thể nói vĩnh ninh hầu là người tàn nhẫn chỉ có thể nói rằng hắn đã vì hầu phủ mà suy nghĩ rất nhiều theo hắn thấy cố kiến sơn cưới khương đường vừa bảo toàn hầu phủ cũng hợp tâm ý của cố kiến sơn là chuyện vẹn cả đôi đường về phần khi nào thành thân hắn cũng không quan tâm càng sẽ không nghĩ đến chuyện gặp mặt một lần nói vài câu như vậy cố kiến sơn nói hắn không giúp được gì cho đại phòng nhưng Vĩnh Ninh Hầu nói ngày sau nể mặt Cố Kiến Sơn, sẽ không đuổi tận giết tuyệt Cố Gia. Trình Thị không hy vọng Cố Kiến Sơn cũng biến thành người như Hầu Gia, vẫn như hiện tại thì tốt hơn, cười cũng nhiều hơn. Trình Thị xoa đầu Cố Kiến Sơn, từ trong ngực lấy ra một phong thư gói trong bao giấy vàng, ngươi trưởng thành rồi, cũng sắp thành thân, đây là lễ gặp mặt ta cho Khương Đường. Trước tiên ngươi thay nàng nhận lấy. Cưới nàng rồi, phải đối xử với nàng thật tốt, cố kiến sơn lần này trực tiếp nhận lấy, cũng không chối từ trịnh thị lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ cái này ngươi tự mình trở về xem một chút nếu không hiểu thì cứ xem thêm vài lần trên mặt trịnh thị có nét không được tự nhiên bà ấy ho hai tiếng uống một ngụm trà được rồi ngươi cùng tứ tẩu ngươi nói chuyện đi lát nữa ta sẽ trở về cố kiến sơn cất phong thư và quyển sách vậy nhi tử xin cáo lui trong lòng hắn thả lỏng không ít nhưng rất nhanh lại bởi vì trưởng huynh mà nhíu mày tham gia vào tranh chấp đảng phái cộng thêm nhận hối lộ cho dù có thể cùng bảo toàn tính mạng về sau muốn làm quan cũng khó có lẽ còn ảnh hưởng đến cố ninh viễn vị trí thế tử chỉ có thể nói càng muốn cái gì càng không chiếm được thế sự như thế mà thôi cố kiến sơn âm thầm cân nhắc một lúc lại nghĩ không ra cách ứng phó chỉ có thể bỏ qua việc này trước lục cẩm giao nói muốn mở cửa hàng mới nhưng cố kiến sơn không hiểu việc buôn bán điểm tâm cũng không giúp được gì chỉ là hắn làm chủ nhân có việc thì báo cho hắn một tiếng là được cửa hàng mới mở ở ninh thành sau khi mở thêm cửa hàng này thì lục cẩm giao liền có bốn gian cửa hàng lợi nhuận của bốn cửa hàng cũng không ít đây cũng là vì sao nàng nguyện ý giúp khương đường nhiều hơn một chút tình cảm là tình cảm nhưng những lợi ích này là thật trước khi đi cố kiến sơn nói sau này chuyện cửa hàng cứ nói với khương đường đi tứ tẩu đừng có hỏi ta nữa lục cẩm giao cũng có ý này nam tử nắm chặt nhiều bạc như vậy làm cái gì cố kiến sơn còn nữa vừa rồi đa tạ tứ tẩu lục cẩm giao lắc đầu không có gì an tâm chuẩn bị thành thân đi sống cho thật tốt cũng là xứng đáng với chúng ta xứng đáng với chính ngươi rồi cố kiến sơn thận trọng gật đầu hôn sự của hai người là do lục cẩm giao cùng từ phu nhân chuẩn bị bản thân khương đường cũng để ý tuy nhiên lục cẩm giao cảm thấy hôn sự nên là do trưởng bối quan tâm khương đường an tâm làm tân nương là tốt rồi lại nói tiếp trước khi lấy chồng nữ tử mới được tự tại và vui vẻ nhất sau khi lấy chồng rồi phải gánh vác công việc của đại gia đình, nào có an nhiên tự tại giống như lúc chưa lấy chồng vậy, nhưng gả cho người cũng có cái hay, được ở nhà mình thoải mái, đến ngày sau có hài tử rồi thì trong lòng lại có thêm những lo lắng khác, không giống trước kia nữa. Lục cẩm giao hy vọng Khương Đường sẽ ổn, giống như sau khi nàng mang thai, Khương Đường dần dần thay đổi, người trở nên tốt hơn chính là chuyện tốt, trở nên xấu mới là chuyện xấu. Đầu tháng 2, có mọc tươi tốt chim chóc bay lượn, cỏ non trên mặt đất đã nhú lên những chồi non, hoa đón xuân cũng ủ nụ ra hoa, nho nhỏ giống như chồi xanh, qua vài ngày nữa là có thể nở rộ. Lục cẩm dao đưa áo cưới đến Khương gia, nhìn Khương đường mặc vào, sau đó sửa lại những chỗ không vừa người. Tay nghề nữ hồng của lục cẩm dao cũng không tệ, áo cưới còn lưu lại một mảnh rất nhỏ để cho Khương đường tự mình theo, coi như là áo cưới do nàng theo. Khương đường không nghĩ tới áo cưới có thể đẹp đến cỡ này, tự như ánh nắng mặt trời, đỏ rực chói mắt. Khương Đường thu hồi ánh mắt dán chặt trên áo cưới, hướng về phía Lục Cẩm Dao nói, "Cảm ơn tỷ tỷ, còn có bội lan các nàng nữa, lát nữa tỷ tỷ giúp ta mang cái này về, một chút tâm ý của ta." Khương Đường chuẩn bị điểm tâm cùng đồ ăn vặt. Đồ đưa cho mấy người bội lan là trang sức, cũng có đồ ăn, cũng không thể luôn luôn đưa đồ ăn được. Các nàng làm nha hoàn, thiếu nhất hẳn là bạc, nhưng cho bạc thì lại quá khách khí, vậy nên Khương Đường chọn một vài thứ trong cửa hàng của Cố Tiêu, kiểu dáng lưu hành hình thức đẹp mắt, sau đó liền nhờ lục cẩm dao mang về. Loại chuyện nhỏ này đương nhiên là lục cẩm dao đáp ứng, nàng còn hỏi chuyện của hồi môn của Khương Đường. Đồ cưới của nữ tử đều là tích góp từ nhỏ, lúc gả chồng thì mang đến nhà chồng. Nếu đồ cưới nhiều thì nhà chồng cũng sẽ xem trọng hơn, cho nên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Khương đường kiếm được không ít bạc, hơn nữa còn có lợi nhuận nhận được từ cẩm đường cư, trong tay còn lại ba ngàn lượng bạc có 3.000 lượng là đầu năm mua một thôn trang, 147 mẫu đất, tốn hơn 3.000 lượng bạc, còn lại rải rác tìm người làm giường, bàn ghế, ngăn tủ tiêu không ít, đồ trang trí lộn xộn, còn mua một vài hạ nhân, lúc tiêu không cảm thấy nhiều, nhưng sau khi tính toán cộng sổ lại liền biết tiền đã tiêu hết vào đâu, đồ cưới chủ yếu là đồ nội thất trang trí, đến nhà mới bày biện cũng đẹp mắt, hiện giờ cố phủ đã có người đi vào quét dọn, bố trí phòng cưới cũng phải mấy ngày. Khương Đường năm sau không chỉ chờ lập gia đình mà nàng còn bảo Điền trưởng quầy dẫn người đi tới hoàn thành mở cửa hàng. Hiện giờ đã khai trương được nửa tháng. Bởi vì năm ngoái nàng có đi qua đó một lần nên Điền trưởng quầy trực tiếp đến tìm đổ lão bản. Ngược lại thuận buồm xuôi gió. Chuyện phố ẩm thực thì trong lòng nàng cũng đã tính toán. Nhưng nơi có vị trí tốt trong Thịnh Kinh lại không có mảnh đất trống lớn như vậy. Những chỗ có đất trống đều ở ngoài thành. Chỗ duy nhất mà Khương Đường có thể nghĩ đến chính là thư viện. Thư viện Tùng Sơn có hơn 5.000 người, ở đây có những người bán hàng nhỏ lẻ, nếu trời mưa sẽ không có ai tới đây bày sạp bán hàng. Xây dựng một con phố ẩm thực nhỏ cũng được, phí quầy hàng không cần quá đắt, nhưng lưu đại tẩu các nàng không bày quầy hàng bán ở thư viện, thư viện bên này chỉ có vương thị bán bánh nướng nhân trứng, chỉ dựa vào phí cho thuê quầy hàng thì đến năm nào tháng nào mới có thể lấy lại vốn được đây. Khương đường bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nơi đắt tiền không mua nổi, chỗ rẻ thì lại không dễ mua. Chỗ duy nhất có thể xem xét được ở thư viện thì lại không dễ thu hồi vốn, nếu thật sự để cho Lưu Đại Tẩu cùng Trần Gia Nương tử đều đi tới bán hàng ở thư viện, hai ba người vẫn còn tốt, nếu nhiều người thì việc buôn bán của Vương thị cùng với bánh nướng nhân trứng nhất định sẽ kém đi, giống như chia một miếng bánh, miếng bánh chỉ lớn như vậy, nhiều người hơn, lượng bánh được chia sẻ ít hơn. Trừ phi nàng thuyết phục được tất cả những người đang bày quầy hàng bán đồ ăn vặt ở bên ngoài thư viện đến chỗ nàng thuê quầy hàng. Lục Cẩm Giao còn không biết tính toán của Khương Đường, Khương Đường cũng không có ý định nói ra. Nếu nàng muốn tìm người góp vốn thì nhất định cũng phải tính toán cho thật kỹ, không thể nghĩ đơn giản được. Tính cả quầy hàng bán món kho ở Hoàn Thành thì hiện tại Khương Đường có mười quầy hàng bán đồ ăn vặt, phân bố ở các ngóc ngách trong Thịnh Kinh, mỗi tháng có thể kiếm cho nàng hơn hai trăm lượng bạc. Quả thật kém hơn so với Thế Gia gia sản phong phú, nhưng Khương Đường cảm thấy thế này đã rất mỹ mãn rồi. Nàng sẽ nhanh chóng thành thân sau khi thành thân, nàng và cố kiến sơn hai người cùng nhau vung đắp, đương nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền và tiết kiệm sức lực hơn so với lúc nàng chỉ có một mình. Chờ sau khi lục cẩm giao đi, cố kiến sơn liền tới, hắn đưa cho Khương Đường lễ gặp mặt mà Trịnh Thị tặng, thẳng thắn nói, hôm nay gặp mẫu thân, đây là lễ gặp mặt cho nàng, nhớ tới thứ đồ khác mà Trinh Thị đưa, bên tai cố kiến sơn cũng trở nên đỏ ửng. hắn hiểu hết, trong quân doanh, tướng sĩ chay mặn không kiên kỵ, cái gì cũng nói, Hắn sao có thể không hiểu cho được, quân doanh có rất nhiều người đã thành thân, nói chuyện vừa tê, hô tục vừa hài hước, Cố Kiến Sơn nghe mấy chuyện bậy bạ này còn nhiều hơn nội dung 10 quyển sách nhỏ, chỉ là ở trước mặt Khương Đường, hắn không tiện biểu hiện ra ngoài thôi, cứ xem như chẳng biết gì đi. Khương Đường hỏi Cố Kiến Sơn lễ gặp mặt là cái gì, Cố Kiến Sơn lắc đầu nói không biết, hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân cho nàng, tất nhiên phải để nàng tự mở quà chứ. Khương Đường đặt tay lên phong thư, lại do dự trước khi đính hôn với cố kiến sơn nàng đã nghĩ mình rất có lỗi với cố gia đối với một người làm mẫu thân mà nói thân nhi tử vì một người khác mà rời bỏ gia đình hắn đã sống mấy chục năm qua sự khó chịu trong lòng bà không gì có thể so sánh được trình thị vì cố kiến sơn mà trở bệnh nặng sau đó bà còn nhờ lục cẩm giao đưa quà năm mới tới đây một là phần nhân tình lúc trước nàng từng chăm sóc bà lúc còn ở hầu phủ hai là vì cố kiến sơn cố kiến sơn không ở thịnh kinh bà có thể săn sóc nàng được bao nhiêu thì săn sóc, hiện giờ Trịnh Thị có thể thừa nhận người tức phụ là nàng, về sau Cố Kiến Sơn không cần phải khó xử nữa, Cố Kiến Sơn không muốn nàng phải chịu tuổi thân, Khương Đường cũng không muốn Cố Kiến Sơn trở thành chiếc bánh kẹp, bị cả hai bên làm khó xử, Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn mỉm cười, vậy để ta mở ra, Cố Kiến Sơn, mở đi, chỉ có nàng có quà gặp mặt, ta lại không có, xem ra mẫu thân thương nàng nhiều hơn ta. Tuy đây chỉ là lời nói đùa nhưng cũng khiến Khương Đường cảm thấy vui vẻ. Nàng mở phong thư ra, bên trong là một sấp ngân phiếu dày cộm. Một sấp ngân phiếu, mỗi tờ trị giá 100 lượng, nàng đến một hồi, đến được tổng cộng 50 tờ. 5.000 lượng bạc chính là lễ gặp mặt của Trịnh Thị, Khương Đường cảm thấy quá nhiều, nàng không thể nhận nhiều bạc như vậy được, cái này quá quý trọng rồi. Không đợi nàng nói xong, Cố Kiến Sơn đã nói, mẫu thân cho nàng, nàng cứ nhận đi, sợ Khương Đường không yên tâm, Cố Kiến Sơn lại nói, mẫu thân cho các tẩu tử cũng khoảng bao nhiêu đây. Cố Kiến Sơn cảm thấy bản thân hắn chẳng cần gì cả, nhưng hắn hy vọng mẫu thân có thể công nhận Khương Đường. Lúc Cố Kiến Phong thành thân hắn vẫn còn nhỏ, đã sớm không nhớ rõ chuyện lúc đó, nhưng lúc Cố Kiến Châu thành thân, sáng sớm ngày tiếp theo sẽ đi kính trà, lễ gặp mặt khi đó là hai thôn trang và một gian cửa hàng. Sao hắn lại biết à, là bởi vì Cố Kiến Sơn mãi chẳng chịu thành thân nên Trình Thị đã làm chủ giao lại thôn trang và cửa hàng cho hắn, nhưng sau khi hắn rời khỏi hầu phủ, bà để thu lại khế đất, bây giờ lại gửi cho Khương Đường 5.000 lượng bạc. Cố Kiến Sơn không cần mấy thứ này, nhưng nếu đã cho Khương Đường, nhận lấy cũng chẳng sao. Khương Đường cũng gật đầu, mẫu thân bên đó chắc là sợ chúng ta không có bạc, sau khi thành thân phải tiêu dùng nhiều thứ, nhưng ta cũng kiếm được rất nhiều bạc, chắc chắn có thể có cuộc sống ổn định. Cố Kiến Sơn đã biết còn cố hỏi, tại sao sau khi thành thân lại phải tiêu dùng tốn kém? Khương Đường nói, hai người thì ăn nhiều hơn, hơn nữa chờ tới lúc có hài khương đường nhanh chóng ngậm miệng lại còn chưa thành thân đâu hài tử cái gì chứ cố kiến sơn cúi đầu cười cười vẻ mặt dịu dàng ta sẽ không để một mình nàng ra ngoài kiếm bạc đâu lo toan sinh kế trong gia đình là chuyện của nam nhân bạc khương đường kiếm được là bạc của nàng nàng muốn làm gì thì làm nhưng cố kiến sơn không thể yên tâm thoải mái tiêu pha bạc mà khương đường kiếm được khương đường khụ một tiếng cái gì mà kiếm bạc với không kiếm bạc nhưng mà lần này sau khi chàng trở về hãy mua một căn nhà nhỏ ở Liêu Thành đi. Liêu Thành nằm ở Tây Bắc, Khương Đường cũng chưa nói là mua làm gì, nhưng nhà cửa thì còn có công dụng gì chứ, chỉ có thể dùng để ở thôi. Cố Kiến Sơn đã rõ ý tứ của Khương Đường là, ngày sau nếu có cơ hội, nàng nguyện ý cùng hắn đến Tây Bắc. Trong lòng Cố Kiến Sơn chua xót một hồi, được, Khương Đường, không cần mua quá lớn, nghe nói bên kia rất lạnh, chàng có biết giường đất là cái gì không, nhớ làm giường đất đó, lúc chàng đi thì qua chỗ ta lấy bạc tuy rằng hai người chưa thành thân nhưng hắn đã đưa bạc cho nàng giữ trên người cố kiến sơn chẳng có bao nhiêu bạc hắn không uống rượu không bài bạc không tiêu xài gì khác cũng chỉ mua cho nàng mấy thứ quà vặt trên đường tới đây thôi cố kiến sơn nắm lấy tay khương đường tay ta nhớ rồi hai người ngồi cách nhau khá gần khương đường muốn rút tay về nhưng lại không thể động đậy kể từ sau cái đêm nàng hôn cố kiến sơn một lần hắn hình như đã hiểu sai cái gì đó cho rằng lúc hai người ở cùng một chỗ đều có thể làm như vậy Khương Đường cũng không chán ghét loại cảm giác này, thế nên Cố Kiến Sơn lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, sẽ thò đầu qua hôn lên mặt nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, từ đôi mắt đến chấp mũi, sau đó là gương mặt, cuối cùng mới là khóe môi. Một khi nàng có động tác đáp lại thì đừng mơ cái hôn môi này sẽ dừng ngay, ánh mắt Cố Kiến Sơn trở nên nặng nề, đôi mắt như chứa một cơn lốc xoáy muốn hút người ta vào bên trong, ngay sau đó lại là một nụ hôn, mà người ở nơi này gọi đó là tiếp xúc da thịt khương đường có thể nghe thấy hơi thở dồn dập nóng rực của cố kiến sơn chờ nàng duỗi tay đẩy đẩy cố kiến sơn mới dừng lại bắt lấy tay nàng lúc đó hắn lại nghĩ tới mấy thứ trong quyển sách hắn nhìn khương đường một hồi lâu rồi nói nàng chờ ngày mai ta lại đến lại thêm mấy ngày hai người không được gặp nhau ba ngày trước khi thành thân đôi tân nhân không được gặp mặt nhau cũng không biết là quy cũ có từ đời nào nhưng đối với cố kiến sơn mà nói chuyện này chẳng khác gì một loại giày vò khương đường vỗ mặt không biết đôi môi của mình đã ửng đỏ hơn một chút nói chàng cũng không cần phải chạy qua đây hoài đâu công sự quan trọng hầu phủ bên đó nếu có về thì về thường xuyên một chút cố kiến sơn được khương đường nói vậy chàng đi đi cố kiến sơn lại không lưng hôn lên khóe môi của khương đường ngày mai ta lại qua đây hắn chỉnh trang lại chiếc áo choàng rồi mới ra cửa hàng xóm hai bên thấy nhiều lần rồi nên cũng chẳng nói gì cũng đã sắp thành thân rồi hơn nữa cố kiến sơn lại thường đến tây bắc nửa năm mới trở về một lần ra cửa nắm tay đi dạo đều là chuyện hết sức bình thường qua đây cũng chỉ để ăn một bữa cơm mà thôi cũng là chuyện thường khương đường đã mấy ngày không được rảnh rỗi nàng phải bận rộn tiếp đãi khách nhân xung quanh có mấy người lưu đại tẩu thỉnh thoảng sẽ đưa qua mấy thứ bọn họ tự làm lưu đại tẩu còn hỏi thăm sau khi khương đường dọn đi thì tòa nhà này sẽ xử lý thế nào cho thuê hay là bán đi sau này khương đường chắc chắn sẽ không ở căn nhà này nữa đã ở đây một năm rưỡi ngoại trừ một vài hàng xóm cá biệt không thể ở chung, những người còn lại đều là người hiền lành. Khương đường không tính bán, tòa nhà này cũng xem như là của hồi môn của nàng, tuy rằng hơi nhỏ nhưng nếu sau này nàng và cố kiến sơn cãi nhau, ít ra nàng cũng có một nơi để về. Khương đường bây giờ thật sự rất thích cố kiến sơn, cố kiến sơn ở đây chính là một niềm vui ngoài mong đợi, nhưng nàng cũng không thích đến mức quên đi chính bản thân mình. Có lẽ nàng sẽ không cho thuê tòa nhà này, cách một khoảng thời gian cho người tới quét tước dọn dẹp là được có lẽ sau này thịnh kinh sẽ càng ngày càng phồn hoa giá nhà cũng sẽ như thuyền lên theo con nước lưu đại tẩu cảm thấy như vậy cũng đúng nàng ấy cũng thật lòng mừng cho khương đường cũng cảm thấy có thể cùng làm hàng xóm với khương đường trong một năm rưỡi này chính là phúc khí của nàng ấy cuộc sống của gia đình nàng ấy ngày càng tốt lên tất cả đều nhờ có khương đường lưu đại tẩu không biết nói những lời hoa mỹ chỉ nói đơn giản sau này có chỗ nào cần giúp đỡ ngươi cũng đừng khách sáo với đại tẩu khương đường nói sao ta lại khách khí với tẩu tử chứ, nếu tẩu tử có chuyện cần thì cũng đừng xem ta là người ngoại. Lưu đại tẩu cười nói, đâu phải ngươi không biết ta là người như thế nào. Mắt thấy Khương Đường sắp phải thành thân, một hai năm nữa Đại Lang cũng nên cưới thê tử, Lưu đại tẩu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, sau này Khương Đường chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp, còn chuyện nhờ Khương Đường hỗ trợ, giúp một lần sẽ tiêu hao mất một phần tình cảm. Lưu gia khẳng định không dám trở thành thân thích của phủ tướng quân ngày sau cứ kết giao theo kiểu không xa không gần là được nương tử trần gia cùng vương thị cũng mang đồ sang tặng trong lòng nương tử trần gia cảm thấy rất hồi hộp nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp khương đường thở dài trong lòng nói chuyện một chút là nương tử trần gia đã cáo từ rời đi mãi cho đến lúc giao bạc mỗi tháng khương đường mới gặp được nương tử hứa gia vương thị vóc người vương thị nhỏ gầy ăn mặc vẫn như trước kia nhưng khương đường thấy ba nữ nhi của nàng ấy đã khá hơn trước rất nhiều vương thị mang theo một bộ chăn nguyên liệu cũng là loại tốt trên mặt có theo hình loan phụng hòa minh tay nghề vô cùng tốt vừa thấy là biết nàng ấy đã tốn không ít tâm huyết khương đường sao có thể không biết xấu hổ nhận lấy cái này tẩu tử qua đây thăm ta phần tâm ý này ta nhận còn chăng thì tẩu mang về đi thôi hai năm nữa đại ni cũng phải đính hôn rồi giữ cái này lại cho con bé đi vương thì ấn tay khương đường ngượng ngùng cười nói cái này chính là do con bé làm đó ta phải ra ngoài buôn bán con bé ở nhà trông chừng đệ đệ mùi mùi hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, con bé rảnh rỗi nên mới làm cái này. Khương cô nương, ngươi liền nhận lấy đi, ta hy vọng sau khi Khương cô nương thành thân, mỗi ngày đều có thể trôi qua một cách vui vẻ. Cũng đa tạ Khương cô nương lúc trước nguyện ý giúp đỡ bọn ta, cả nhà ta vẫn thiếu cô nương một phần ân tình. Lúc trước nếu không phải Khương đường góp lời, cho dù chuyện kinh doanh này có được tiến hành thì bà kiếm về nàng ấy cũng không giữ được. Vương thị rất bội phục Khương đường, nàng còn nhỏ hơn nàng ấy mười mấy tuổi, nhưng lại quyết đoán hơn nàng ấy rất nhiều. Nàng ấy làm khổ hài tử hơn 10 năm, cũng may đã tỉnh ngộ kịp thời. Hẳn lúc đó Khương Đường đã biết tính tình của mấy người trong nhà nàng ấy, cho nên mới cố ý nói như vậy, nàng ấy vốn cho rằng tiền công một ngày là 8 văn tiền, kết quả lại là được chia lợi nhuận. Còn gợi ý cho nàng ấy đến bán trước cửa thư viện, từng việc từng việc, vương thị đều ghi tạc trong lòng. Khương Đường nói, tẩu tử, cuộc sống của tẩu khá lên, kiếm được bạc cũng là do tẩu có bản lĩnh, tẩu có thiếu ta cái gì đâu chứ, chi lợi nhuận cho vương thị là do nàng ấy bỏ công rất nhiều, đó là thứ nàng ấy nên có được. Trong mấy cái sạp ăn vặt, sạp của vương thị là sạp kinh doanh tốt nhất, kiếm được nhiều nhất, vương thị làm việc rất liều mạng, chỉ cần nàng ấy có thể đẩy xe thì cho dù có gió to tuyết lớn nàng ấy cũng sẽ đến thư viện, trả giá nhiều nên tất nhiên cũng nhận được nhiều hơn. Khương đừng nhận lấy chiếc chăn, hai người hàng huyên một hồi thì vương thị cũng cáo từ rời đi khương đường lúc này mới cảm nhận được chuyện mình sắp phải rời phải ngõ trữ nguyên này nàng đã ở nơi này hơn một năm cũng đã có cảm tình với ghế bàn giường tủ ở đây cũng may còn có điểm kim và ô kim đi theo nàng khương đường còn chưa kịp thương cảm thì lại có khác tới nhà xe ngựa của phủ an vương vẫn dừng ở đầu ngõ an dương qua đây thăm khương đường sợ hôm thành thân quá đông người không nói chuyện được an dương còn mang theo lễ vật không phải là mấy món trang sức hay thức ăn mà là một công thức dược thiện trong cung nói rằng ăn món này sẽ giúp người ta bảo dưỡng được nhan sắc trẻ mãi không già khương đường kinh ngạc nói thiệt hay giả vậy an dương bị dáng vẻ này của khương đường chọc cho bật cười sao có thể kỳ diệu như vậy được chứ mẫu thân của ta cũng ăn chỉ là nhìn trẻ hơn so với người khác một chút thôi nếu có thể giúp người ta trẻ mãi không già thì hoàng bá bá đã sớm ăn rồi vài ngày trước an dương có tiếng cung thấy an khánh đế lại già đi thêm một chút vốn dĩ tóc chỉ mới xen lẫn vài sợi bạc mà bây giờ đã trở thành bạc trắng đầu Khương Đường không dám tùy tiện bàn luận chuyện của hoàng gia, nàng chỉ nói, nhất định là có hiệu quả, nhưng chắc phải sử dụng quanh năm suốt tháng, chỉ mới dùng một chút chắc không nhìn ra hiệu quả đâu. An Dương cười cười, ta đã ăn hơn nửa năm, thân thể khá lên không ít, mỗi lần tới tháng cũng không còn bị đau nữa, ngươi ăn thử xem, cũng là mấy thứ dược liệu dễ tìm mà thôi. Khương Đường cảm thấy đây chính là một món bảo bối, vậy ta không khách sáo đâu. An Dương tới đây không chỉ có tặng đồ đơn giản nàng ấy còn muốn nói cho khương đường một tin tức tháng ba ta sẽ đính hôn cuối tháng sáu sẽ xuất giá an dương không vội nhưng mẫu thân của nàng ấy vội rồi cũng không thể cứ mãi không gả chồng trở thành cô nương quá lứa lỡ thì thì sao đây hơn nữa ngự triều đại thắng hồ tộc hẳn là mấy năm nữa sẽ không phát sinh chiến sự hai nước chuẩn bị liên hôn ngự triều phải phái một công chúa qua đó an dương nhưng không muốn tới vùng đất mang di đó tuy nói trong triều có không ít công chúa nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên an dương đã quyết định chọn vị thám hoa lan trong khoa thi năm trước làm quận mã từ xưa tới nay thám hoa lan tuy không phải là người có học vấn tốt nhất nhưng chắc chắn là người tuấn tú nhất an dương cảm thấy tướng mạo của quận mã tương lai vẫn kém hơn khương đường một chút nhưng miễn cưỡng chấp nhận được quan trọng nhất chính là gia thế trong sạch sau này cũng sẽ ở lại thịnh kinh hắn là công tử tiêu gia ở lan lăng dù sao cũng là một người đẹp trai cảnh đẹp ý vui mà cũng không tồi Khương Đường hỏi thăm rõ ràng tên họ và gia thế của quận Mã, từ tận đáy lòng cũng thấy mừng cho An Dương, lúc đó ta sẽ đến chúc mừng ngươi, An Dương cũng rất vui vẻ, nàng ấy sờ sờ gương mặt của mình, bọn ta có huyết mạch của hoàng thất, nếu đã như vậy thì tìm một người đẹp một chút mà gả. hai tử sinh ra cũng xinh xắn hơn một chút. Hai tử của ngươi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp đó, hy vọng giống ngươi nhiều một chút, đến lúc đó ta sẽ làm nghĩa mẫu của bé, nếu là nữ nhi, nàng ấy sẽ để bé làm tức phụ nhà mình. Khương Đường vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng khi nhắc tới chuyện thành thân, tháng 6 năm trước định thân, đã quyết định hôn kỳ vào tháng 2 năm nay. Khương Đường cảm thấy còn xa lắm, nhưng nháy mắt đã cách ngày 16 tháng 2 chẳng còn mấy hôm. Nàng thật sự sắp thành thân rồi. Ngày 13 tháng 2, Cố Kiến Sơn không thể tới đây nữa, may là trong triệu có nhiều chuyện phải lo, ba ngày này cứ chuyên tâm xử lý công vụ. Không ít đại thần chúc mừng hắn, cố kiến sơn cũng không đưa thiệp mời cho đại thần trong triều nếu hắn còn ở hầu phủ thì sẽ có thân thích của hầu phủ tới bây giờ ngược lại đỡ phải lo nhiều như vậy tần vương cũng muốn tới nhưng những người khác đều không đi nếu chỉ có một mình hắn ta đi thì sẽ để lộ tâm tư không đơn thuần của hắn ta cho nên hắn ta cũng chỉ chúc mừng cố kiến sơn như những người khác hiện giờ phe phái của yến vương đã ngã ngựa và phân tán khắp nơi đối với tần vương mà nói ngôi vị hoàng đế cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn nói chúc mừng xong rồi lại quay về lo chính sự sao? Tướng quân có binh quyền trong tay, cho dù là văn thần hay võ tướng cũng phải kiên nể hắn vài phần, cho nên có rất nhiều người tới chúc mừng, bất quá vẫn còn e ngại mặt mũi của Vĩnh Ninh Hầu, cũng có người đứng ở phía xa quan sát, không bước tới gần, chẳng qua nhìn Tần Vương còn trẻ tuổi đứng cùng một đám quan viên cũng còn ở độ tuổi thanh xuân, nghĩ lại An Khánh Đế đang từ từ ra đi. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện thời thế sắp thay đổi rồi. Cố Kiến Sơn cảm tạ những người tới chúc mừng, ý cười trên mặt cũng không che giấu được, thành thân là một chuyện vui vẻ, ngày ấy trình thị đã tới, gặp lại Vĩnh Ninh Hậu cũng khiến trong lòng Cố Kiến Sơn dễ chịu hơn một chút. Ngày 16 tháng 2, ánh bình minh xuyên qua từng án mây tía, bầu trời phía đông vô cùng rực rỡ, Cố Kiến Sơn ở Cố Phủ mới sáng sớm đã bắt đầu rửa mặt chải đầu, so với giá y mây theo phức tạp, y phục của Cố Kiến Sơn đơn giản hơn nhiều chỉ có cổ tay áo và cổ áo có theo họa tiết án mây bằng chỉ kim tuyến màu đỏ tuy đơn giản nhưng khi cố kiến sơn mặc lên người vai rộng eo hẹp khiến hắn trông rất khôi ngô tuấn tú lúc này thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng cố kiến sơn cũng không mặc y phục quá dày nói chung là hỏa lực vượng không hề thấy lạnh còn hỏi xuân đài trong hắn thế nào xuân đài tiểu nhân chưa từng nhìn thấy công tử ăn mặc như vậy bao giờ có nhân khí hơn trước kia nhiều tiểu nhân nghĩ đại nương tử mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt được cố kiến sơn thầm nghĩ tất nhiên là ngươi chưa từng thấy qua rồi cả đời này của ta cũng chỉ có duy nhất một lần này diện y phục màu đỏ hắn vốn nghĩ rằng sẽ quá trường trại nhưng cuối cùng lại khác xinh đẹp suy cho cùng phải mặc y phục đỏ thì người ta mới biết ai là người sắp thành thân hắn đứng chung với khương đường chắc chắn sẽ thành một đôi bích nhân cũng không biết khương đường mặc giá y sẽ trông như thế nào giá y đã sớm được đưa tới chỗ khương đường cố kiến sơn muốn ngắm thử nhưng khương đường không chịu cố kiến sơn mè nheo với khương đường mười mấy ngày chẳng những không thấy được bộ dáng khương đường mặc giá y mà đến cả giá y trông như thế nào hắn cũng không được biết cuối cùng hôm nay cũng có thể nhìn thấy cố kiến sơn tính toán thời gian ra phủ đón dâu hắn cưỡi ngựa trước đầu ngựa có treo hoa cưới bằng lụa đỏ cố kiến sơn cưỡi ngựa không giống những người khác trông đẹp hơn lúc đi đường bình thường lần trước mọi người ùa ra phố xem cố kiến sơn đưa đại quân hội kinh hiện giờ bá tánh cũng đứng ngập đường xem cố kiến sơn thành thân cười nói ồn ào, cố kiến sơn đưa mắt nhìn chấp mũi, chẳng thèm quan sát xung quanh, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, chỉ là đoàn đón dâu không thể đi quá nhanh, phải làm sao cho vừa đúng giờ lành để đón dâu, sau khi đón được tân nương tử còn phải diễu phố một vòng, rồi lại phải về kịp giờ lành để bái đường. Sau khi bái đường tân nương tử sẽ được đưa vào phòng tân hôn, mà tân lang lúc này sẽ ở bên ngoài kính rượu, đến khi tiệc khỉ kết thúc mới có thể vào động phòng, thịnh kinh to như thế. Nâng kiệu đi một vòng cũng tốn hơn một canh giờ nhóm nâng kiệu gồm có 8 kiệu phu thân thể cường tráng, còn có người nâng của hội môn chính là mấy gã sai vặt của cố gia, tất cả bọn họ đều đang chờ ở khương gia. Tim khương đường đập như trống, hôm qua lục cẩm dao đã ở với nàng cả đêm, sáng nay bình dương hầu phu nhân Trần Thị cùng với mấy phu nhân thế gia khác cũng tới thêm của hội môn cho nàng. Sau đó hỷ nương bắt đầu chải đầu trang điểm, mãi cho đến lúc mặt trời lên cao mới trang điểm xong xuôi. Mũ phượng khăn choàng khoác lên người Khương Đường càng khiến nàng trở nên xinh đẹp, Hỷ nương còn muốn trát thêm phấn má hồng lên mặt Khương Đường thì lại bị lục cẩm dao ngăn cản, đã đủ đỏ rồi. Sao môi cũng không cần tô quá hồng đâu, đừng để giống nàng ấy lúc thành thân, mặt mày bị tô đỏ như quả táo vậy. Lục cẩm dao hỏi Khương Đường có đói bụng không, ăn trước một ít đi, một khi lên kiệu là sẽ mất cả ngày. Tân Lan tham dự tiệc hỷ cũng phải tới tối mới về được, không thể làm khách nhân mất hứng. Khương Đường muốn ăn nhưng giá y này quá trường trà, mũ phượng trên đầu cũng nặng nề ăn xong lại không tiện rửa mặt chải đầu ta còn chưa đói bụng không cần ăn đâu khi nàng nói chuyện đôi mắt cứ long lanh khiến người khác bị mê hoặc trần thị không thể không thừa nhận nói về nhan sắc không có người nào có thể so với khương đường hơn nữa với khí độ của nàng lúc này mà gã cố kiến sơn thì chính là phúc khí của hắn nếu trần thị đã đồng ý với lục cẩm giao tới đây thì sẽ lo liệu đầy đủ chuyện trong chuyện ngoài của hồi môn cho thêm chính là một bộ cài tóc làm bằng vàng lúc nói chuyện cũng mang theo ý cười hiện tại không đói bụng thì mang theo một ít điểm tâm đi giấu trong tay áo đấy một đám phu nhân cũng sôi nổi khen khương đường xinh đẹp cũng đều là những lời thật lòng trong lòng khương đường cũng không còn quá khẩn trương nữa thở phào nói cảm tạ lục phu nhân trần thị đưa những người khác đi xem còn cần chuẩn bị thêm gì nữa không bà mối vương bà tử theo cố kiến sơn tới đây bên này lại mời thêm một bà mối khác để hai người hỗ trợ lẫn nhau tránh để xảy ra sai sót lục cẩm dao ngồi đối diện khương đường nắm tay khương đường nói có lẽ là sắp tới rồi, sau khi thành gia phải biết tự chăm sóc bản thân, phải sống tốt, nhớ thường xuyên tìm ta nói chuyện đó. Hốc mắt Khương Đường hơi ẩm ướt, "Tỷ tỷ, ta đều nhớ cả rồi." Lục Cẩm Dao cũng không nhìn được cảm giác chua xót, nàng ấy nói, "Hôm nay là ngày đại hỷ, phải vui vẻ, cười một cái xem nào." Nàng ấy cầm lấy khăn vang, đứng dậy phủ lên mũ phượng, sau đó gói hết số điểm tâm lại đưa cho Khương Đường, "Có ăn thì cũng chỉ được ăn lén thôi, đừng để người khác nhìn thấy." làm tân nương tử rất mệt nhưng cũng phải ngay ngắn đàng hoàng bên này chỉ có nha hoàng còn lại đều ở cố phủ chờ cố kiến sơn tới nơi là mọi người bắt đầu đưa người ra kiệu hoa cố kiến sơn ra cửa vào giờ thìn đi hơn một canh giờ mới tới nơi bây giờ đã là giữa trưa đây cũng là giờ lạnh mà phùng thị mời người tính giúp tân lan đón dâu tân nương lên kiệu hoa sau đó diễu phố một vòng cuối cùng mới đến cố phủ mà lục cẩm giao trực tiếp ngồi kiệu qua đó cùng phùng thị tiếp đại khách khứa Khương Đường chỉ cần ngồi thôi, ngồi trong kiệu, ngồi trên giường cưới, tân nương tử không cần phải tiếp đón khách khứa, đội khăn vang che mặt xuống đoạn đường, chỉ cần chờ cố kiến sơn vén khăn thôi, tấm vải đỏ phất phơ trước mặt, một màu đỏ thắm, khăn vang mỏng nhẹ, còn có thể nhìn thấy bóng người đằng trước, bỗng nhiên nàng nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà mối, giờ lạnh đã đến, tần làng tới đón tân nương tử, Khương Đường được đỡ ra cửa, vừa mới đứng vững đã bị người ta bế ngang, trực tiếp ông tới trước cổ kiệu cố kiến sơn nắm tay nàng khương đường nhẹ nhàng nắm chặt một chút chờ nàng ngồi ổn định cổ kiệu mới được nâng lên ngồi kiệu không giống như ngồi xe ngựa xe ngựa sẽ sốc nảy khi đường xá gập ghềnh còn kiệu sẽ lắc lư lần đầu tiên khương đường được ngồi kiệu lại chính là chiếc kiệu hỉ này cảm giác vô cùng mới mẻ nhưng đi một hồi lại khiến cho niềm vui nho nhỏ này tan thành mây khói khó trách lục cẩm dao lại nói làm tân nương tử rất mệt thì ra là mệt như thế này cố kiến sơn thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh mọi người đông đúc ồn ào, nhưng trong mắt hắn chỉ có đỉnh kiệu hoa. Một đoàn người đi theo sau đội rước dâu, chính là mấy gã sai vặt đang nâng của hồi môn, ngày trước xính lễ đưa qua rất nhiều, của hồi môn hôm nay cũng không ít, ngoại trừ ghế bàn giường tủ không nâng đi được, mấy thứ đồ sứ, đồ trang sức xinh đẹp đều đặt trong một trương, hơn nữa còn có khế nhà khế đất, cho dù nàng chỉ có một mình thì xính lễ cũng vô cùng phong phú. Gã sai vặt nâng xính lễ lúc đi qua cầu còn ném tiền đồng, người nào may mắn có thể nhặt được mấy đồng, còn có tiểu đồng đi theo sau đội ngũ, che lỗ tai tránh đi tiếng khu chiên gõ mỏ, đi theo một đoạn đường rất xa mới dừng lại. Khương đường ngồi ở bên trong kiệu, nhìn không được cười cười, giống như tất cả mọi người đều đang mừng tân hôn của nàng cùng cố kiến sơn. Nàng muốn nhấc khăn vang lên, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại buông xuống, cái này nên cố kiến sơn sốc lên mới phải. Từ khương gia ngồi xe ngựa đến cố phủ mất một canh giờ, mà kiệu lại không nhanh bằng xe ngựa, Khương Đường đã ngồi trên kiệu hơn một canh giờ rồi. Sau khi cổ kiệu dừng lại, có người xốc màn che kiệu lên, đưa một bàn tay tới trước mặt nàng. Khương Đường biết đây là cố kiến sơn nên cũng đưa tay đáp lại. Sau khi xuống kiệu lại đổi thành giải lụa đỏ, hai người cùng giữ lấy giải lụa bước qua chậu thang, vẫy nước ngải cứu, sau đó mới tiến vào chính sảnh. Phung Thị và Lục Cẩm Giao ngồi ở vị trí chủ vị, khách khứa đứng ở hai bên, người làm lễ đừng bên cạnh Lục Cẩm Giao, hô ta, giờ lành đã đến, Khương Đường đứng yên, bên cạnh là cố kiến sơn chỉ nghe thấy tiếng hô nhất bái thiên địa nàng cùng cố kiến sơn quay đầu ra cửa bái tạ thiên địa khương đường thầm nghĩ nàng ở nơi này rất tốt mọi người ở thế giới kia không cần phải lo lắng nhị bái cao đường hai người quay về hướng phùng thị và lục cẩm dao bái một cái lúc đứng dậy cố kiến sơn còn đưa tay đỡ khương đường sau đó là tới phu thê đối bái tiếng hô vừa dứt khương đường cách một lớp khăn vang đưa mắt nhìn cố kiến sơn rồi mới chậm rãi cuối người không thể nhìn rõ bộ dáng của người đối diện, trong cái khoảnh khắc cúi đầu kia, trái tim cũng dần dần an tĩnh lại, từ đây về sau bọn họ đã thật sự ở bên nhau cả đời. Nàng cũng không còn nghe rõ tiếng hô đưa vào động phòng nữa, chờ tới lúc Khương Đường lấy lại tinh thần thì đã thấy mình ngồi trên giường cưới, bọn nhà hoàn canh giữ ở bên ngoài, một lát sau lại nghe thấy tiếng mở cửa có két, Khương Đường nghe thấy giọng nói của Cố Kiến Sơn, ta ra ngoài kính rượu trước, để nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu đi, chờ ta kính rượu xong sẽ qua đây hai nha hoàng một người tên là ngưng châu người còn lại tên là ngưng duyệt nàng rửa mặt chải đầu xong lại ngồi trên giường cưới lục cẩm dao nói không sai tân nương tử đẹp thì có đẹp nhưng thật sự quá vất vả khách khứa bên ngoài có người là khách của phủ trường ninh hầu cũng có quan viên quen biết với khương đường nhiều người náo nhiệt nhưng nháo một hồi lại bắt đầu chút rượu cố kiến sơn ngày đại hỷ mà không chút hắn thì sau này không có cơ hội nữa cố kiến sơn không từ chối bất kỳ ai cứ uống một ly rồi lại một ly, không biết hắn đã uống bao nhiêu nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Sáng hôm sau, sắc trời vẫn còn tối, mọi người cũng nháo đủ rồi, lúc này mới thả cho Cố Kiến Sơn về phòng. Không ai nháo động phòng, chỉ một lúc là giải tán. Cố Kiến Sơn đi tẩy rửa sạch sẽ mùi rượu trên người trước, sau đó mới theo hỉ bà vào phòng, sốt ruột rồi chứ gì, sốt khăn voan và uống rượu dao bôi đi. Hỉ bà nói một mạch những lời chúc các tường, cái gì mà vừa lòng đẹp ý tâm tưởng sự thành, Khương Đường nghe tới mức hai tay ửng đỏ, cố kiến sơn lanh lệ dở khăn voan, lại đưa hồng bao cho hỷ bà và bọn nha hoàng. Không chỉ vì những thứ này mà còn có ánh mắt nóng bỏng của cố kiến sơn và bọn nha hoàng đứng hầu hạ xung quanh khiến nàng muốn thả lỏng cũng khó. Khương Đường cúi đầu, uống rượu giao bôi, cố kiến sơn đợi đám người đi hết mới ngồi xuống cạnh Khương Đường. Khương Đường bị mũ phượng làm cho mỏi cổ, lúc này mới có thể ngẩng đầu lên, ai ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị cố kiến sơn ôm vào trong ngực sức lực của hắn rất lớn, trước kia hắn chưa từng như vậy, trực tiếp dọa sợ Khương Đường. Hai cánh tay choàng bên hông nàng như một gọng sắt, cố kiến sơn hỏi, đã ăn gì chưa? Khương Đường, ăn một ít mì, còn có cháo, cố kiến sơn, vậy chút nữa lại ăn tiếp. Mất một hồi lâu Khương Đường mới hiểu được chuyện tân nương tử rất vất vả còn có một tầng nghĩa khác, cả nước thân mật một hồi lâu. Nếu không phải Khương Đường kêu đói thì chắc chắn Cố Kiến Sơn sẽ đòi thêm một lần nữa, Cố Kiến Sơn tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, mặc y phục xong xuôi rồi mới ra ngoài lấy thức ăn. Khương đường mềm nhũng như một con tôm, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ đầu ra ngoài, chiếc đệm phía dưới có hơi cứng, hẳn chính là lông nhãn và táo đỏ mà cố kiến sơn nói. Nàng lật đệm lên xem, đúng thật là như vậy, nàng gặm hết một quả táo rồi lột thêm một quả lông nhãn, lúc này mới xem như lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nàng thật là vất vả quá, nhưng mà hình như cũng thoải mái, cơ thể nàng rung lên từng khoảnh khắc, cố kiến sơn làm cũng không tệ lắm nhưng cho dù sức nàng lớn nhưng nàng cũng chỉ là người bình thường, thật sự không thể so với cố kiến sơn. Hắn xuất thân là võ tướng, hình như cũng chưa dùng hết sức, hắn cứ như một người không bao giờ biết mệt vậy. Khương đường kéo chăn ra, lại lặng lẽ mặc y phục vào, nàng còn chưa nhìn kỹ căn phòng này, phòng rất lớn, dùng bình phong chia cách gian trong và gian ngoài, bàn ghế, ngăn tủ, tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ. Nàng ngắm nghĩ chưa được bao lâu là cố kiến sơn đã trở lại hắn tiếp rượu xong cũng chưa ăn gì, trực tiếp tới phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn. Cố Kiến Sơn không có thói quen để nha hoàng hầu hạ, chỉ sai các nàng ấy nấu nước ấm, buổi tối không cần gác đêm. Trong phủ có rất nhiều sân viện, Cố Kiến Sơn và Khương Đường ở trong một viện tử tương đối cơ bản, có phòng bếp nhỏ, phía sau còn có hoa viên. Bọn nha hoàng ở phòng hạ nhân, cả phủ có tổng cộng 40 nha hoàng. 10 người hầu hạ ở chính viện, hai người làm đầu bếp ở phòng bếp nhỏ, còn có mấy người làm việc ở tú phòng và nhà ấm trồng hoa. Hiện tại chưa phân chia cấp bậc cho bọn họ, chờ sau khi Khương Đường vào cửa mới tính tới chuyện này. Cố Kiến Sơn bưng cơm về phòng, hắn nhìn thoáng qua bức bình phong đã thấy Khương Đường dùng trăm vấn tóc lên, đang trong mong hắn. Cố Kiến Sơn cười nói, có mì gà, cháo, cơm, sủi cảo hấp và một vài món khác, cái nào ta cũng lấy một ít, nàng nhìn xem muốn ăn cái gì. Khương Đường xoa xoa chân, vừa muốn xuống giường thì Cố Kiến Sơn đã mang một chiếc bàn nhỏ tới, ăn trên giường đi, dưới đất lạnh lắm. Khương Đường gật đầu, nàng cũng đói tới sốt ruột rồi, tuy lúc vào động phòng đã ăn một ít điểm tâm, nhưng lúc nãy đã dùng hết rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lại thấy Cố Kiến Sơn đang dịu dàng ngắm nàng, chiếc đũa trên tay vẫn liên tục gấp đồ ăn cho nàng, bản thân hắn lại chưa ăn một miếng nào. Khương Đường vừa ăn vừa ngượng ngùng, nàng nói, chàng cũng ăn đi nha, đừng chỉ lo ta, Cố Kiến Sơn cười không nói lại gấp cho khương đường một miếng sườn heo chua ngọt rồi mới lên tiếng ta cần gì phải ăn vội nàng ăn trước đi nàng ăn xong rồi ta mới ăn giống như nhìn nàng ăn có thể giúp hắn no bụng vậy bất quá khương đường từ trước đến nay luôn là người phóng khoáng cũng không thích khuyên người khác cố kiến sơn đã lớn như vậy chẳng lẽ không biết bản thân mình đói hay no sao khương đường cũng không quản hắn bản thân tự ăn no đến bảy phần tuy nàng vẫn còn muốn ăn nhưng lại sợ ăn đêm quá nhiều sẽ khó tiêu hóa nên đành buông đũa cố kiến sơn ăn hết mấy thứ còn dư lại, cũng không quá nhiều, ăn xong thì dọn dẹp cái bàn nhỏ luôn. Khương Đường hỏi, chàng no rồi à, cố kiến sơn nói, cũng tạm. Khương Đường cảm thấy cố kiến sơn thật là đẹp trai, eo hẹp vai rộng, cờ bắp cũng không phải cái dạng u lên từng cục từng cục, trên người còn mang theo phong thái của nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, giống như một cây tùng dương xanh ung tươi tốt. Nghĩ đến đây là phu quân của nàng, lại nhớ tới ban nãy hai người gắn kết thân mật như vậy, Khương Đường không nhịn được mà đỏ mặt cố kiến sơn cất cái bàn rồi đi khóa cửa lúc khương đường xoay người vẫn có thể thấy rõ biến hóa trên mặt hắn mà cố kiến sơn lại còn thẳng lưng đi tới chỗ nàng khương đường lắp bắp nói chúng ta nói chuyện một chút đi cố kiến sơn cũng không từ chối nắm lấy tay khương đường còn hỏi nàng muốn nói cái gì chỉ là mấy lời này không biết phải nói đến khi nào ngày kế mặt trời lên cao cố kiến sơn rất ít khi ngủ tới lúc này hai người không cần kín trà mình lại là chủ nhân trong phủ hơn nữa cố kiến sơn mới khai trai tất nhiên là sung sướng không thể nào tả được quả thực là không hề cố kỵ một chút nào trước giờ hắn vẫn luôn nghe lời khương đường chỉ là trên giường hắn cũng chỉ nghe được hai câu rồi lại bỏ ngoài tai cố kiến sơn cảm thấy hắn là đại nam tử chuyện này phải nghe hắn khương đường chỉ cần cách xa hắn quá một cánh tay là hắn sẽ vươn tay kéo người trở về sức hắn lớn hơn nữa lại là nàng thoải mái nên khương đường không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể làm sằng làm bậy với hắn khương đường thấy sắc trời thật sự không còn sớm nữa chân nàng eo nàng cũng đau lại không dậy nổi đúng là trò cười mà cố kiến sơn dậy rồi sao để ta nhìn nàng một chút đêm qua ta thấy hình như có chút sưng ban đêm thế nào cũng được nhưng ban ngày tuyệt đối không khương đường dùng sức đẩy cố kiến sơn nhanh chóng mặc xong xiêm y sau đó xuống giường rửa mặt chải đầu cơ thể nàng có hơi không khỏe mà vẻ mặt của cố kiến sơn lại nhẹ nhàng thích ý ta bóp vai bóp chân cho nàng cái lý do này hôm qua hắn cũng dùng rồi, Khương Đường nói, đừng náo loạn, lần này Cố Kiến Sơn nói nghiêm túc đó, hắn biết nắng xương biết bóp chân, tay nghề không thua gì nhóm sư phó đâu, hắn xoa nhẹ mấy cái đã khiến Khương Đường cảm thấy thoải mái dễ chịu nên nàng cũng không cản lại, nghĩ đến hắn ở Tây Bắc có một mình, cho dù bản thân bị thương cũng chỉ có thể tự mình lo lấy, Khương Đường có chút đau lòng, được rồi, không còn khó chịu nữa, nếu chàng rảnh quá không có gì làm thì thu dọn phòng ốc một chút đi trong phòng vẫn còn vương vít một hương vị kỳ quái trên giường dưới đất lung tung rối loạn khương đường cũng không muốn sai nha hoàng thu dọn mấy thứ này đẩy đẩy cố kiến sơn lại chỉ lên giường cố kiến sơn lập tức đứng dậy thu dọn giường đệm có tẩy cũng không tẩy sạch được đồ riêng tư như vậy cố kiến sơn cũng ngại để người khác nhìn thấy hắn chỉnh trang y phục xong rồi lại thay khăn trải giường chăn cũng đã nhăn thành một nùi phải vứt hết nhưng không thể chỉ vứt không phải thiêu trước đã lúc hắn dọn hết thì khương đường cũng đã trang điểm xong chỉ thoa một chút phấn thơm lên cổ, vấn kiểu tóc của phụ nhân, cách ăn mặc cũng chẳng khác ngày thường là bao, chỉ là theo bản năng chọn những loại y phục có màu sắc nền nã một chút, cố kiến sơn lại nhìn không được tiến lại gần, khương đường giữ chặt tay hắn, không được náo loạn, cũng phải đi ra gặp gỡ mọi người trong phủ, không thể để cho bọn họ cảm thấy chúng ta là loại người làm việc hoang đường. Cố kiến sơn lui một bước nói, vậy buổi tối, Khương Đường chậm rãi nói, buổi tối thì được, nhưng chàng đã là người có gia đình rồi, nên ổn trọng một chút, sao bây giờ chàng lại càng không trầm ổn như lúc trước vậy? Khương Đường vừa nói vừa cảm thán chuyện xưa, cố kiến sơn cũng nàng không giống như lúc trước khi thành thân, bởi vì đã thành thân nha. Khương Đường bị chọc cười, có ai thành thân xong lại như chàng chứ? Được rồi, dùng bữa trước đã, ta đã sai ngưng châu gọi mọi người tới đây, nói chuyện mấy câu, chàng cũng phải nhớ làm công sự đó, đừng để bị trì hoãn. Ngoài ra, Tuy hôm nay không cần kính trại nhưng nếu có thể thì cũng về gặp mặt đi, cũng để cho mẫu thân yên tâm, ta cưới được người ta ái mộ, tự nhiên sẽ không giống người khác." Cố Kiến Sơn dính tới hôn lên khóe miệng Khương Đường, vẫn là nàng suy xét chu đáo, "Ăn cơm xong ta sẽ tới thăm bọn họ, cho dù không vào được cửa hậu phủ thì cũng có thể nói vài câu với mấy vị huynh trưởng." Khương Đường thích Cố Kiến Sơn cũng bởi vì chuyện hắn đã nói là hắn sẽ làm. Nếu chỉ nói mà không làm là không được nhưng tối ngày cứ im lặng như hũ nút thì cũng không ổn. Đôi mắt Khương Đường công công, được rồi, chàng thấy ta trông như thế nào, cố kiến sơn chọn cho Khương Đường một chiếc trăm, thế này trông đẹp hơn, đi thôi, bọn họ dùng cơm ở chính sảnh, đám nha hoàng đã được dặn dò nên không tới quấy rầy, nhưng chuyện gì nên làm đều phải làm, canh gần đến giờ cơm đi nấu nước ấm, chuẩn bị thức ăn nóng đặt trong nồi, chủ tử tỉnh là có thể ăn, quét tước định viện sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ lau chùi mấy món đồ trang trí đây đều là chuyện các nàng ấy phải làm còn nữa không được phép bàn luận chuyện của chủ tử càng không thể nói như rộng leo làm như mèo mửa ngưng châu và ngưng duyệt đều nói họ đã từng làm nha hoàng cho một gia đình khác chẳng qua sau này gia đình đó xảy ra chuyện hai người bọn họ lại bị bán đi nhưng nếu so với những nơi khác làm việc ở cố phủ rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều chỉ là mấy nha hoàng còn lại đều là mua mới không thể nào so sánh được nơi này nơi nọ khác nhau như thế nào đầu bếp là do cố kiến sơn tìm về nấu ăn tương đối phù hợp với khẩu vị của khương đường ăn cơm xong khương đường gọi đám nha hoàng và sai vặt tới để căn dặn chuyện trong phủ đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt ngừng châu và ngưng duyệt đứng ở hàng đầu đám nha hoàng và sai vặt còn lại đứng lui về phía sau một nhóm đông đúc trong phủ nhiều người khương đường không thể nào quan sát hết nhất cử nhất động của bọn họ chỉ chọn ra vài người làm quản sự và đại nha hoàng nhà ấm trồng hoa và tú phòng đều có người đứng đầu quản lý công việc nàng học được không ít thứ từ lục cẩm giao cũng biết phải làm như thế nào để kiểm soát được người bên dưới mấy chuyện khác nàng không rảnh lo tới chỉ cần bọn họ làm tốt việc của mình đừng gây phiền phức cho cố kiến sơn là được nàng đã từng làm nha hoàng tự nhiên cũng biết làm hạ nhân sẽ có nhiều chuyện khó xử vẫn nguyện ý giúp đỡ bọn họ một chút ngày tháng ngày sau còn dài ta cũng không muốn nói nhiều chỉ có mấy câu này mong các ngươi ghi tạc trong lòng trong phủ này không dung thứ cho kẻ ăn cây táo rào cây sung, nếu ta phát hiện có người làm chuyện ngu xuẩn, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ta cùng tướng quân không thích có quá nhiều người xung quanh, cũng không cho phép hạ nhân khu môi múa mép, việc ai nấy làm, có việc gì thì tới báo cáo với Ngưng Châu Ngưng Duyệt, đừng có để bất kỳ chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng truyền đến tai ta. Chỉ cần làm việc tốt thì sẽ có thưởng, trong nhà có gì khó khăn thì cứ nói với ta, đều là người trong phủ, nhất định sẽ không mặc kệ cái này gọi là đánh một gậy thưởng một quá táo khương đường lại hỏi có ai biết nhận mặt chữ không lựa ra bốn người làm nha hoàng nhị đẳng lại chọn bốn người làm nha hoàng tam đẳng còn lại thì làm người canh cửa và phụ trách đón tiếp khách nhân để xem tính tình của những người này thế nào nếu có thể thì sau này sẽ cho bọn họ cùng tới cửa hàng phụ giúp việc kinh doanh buôn bán khương đường chỉ cần biết tên nha hoàng ở chính viện còn lại cứ đi tìm quản sự là được Bà tiêu vặt mỗi tháng của sai vặt và nha hoàng nhất đẳng là hai lượng bạc, nhị đẳng mỗi tháng một lượng, tam đẳng mỗi tháng năm tiền, ngoài trừ quản sự phụ trách mua hàng, những nha hoàng còn lại mỗi tháng chỉ có thể ra khỏi phủ một lần, về cơ bản không khác với hầu phủ là bao. Ngưng châu ngưng duyệt đều là người trầm ổn, một người 19 một người 20, Khương Đường tất nhiên cũng hy vọng hai người bọn họ có thể đỡ đần một số việc giúp nàng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm các nàng ấy, chuyện trong phủ nàng vẫn phải nắm trong tay dạy bảo đám hạ nhân một hồi đã hết nửa canh giờ sau khi nói xong những lời cần nói khương đường bắt đầu đi dạo trong phủ cũng không thèm để ý đám hạ nhân này nghĩ gì về nàng chỉ cảm thấy sau khi thành thân có rất nhiều việc không còn giống như trước nữa hoàn cảnh không giống nhau cách làm việc tự nhiên cũng không giống cố phủ trước kia chính là phủ của minh quốc công cách phủ vĩnh ninh hầu không xa cũng không biết cố kiến sơn có đi gặp người cố gia hay không cố kiến sơn đã gặp mặt cố kiến châu lúc bãi triều giữa trưa Cố Kiến Châu vừa bước ra đã nhìn thấy Cố Kiến Sơn, hắn tức giận tới mức không biết làm gì, phẩy phẩy tay áo, đi đến trước mặt Cố Kiến Sơn, âm dương quái khí nói, còn chưa chút cố tướng quân tân hôn vui vẻ. Cố Kiến Sơn, tứ ca, Cố Kiến Châu nói, đừng gọi ta là tứ ca, ta không đảm đương nổi đâu. Nếu nói ở hầu phủ ai là người tức giận vì chuyện này nhất, e rằng người đó chính là Cố Kiến Châu. Cố Kiến Châu không tỏ thái độ tức giận trước mặt lục cẩm giao. Bởi vì mối quan hệ giữa Lục Cẩm Dao và Khương Đường rất tốt, nàng ấy cũng vui mừng vì hôn sự này. Bình thường nói tới chuyện hôn sự thì cũng thôi đi, trước khi hai người bọn họ thành thân, nàng ấy còn sang nhà Khương Đường cả một đêm, để Cố Kiến Châu lại trong hậu phủ trong chừng chiêu ca nhi, Cố Kiến Châu nào dám oán giận nửa câu, lại nói, Cố Kiến Sơn rời khỏi hậu phủ không chỉ vì chuyện thành thân mà còn vì chuyện của Cố Kiến Phong nữa, Cố Kiến Châu càng không có mặt mũi nói với Lục Cẩm Giao nếu hắn nói thì lục cẩm giao chắc chắn sẽ bảo đúng là còn thối hơn cả phân chuột, không sai. ở trong lòng lục cẩm giao, đại phòng giống như một đống phân chuột vậy. lục cẩm giao quản gia cũng mệt mỏi, chuyện lớn chuyện bé trong phủ đều đổ lên đầu nàng ấy. cố kiến châu tự nhiên cũng thông cảm cho nàng ấy hơn. cố kiến châu đau lòng huynh trưởng, cho dù hắn làm ra chuyện như vậy cũng không đành lòng oán trách. đối với cố kiến sơn cũng như vậy, giận cũng đã giận rồi, giận xong thì vẫn xem cố kiến sơn là thân đệ đệ thôi. Cố Kiến Sơn nói, ta mời tứ ca uống rượu được không? Cố Kiến Châu quan sát xung quanh, đây là chuyện nhà, người khác muốn quản cũng không có quyền quản nên cũng đi theo Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn sai Xuân Đài về phủ báo trưa nay mình không về, Cố Kiến Châu cũng sai Tùng Lâm về thông báo, hai huynh đệ cùng nhau đi uống rượu, tìm một tử quán nhỏ, giá cả hợp lý một chút, nhưng hai người vào bàn rồi chỉ uống có một ly rượu, ngươi một ly ta một ly, cũng không chạm ly với nhau, trước khi Cố Kiến Sơn không thành thân cố kiến châu không tiện nói với hắn những chuyện sau khi thành thân hiện giờ hắn đã lập gia đình rồi hai người lại có một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau cố kiến châu nói hắn đừng trách trịnh thì cùng vĩnh ninh hầu cũng dặn dò cố kiến sơn phải sống cho tốt hắn cho tay vào túi áo muốn tìm quà tân hôn cho cố kiến sơn nhưng trên người hắn chỉ có một chút bạc thật sự không mò ra được thứ gì cố kiến sơn hiểu hắn nói ta nhận tâm ý của tứ ca cố kiến châu cười gượng hai tiếng may mắn vẫn đủ bạc cho bữa cơm này không đến mức quá mất mặt được rồi đã thành gia lập nghiệp tứ ca còn không bằng ngươi đó ta cũng biết ngươi ở tây bắc vất vả khi nào rời kinh nhớ tới báo một tiếng trong lòng cố kiến sơn ngủ vị tạp trần hắn đáp được ta nhớ kỹ hai người đã thành thân chuyện nên biết và chuyện không nên biết cũng đều biết cả rồi về phần cố kiến hiên hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì may mắn chuyện trình thị làm mai cho hắn cũng không có quá nhiều người biết không đến nỗi khiến khương cô nương khó xử Hiện tại không thể gọi là khương cô nương nữa, hẳn phải gọi là ngũ tẩu. Tất nhiên hắn cũng có một chút yêu thích, nhưng quân tử không đoạt ái nhân của người ta, gã cho ngũ ca vẫn tốt hơn gã cho hắn. Cố kiến hiên không vội chuyện thành thân, vẫn muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia, chẳng qua hắn còn có mùi mùi, không thể chậm trễ chuyện hôn nhân của mùi mùi được. Cố tương quân năm nay đã 15, lễ cập kê đã tổ chức vào tháng 1, chờ sau khi huynh trưởng cưới thê tử, nàng ấy cũng nên tính tới chuyện nghị thân gã chồng. Trình Thị vẫn luôn chú ý giúp hai người bọn họ, bọn họ ở hầu phủ gần hai năm, ở lâu tất nhiên cũng nảy sinh cảm tình, chỉ là hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra. Trình Thị tính cho cố tương quân về Nhữ Lâm ở tạm một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi rồi quay lại sau. Cố tương quân tất nhiên rất vui vẻ, nàng ấy cũng nhớ nhà nên lập tức thu dọn đồ đạc về Nhữ Lâm. Cố kiến hiên lại chẳng thể đi được, cho dù ấu tử nói Yến Vương còn chưa chết, cố gia cũng không dám đánh cuộc. Nếu tần vương bức vua thoái vị thì sao, lỡ như cuối cùng tần vương là người ngồi lên vị trí kia thì phải làm thế nào hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước ấu tử thành hôn trong lòng trịnh thị cũng không có gì vướng bận chuyện hôn sự của chất tử và chất nữ cũng không khiến bà bận lòng nữa bà chỉ mong một hồi phong ba này sớm qua đi mà hàng thì hiện giờ càng mong chờ nhiều thứ hơn chỉ là nàng ta phải ở trong phủ dưỡng bệnh nên không biết được chuyện gì cả nha hoàng hầu hạ không được phép ra khỏi phủ cố kiến phong không cho nàng ta gặp người khác chỉ thỉnh thoảng được gặp cố ninh viễn nhưng hàng thị không dám nói bậy cố ninh viễn khóc lóc tới hỏi xem rốt cuộc nàng ta đã làm chuyện gì khiến tổ mẫu không vui mau đi nhận sai là được tổ mẫu mềm lòng khẳng định sẽ không so đo hàng thị nhớ lại mấy năm nay ở hầu phủ mẹ chồng quả thật là người mềm lòng cho dù với hạ nhân cũng đối xử vô cùng tốt nàng ta biết bản thân mình phạm nhiều sai lầm mẹ chồng đều dễ dàng cho qua mà bây giờ e là không thể nữa hàng thị có hơi hối hận đưa tay sờ đầu cố ninh viễn, nói hắn phải nghe lời tiên sinh, dùng công đọc sách, nàng ta rất ổn, không cần phải lo. Hai nữ nhi cũng thường sang thăm nàng ta, chỉ là tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cũng không biết mẫu thân mình đã xảy ra chuyện gì. Tới tối hàng thị mới biết hôm qua Khương Đường cùng Cố Kiến Sơn đã thành thân. Nàng ta ngẩn ngơ một hồi, biểu tình có chút hoảng hốt, chuyện nàng ta không thể hiểu chính là vì sao Khương Đường vốn chỉ là một nha hoàng mà càng ngày càng khá lên, còn gả cho Cố Kiến Sơn còn nàng ta rõ ràng là thế tử phu nhân cuối cùng lại thành hai bàn tay trắng có lẽ là vì lục cẩm giao nhưng hình như cũng không phải vậy cho dù hàng thị không muốn thừa nhận nhưng sự thật nàng ta ra nông nổi như bây giờ không hề liên quan tới lục cẩm giao lục cẩm giao chưa từng tranh giành cái gì với nàng ta sau khi lập thế tử nàng ta vì muốn kết giao với tần vương mà càng đi càng xa trong khi đó lục cẩm giao lại lui về vị trí cần phải lui nghĩ kỹ lại trước giờ vẫn là nàng ta tự đối địch với chính mình hàng thì phát khổ trong lòng, cảm thấy rất có lỗi với cố kiến phong, có lỗi với cố ninh viễn, cũng có lỗi với hai nữ nhi, có một người mẫu thân như vậy, sau này gã chồng có khi nào sẽ bị nhà chồng coi nhẹ không? Trong lòng nàng ta vẫn luôn trông mong tần vương có thể kế vị, nhưng vẫn luôn không nhận được tin tức, hàng thì càng hoang mang lo sợ, có lúc nàng ta đã nghĩ hay là chết đi cho xong, hầu phủ ngại người ngoài cũng sẽ nói là nàng ta bệnh chết, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn luyến tiếc nhi tử. Mà Cố Kiến Phong kể từ ngày ấy cũng không hề cảm thấy buồn bực không vui, hắn chỉ cố gắng làm hết sức để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngày Cố Kiến Sơn thành thân, hắn còn sai gã sai vặt mang quà tặng qua đó, đây là điều duy nhất mà người huynh trưởng như hắn có thể làm được. Cố Kiến Sơn nhận lấy quà tặng, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì với trưởng huynh. Không hận chỉ có oán, oán hắn không biết nhìn người, Cố Kiến không thể không để ý tới chuyện ở Hậu Phủ, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là lỗi của Cố Kiến Phong làm huynh đệ cũng không thể nào chỉ trích trưởng tẩu điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là hắn đã cưới khương đường mà chuyện của hầu phủ giống như đã được định mệnh an bài từ lâu nếu phát hiện ngày từ đầu thì còn có cơ hội xoay chuyện chuyện tới bây giờ cố kiến sơn cũng không thể làm gì được nữa vĩnh ninh hầu không quan tâm tới hôn sự của ấu tử ông đoán sau khi yến vương trở về e là hắn sẽ được phong làm thái tử đến lúc đó chỉ sợ tần vương sẽ lâm vào kết cục bị giam cầm vĩnh ninh hầu có thể cảm giác được gia đình này đã hoàn toàn ly tán các phòng đều chỉ tính toán cho bản thân mình tuy rằng nhị phòng tam phòng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng làm quan trong triều dần dần cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng vĩnh ninh hầu không có cách nào gom mọi người lại chung một chỗ nhưng vẫn níu kéo một phần cơ hội không dám phân gia ngay lúc này vì thế ông còn nhắc trịnh thị phải giấu đi nụ cười đừng khiến cho người ngoài nhìn ra manh mối trịnh thị hự lạnh trong lòng một tiếng Tự mình cảm thấy vui mừng là được, không vì chuyện gì khác, chỉ tính dung mạo xinh đẹp của Khương Đường, hài tử của hai người bọn họ sau này cũng sẽ là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trong đám trẻ con, đã làm phu thê mấy chục năm, Trịnh thì còn chưa đến mức thất vọng buồn lòng với Vĩnh Ninh Hầu, chỉ là không thể chuẩn bị được một buổi lễ gặp mặt, trong lòng bà có hơi nuối tiếc mà thôi, bà không biết bản thân có giữ được của hồi môn của mình không nên đã sai lục cẩm giao đưa một ít qua cho Khương Đường, đương nhiên cũng sẽ cho lục cẩm giao một phần không thể bên nặng bên nhẹ. Khương đường hai ngày này đều bận rộn nhận lễ vật, cố kiến sơn có ba ngày nghỉ, thẳng đến ngày thứ ba về lại mặt. Nhưng Khương Đường không có nhà mẹ để nên ngày lại mặt cũng giảng lược, hai người mang theo ít đồ vật tới phủ trường Ninh Hầu, Phùng Thị là trưởng bối, cũng không nói mấy lời vòng vo, chỉ hỏi khi nào Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc, dù mới thành thân nhưng Cố Kiến Sơn cũng không thể nào ở lại thịnh kinh mãi, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Khương Đường nói, hôm sau là phải về Tây Bắc, hoàng thường cũng đã niệm tình chàng mới thành thân nên mới để chàng ở thịnh kinh nhiều ngày như vậy lần này trở về cố kiến sơn còn phải hộ tống công chúa hòa thân công chúa hòa thân được tuyển chọn trong số nữ nhi tông thất không phải là công chúa của hoàng thất càng không phải là thứ nữ của phủ an vương lần này ngự triều thắng trận nên cũng không quá coi trọng chuyện hòa thân này trong khi đó hộ tộc lại gửi công chúa trong vương thất của mình sang đây an khánh đế đã già tất nhiên không thể cưới một cô nương mười mấy tuổi cũng không nói sẽ để nàng ấy đính hôn với vị hoàng tử nào, khiến cho cả triều đình lại lo lắng suy tư. Phùng thì gật đầu, cũng đúng thôi, đến lúc đó ngươi sang đây chơi với ta, nhà chúng ta cách nhau cũng gần mà. Khương đường dịu dàng, đưa mắt nhìn cố kiến sơn, sau đó gật đầu, ta sẽ thường xuyên qua đây nói chuyện với bá mẫu, thăm phùng thị xong. Khương Đường nắm tay Cố Kiến Sơn trở về, Cố Kiến Sơn luyến tiếc không muốn rời đi, cảm thấy mới tân hôn đã vội vã xa nhà là chuyện rất có lỗi với Khương Đường tuy trong lòng khương đường có chút hụt hẫng nhưng nàng cảm thấy rời đi cũng là để sau này có thể được ở bên nhau lâu dài nếu không có cố kiến sơn sẽ có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi so với những người khác nàng đã là người may mắn khương đường lắc tay cố kiến sơn sau khi chàng đi ta sẽ thường xuyên tới chỗ bá mẫu mấy lúc khác có thể đi tham dự yến hội có thể sẽ gặp được mẫu thân chàng muốn gì thì cứ viết thư gửi về cho ta ta đều hiểu hết tây bắc không có chiến sự chỉ là không biết hòa bình sẽ duy trì được bao lâu Khương Đường ít nhất không cần lo lắng lại Cố Kiến Sơn bị trọng thương, nàng muốn nỗ lực kinh doanh buôn bán, tranh thủ mở rộng chuyện làm ăn tới Tây Bắc. Được, Cố Kiến Sơn buồn bã, Khương Đường biết hắn luyến tiếc, cố ý nói, "Sao chỉ nói một tiếng được vật, có phải lòng chàng đã bay đến Tây Bắc rồi không, bây giờ đã muốn xa cách rồi à?" Cố Kiến Sơn, "Không phải." Khương Đường nói, còn nói không phải, nói chuyện mà chỉ nhả được hai ba chữ, chàng nói không phải ai mà tin được, Cố Kiến Sơn lại im lặng. Khương Đường thở dài trong lòng, chờ về tới nhà nàng đã bị người ta ấn lên ván cửa. Nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống, Khương Đường không chống đỡ được. Trong ba ngày vừa qua, lẽ ra nàng phải đi kính trà, về lại mặt, nhưng cố kiến sơn lại cứ túng lấy không cho nàng ra cửa. Khương Đường nghĩ hắn sắp phải đi, cũng chiều theo hắn, cố kiến sơn lại không biết đủ. Buổi sáng mới làm, hiện tại lại muốn. Hồ nháo một trận, Khương Đường vùi trong lòng ngực cố kiến sơn, nhìn chầm chầm vào vết sẹo trên vai hắn trên người hắn có rất nhiều sẹo, khiến người ta cảm thấy rất chua xót. Cố Kiến Sơn cảm thấy xấu nên bảo Khương Đường đừng nhìn. Khương Đường nói, vậy sau này chàng không được bị thương nữa, như thế mới không để lại sẹo. Cố Kiến Sơn nắm tay Khương Đường, được, ta sẽ cẩn thận. Hai ngày vừa qua Cố Kiến Sơn chỉ hận không thể cắm rễ ở trên giường, nhưng đã hết ba ngày nghỉ, hắn phải lên triều rồi. 20 tháng 2, triều thần thượng triều lại nhìn thấy một người mà họ không bao giờ nghĩ tới, Yến Vương Điện Hạ đã trở lại không chết, còn tươi cười đứng trong làn gió xuân, không thiếu tay thiếu chân gì cả, nguyên vẹn trở về. Văn võ trong triều đều kinh ngạc vô cùng, bởi do triệu chân bỗng dưng xuất hiện nhưng vẻ mặt và thái độ vẫn như ngày thường. Cứ như thể ba tháng trước triệu chân không hề mất tích chẳng rõ sống chết, mà là tới Điền Nam một chuyến, rồi lại bình an quay về. Triệu Diệu nhìn những người đang đứng bên cạnh, trên mặt thì vui mừng không xiết vì thân đệ bình an quay về, nhưng trong lòng thì y hệt như gặp quỷ, không có kẻ nào kinh ngạc hơn hắn ta, vì hắn ta vẫn luôn chắc mẩm rằng triệu chân sẽ không quay lại dù cho quay lại thì cũng là tàn phế nào có ai ngã từ nơi cao như thế xuống mà vẫn còn bình an vô sự đâu chẳng lẽ gặp được cao nhân ngoại thế gì đó ư thậm chí có khoảnh khắc triệu diệu nghi ngờ rằng ai đó tìm đâu ra một người rất giống với triệu chân nhưng bất kể là giọng nói hay là thần thái đều y đúc triệu chân cũng có điểm không giống triệu chân ngày trước bất kể là nói chuyện hay làm việc đều ôn hòa còn triệu chân bây giờ thì nụ cười trên gương mặt càng giống khoe khoang khiêu khích hơn. triệu chân chủ động đi đến nói chuyện với hắn ta, giọng nói ôn hòa. ngủ ca, khoảng thời gian này đã khổ cực cho huynh rồi. triệu diệu đáp, nên làm mà, chỉ là tròn một tháng nay lục đệ đi đâu thế, bọn ta đều nóng ruột tới điên, lật tung cả lĩnh năm lên rồi. mày em mờ đợi bình an quay về rồi. triệu chân nói, sau khi rơi xuống vách núi, may mắn được một người tương cứu, khoảng thời gian ấy mê mê mang mang không biết trời đất thế nào còn bị trọng thương, vẫn luôn ở trong nhà người ta dưỡng thương, mấy ngày trước đầu óc mới tỉnh táo bèn liên lạc với kẻ dưới, triệu chân thở dài khe khẽ, đều là ta không phải, để ngũ ca và phụ hoàng lo lắng rồi, có điều, không phải có câu rằng đại nạn không chết tất có phúc về sau sao, ngũ ca nói có phải không, phúc khí ở đâu thì không cần tự nói, triệu chân có thể dưỡng thương khỏi sống sót quay về thì là cái phúc về sau. Triệu Diệu nhẫn nhịn vỗ vỗ bả vai Triệu Chân, tất nhiên là như thế rồi, nhưng sau này lục đệ vẫn phải cẩn thận hơn càng phải siêng năng luyện tập sức khỏe kẻo lại xảy ra chuyện thế này đa tạ ngũ ca quan tâm triệu chân hơi cúi đầu xuống ngũ ca nói phải nên luyện tập cho tốt nếu không đến chết như thế nào cũng chẳng hay triệu chân lại chẳng phải người không nhẫn nhịn được chỉ là không muốn triệu diệu quá sung sướng hắn lại không phải tượng đất suýt chút nữa là bị hại tiêu đời không còn hơi thở sắc mặt triệu diệu không thay đổi tí nào lại ông vai triệu chân nói mấy lời quan tâm Mãi đến khi lý đức thuận tới mới buông tay ra, đứng yên ở chỗ của mình, đều là hoàng tử nên khi ở trên triều hai người cũng đứng cùng nhau, đằng sau là các hoàng tử khác, đều là kẻ cao to khỏe mạnh, tuy người của hoàng thất có tướng mạo không xuất chúng nhưng ngũ quan đều đoan chính, trong thuận mắt, hóa ra người có tướng mạo đẹp nhất là tứ hoàng tử Triệu Cấu, vì minh quý phi cực đẹp, cơ mà đều chết cả rồi, các đại thần trong triều đều cúi đầu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, đến khi An Khánh đế ngồi lên long ỷ Lý Đức Thuận cao giọng hô thượng triều thì mọi người quỳ xuống đất hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiếp sau đó là các vị đại thần thượng tấu. An Khánh Đế chọn việc quan trọng để xử lý, xử lý sự vụ xong thì đặc biệt chỉ Triệu Diệu và Triệu Chân, các con có điều muốn nói không? Triệu Diệu hít sâu một hơi, sau khi nhìn anh Khánh Đế thì lại cúi đầu nhìn chầm chầm vào nền gạch trước mặt, nhi thần không có. Triệu Chân bước sang một bước, nhi thần có tấu, vùng lĩnh Nam đạo tặc ngang ngược, nguy hại bách tính, tri thủ của lĩnh Nam không nghiêm, làm quan nhưng không rõ ràng, xin phụ hoàng tra xét, an khánh đế cho tự khanh tiền tùng minh của đại lý tự làm khâm sai đại thần, ít hôm nữa tiến về lĩnh nam, tra xét chuyện này. Triệu diệu cúi đầu, bên tai truyền tới lời của an khánh đế, nếu không có chuyện gì thì lui đi, trong lòng triệu diệu thở phào, sau đó xuôi theo đám người đi ra khỏi điện thái cực, hắn còn chấp tay chào triệu chân, mãi đến khi ra khỏi cổng cung, lên xe ngựa, sắc mặt triệu diệu mới sầm lại. Triệu chân còn sống quay về hắn quay về mà chẳng hề thương tổn lại đợi ba tháng rồi toàn vẹn quay về cho người của hắn ta một liều thuốc yên lòng triệu diệu không phải kẻ ngốc nên tất nhiên không tin cái lý do thoái thác khuôn sáo của triệu chân nhớ khi ấy triệu chân rơi xuống không rõ tung tích hắn ta vẫn luôn phái người đi tìm sau đó ở lĩnh nam không tìm thấy người nên mọi người đều tưởng triệu chân đã chết rồi chỉ có điều chưa thấy thi thể nên không thể phát tan thế nên mới kéo dài đến tận giờ hiện giờ xem ra phụ hoàng của hắn ta hẳn là đã biết triệu chân vẫn còn sống từ lâu rồi ba tháng ấy là để lại thời gian cho triệu chân nhỉ trong lòng triệu diệu cảm thấy nực cười không phải là ghen tức hai người phụ tử tình thâm là là ghen tức với việc triệu chân được coi trọng triệu chân rốt cuộc có chỗ nào giỏi giang còn cho hẳn ba tháng để dưỡng thương triệu diệu nhớ rõ cái ngày hắn ta lên núi tế trời phụ hoàng tốt của hắn cho người chuẩn bị một cái đầu heo xấu xí thứ gì cũng cho triệu chân ngày sau còn cho thứ gì nữa hoàng vì sao triệu diệu vẫn luôn chờ đợi đợi an khánh đế cam tâm tình nguyện truyền ngôi vị cho hắn nhưng lại đợi được tin triệu chân bình an quay về vậy thì những triều thần ủng hộ hắn sẽ nghĩ như thế nào đây là ở bên ngoài nên triệu diệu có thể kìm nén lửa giận hắn ta nghiến chặt răng thậm chí còn phát ra tiếng chói tai dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống triệu chân tay triệu diệu cũng siết chặt hắn thậm chí có thể hiểu được ý trong lời điều tra chuyện của lĩnh nam là tra xét tri thủ lĩnh nam ư không phải là điều tra hắn ta nếu tra ra kết quả gì thì hắn có thể sống tốt được không đến khi triệu chân kế vị liệu hắn có buông tha cho mình hay không triệu diệu còn từng nghĩ rằng nếu triệu chân đứt tay gãy chân thì hắn ta còn có thể dung chứa được nhưng triệu chân lại yên ổn quay về đến khi hắn ngồi lên cái vị trí kia thì liệu có tha cho người huynh trưởng đã từng làm hại hắn không lại nhìn thái độ thảnh thơi của hắn hôm nay hai người đã định sẵn không chết không thôi rồi Triệu Diêu không hề sợ, mà lại hơi hối hận, hơi hối hận vì không làm dứt khoát một chút, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc luôn. Còn đại nạn không chết ắt có phút về sau, hắn ta thấy là lửa thảo nguyên chẳng rụi được cỏ, gió nổi rồi lại mọc lên thôi, tai hại để lại ngàn năm. Triệu Diệu cũng suy ngẫm, nơi cao như thế, sao Triệu Chân có thể không ngã chết chứ? Hắn ta tự biết nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nên sau khi về vương phủ đã lập tức triệu kiến môn hạ, tính kế cho sớm, trừ phi vạn bất đắc dĩ triệu diệu cũng không muốn dùng đến cách cùng tận này hắn ta đã có gia đình đằng sau còn có các đại thần đi theo hắn ta nếu như thật sự có chuyện thì thật sự chẳng còn gì cả triệu diệu phải đợi sau khi cố kiến sơn quay về tây bắc đã hiện giờ vẫn không thể có bất kỳ hành động nào triệu diệu hỏi lúc nào cố kiến sơn quay về tây bắc có võ tướng đáp nói là sớm ngày mai cơ hội này cũng khéo quá triệu chân vừa quay về là cố kiến sơn đi luôn có lẽ lại là một cái bẫy triệu diệu chắp tay ra sau đi qua đi lại trong phòng sau khi dừng lại thì xoa ấn đường cứ chờ đi dõi theo cố kiến sơn đợi khi hắn thật sự quay về tây bắc rồi nói người nắm giữ binh quyền trong tay có thể điều binh khiển tướng hiện giờ quân đội của kinh bắc có ba vạn đại quân chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì không sợ không nên chuyện triệu diệu đã ngã một cú ở cố gia có tên vô dụng cố kiến phong cũng không móc nối được cố kiến sơn cố kiến châu bên lĩnh nam xử lý sạch sẽ một tí kẻ dưới đáp vâng chẳng ai ngờ được rằng lúc này Yến Vương sẽ quay về, Vĩnh Ninh Hầu cảm thán trong lòng, con người phải tin vào số mệnh, đại nạn không chết thì nói không chừng Yến Vương Điện Hạ chính là số trời đã định, chỉ có điều dù đến lúc này rồi phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng không dám theo phe theo phái, Yến Vương và An Khánh Đế là cha con ruột thịt, lúc chưa phong tước thì Vĩnh Ninh Hầu vẫn chỉ phục dịch hoàng thượng, khi ấy An Khánh Đế vẫn là hoàng tử. Sau khi ông ấy đăng cơ Vĩnh Ninh Hầu mới được trọng dụng, để mặc cố kiến sơn lại đi lối mòn của ông, có điều con đường này là con đường ổn thỏa nhất. Sau khi Vĩnh Ninh Hầu quay về thì nói với Trịnh Thị chuyện này, rồi lại hỏi Trịnh Thị Cố Tương Quân đã đến Nhữ Lâm hay chưa? Trịnh Thị lắc đầu, còn chưa có tin, nhưng hẳn là đã đến rồi. Người đưa tin chậm hơn đôi chút, người phái đi theo cùng khá nhiều nên rất ổn. Vĩnh Ninh Hầu nói, đưa Tương Quân quay về là chuyện tốt, khoảng thời gian này ít ra khỏi nhà thôi, việc trong nhà vất vả cho bà rồi. Chuyện trong nhà là luộc cẩm giao lo liệu, trịnh thì thở than vĩnh ninh hầu thật sự không không để tâm đến chuyện trong nhà thậm chí ông còn chẳng biết tiền lương tháng của đám nha hoàng là bao nhiêu đối với ông mà nói thì chuyện trong phủ là chuyện của bà chỉ cần không gây phiền phức cho ông là được những việc còn lại thì nhắm mắt làm ngơ trịnh thì cũng không đính chính với ông rằng người khổ cực là luật cẩm giao chứ không phải bà bà gật đầu đáp hầu gia ở bên ngoài cũng cẩn thận chỉ cần hơi mẫn cảm đối với chuyện trong triều là đều biết triệu chân quay về thì e là trữ quân sắp định rồi chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn mà thôi cố kiến phong thở dài chút hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng tan vỡ rồi sau khi về nhà hắn kể chuyện này cho hàng thị nghe dạo gần đây hàng thị gầy đi không ít nàng ta ăn không trôi gầy tới nỗi hơi hốc hác trên mặt không có tí thịt nào xương gò má nhô lên cực kỳ cao dù ánh mắt vô hồn nhưng thoạt trong thì lại không còn cảm thấy con người này quá quát nữa cố kiến phong nói đợi đến khi kết cục đã định ta và nàng nhận tội có thể bớt liên lụy đến hầu phủ bao nhiêu thì bớt liên lụy bấy nhiêu, bên nhà mẹ nàng ta hết cách, thật sự là bất lực, so với cố kiến phong thì hàng văn bách mới là người thật sự lên thuyền của tần vương, vạch kế bày mưu lôi kéo triều thần. Nếu như tần vương xảy ra chuyện thì người đứng mũi chịu sào chính là hàng văn bách, hiện giờ người bị điều tra là tri thủ của lĩnh nam, còn đằng sau thì không nói được là ai, hàng gia sẽ có kết cục gì, là sự chết hay là lưu đầy, cố kiến phong cũng không nói được, hàng thị là nữ đã xuất giá có thể tránh được nạn này chỉ có thể trợn mắt nhìn trong nhà xảy ra chuyện. nếu như hầu phủ bình an vô sự thì hắn có thể giúp đỡ được một hai, nhưng tự thân cố kiến phong còn khó giữ, sao có thể lại cầu xin vĩnh ninh hầu lo toan cho cả nhà vợ liên lụy đến hắn được? vẻ mặt hàng thị sửng sốt, rồi gật đầu đáp, vậy thì không cần lo, là ta có lỗi với chàng. cố kiến phong vỗ tay hàng thị, hàng thị cứ luôn nói xin lỗi, nhưng đều đã làm cả rồi, lại có thể làm sao được nữa? hắn nói, nàng nghỉ ngơi cho khỏe ta đến thư phòng, hạ tuần tháng 2, các viện có lẽ đều thay sang sim y mùa xuân, còn hàng thị nằm trong phòng đã hơn 4 tháng rồi, cũng không biết khi sinh thời còn có thể trông thấy bên ngoài hay không. Nàng ta cảm thấy mình đã sai rồi, khi ấy lúc phụ thân nói với nàng ta chuyện này thì nên khuyên bảo, ngăn cản phụ thân đừng liều lĩnh. Nếu là lục cẩm dao, chắc chắn sẽ khuyên nhỉ, khóe miệng nàng ta kéo lên một nụ cười khổ, bây giờ nàng ta còn sống nhưng sống như đang chờ chết. Nàng ta không giúp nổi nhà mẹ đẻ cũng không giúp nổi Cố Kiến Phong, Yến Vương mất tích rồi lại quay về, chuyện này Khương Đường nghe được từ miệng của Cố Kiến Sơn, lúc ăn cơm Cố Kiến Sơn có nói một câu, Khương Đường cũng có nghe nhưng không nói gì khác. Trong sách không có đoạn Yến Vương ngã xuống vách núi, nên chỉ có thể nói số trời đã định, cho dù nạn có thể thay đổi đôi ba chuyện nhỏ thì cũng không đổi thay nổi chuyện lớn. Cố Kiến Sơn nói, gia quyến của mấy vị vương gia sẽ không dễ nói chuyện với nàng, nếu có người tới nhà tặng đồ thì không nhận là được. Trong chừng hạ nhân phần còn lại có ta chống đỡ, Khương Đường biết nặng nhẹ, ta ghi nhớ trong lòng, Cố Kiến Sơn mỉm cười, Khương Đường lại đứng dậy đi thu dọn hành lý của Cố Kiến Sơn, lần này hắn không biết đi bao lâu, lúc ở hầu phủ là trình thị thu xếp, mấy tẩu tử giúp đỡ sửa soạn. Sau khi rời khỏi hầu phủ thì là Xuân Đài lo toan, Khương Đường chỉ làm ít đồ ăn, giờ đây thành thân rồi, đến cả y phục, lương khô, thuốc men đều được nàng chuẩn bị, bên kia lạnh, cũng có mùa hè nên phải mang sim y mùa hè tiêm y mùa xuân mang theo mấy bộ rồi sau đó chính là chăn bông và áo bông sợ rằng cứ mãi ở đó lâu dài nên đều mang theo đề phòng dược liệu nàng cũng có trong nhà không dùng đến đều đưa cho cố kiến sơn mang đi lương khô là thịt khô và bánh những thứ khác thì lần này không để được viên canh mang nhiều thêm ít từng món từng món một gói gọn lại rồi dùng vải bọc lại rồi cài vào trong y phục là được cố kiến sơn thu dọn cùng với khương đường có món không thực sự dùng đến thì bỏ lại tủ quần áo rất to là gỗ xưa, quần áo của hai người để trong một chiếc tủ, đồ của người đặt kề đồ của ta, đồ của ta đặt kề đồ của người. Cố kiến sơn nhìn mà cảm thấy tim nóng vô cùng, tay hơi không kiềm chế được, vừa định đỡ lấy bả vai Khương Đường thì lại thấy Khương Đường không lưng, lấy chiếc khăn tay từ chỗ áo quần của cố kiến sơn lên. Sao lại chạy đến chỗ chàng vậy, là khăn tay của nàng, khăn tay của nàng không theo tên, cơ mà độ dài đều na ná, rất dễ nhận ra. Khương đường tưởng lúc thu dọn đồ đạc không cất cẩn thận, hoặc là lúc nha hoàng bên dưới giặt y phục trộn lẫn đi ai mà ngờ nàng vừa định gấp đi cất gọn thì bị cố kiến sơn đặt lại vào bao hành lý cố kiến sơn nói không phải chạy đến đó là ban đầu ta dùng không thể nào sao có thể cố kiến sơn cũng không giống người biết dùng khăn tay khương đường nhìn chiếc khăn tay bỗng dưng nàng nhớ đến một chuyện khi trước nàng có đánh mất một chiếc trước tiết khất xảo năm kia đợt ấy nàng cứ tưởng không cẩn thận làm mất hay là nói cố kiến sơn cũng dùng chiếc khăn như thế khương đường nhìn cố kiến sơn một cách nghi ngờ cố kiến sơn cãi bướng rằng nhìn ta làm gì cái này là khi ấy nàng cho ta khương đường cố kiến sơn nói cái này cũng có thể quên được hòn non bộ của phủ vĩnh ninh hầu khi đó nàng đỡ ta dậy chính khi ấy nàng đưa khăn tay cho ta khương đường không cần trên khăn tay lại không có tên của nàng nên cố kiến sơn bèn giặt sạch rồi giữ lại hóa ra là lúc đó ký ức dần dần trở nên rõ ràng nhưng khương đường nhớ là cố kiến sơn hỏi nàng có khăn tay hay không nên nàng bèn đưa sau đó cố kiến sơn đi chưa được hai bước đã ngã ra đất nàng lại tới phòng hạ nhân tìm xuân đài vội vã nên quên bén mất chuyện này sau này đến tiết khất xảo bội lan nói may một chiếc hạ bao có thể cầu xin nhân duyên tại thêu của nàng không giỏi nên định thêu hai bông hoa lên khăn tay cho đỡ nhọc ai mà biết lúc tìm khăn tay lại phát hiện thiếu đi một chiếc hóa ra là ở chỗ này của cố kiến sơn vào cái ngày hai người gặp nhau trên phố hôm tiết khất xảo nàng cứ tưởng cố kiến sơn muốn cho nàng làm thiếp nên sau khi nói chuyện với người ta một lúc xong thì quay về luôn. Tiếp sau đó hình như là trung thu, nàng quá nhớ nhà, đám bội lang đều quay về nhà đón Tết, một mình nàng tới nhà người khác thì không hay nên bèn ra khỏi phủ đi ngắm hội đèn, kết quả lại gặp được cố kiến sơn. Khương đường hừ một tiếng, thật ngại quá ta bóc trần chàng rồi, rốt cuộc là cho chàng hay là chàng tự lấy, trong lòng chàng tự rõ, cố kiến sơn đợi khương đường nói xong liền áp người tới hôn người ta, đợi sau khi khương đường thở hôn hỉnh thì đưa tay bế người ta lên luôn sau đó đi tới trước cửa đóng cửa lại đôi chân dài bước về phía giường khương đường nói chàng có nói lý không đấy sao lại có người không nói lại được là thế này chứ cố kiến sơn đáp sao lại không có người trước mắt nàng không phải người sao lúc này trời cũng đã tối rồi khương đường có thể làm loạn với cố kiến sơn chỉ là một giờ nửa tiếng này lại không kết thúc được sáng mau cố kiến sơn phải đi rồi lần này đòi hỏi cực kỳ ác liệt sau khi hôn xong thì ông người ta vu ốp ve chậm rãi chân khương đường cũng không đẩy ra được nên để hắn ông đợi cơ thể trở lại bình thường không rung lẩy bẩy như kia nữa khương đường lại đẩy không được hôn nữa đồ đã vẫn còn chưa thu dọn xong còn không thu dọn là không thu dọn xong đâu cố kiến sơn lại không phải công tử chẳng biết thứ gì đồ đạc chưa thu xếp xong hay chưa hắn không biết hay sao lại nói hắn với khương đường bên nhau mà lại chẳng phải kẻ ngốc nên hắn đáp ta không làm đâu chỉ ông nàng thôi sáng mai không được ông nữa cố kiến sơn chưa từng trải qua lúc như thế này dù cho khi bị thương trán đổ mồ hôi lúc ở hòn non bộ cũng cố gắng gượng vực dậy tự mình quay về trong lòng khương đường mềm nhũn một trận nhích tới hôn lên hàng mày của cố kiến sơn đến khi quay về là ổn thôi chàng đã từng nghe câu nói này hay chưa tiểu biệt thắng tân hôn chia cách cũng không phải không tốt nàng cũng không đành nhưng cố kiến sơn có chuyện mà bản thân hắn phải làm nàng cũng vậy hai người không phải là tất cả của nhau khương đường nhúc nhích giờ đây hai nước hòa thân tây bắc thái bình có lẽ chẳng mấy lâu nữa ta sẽ tới tây bắc làm ăn còn lo không gặp được ư cố kiến sơn nói nàng nói đúng khương đường ôm cố kiến sơn thật ra cố kiến sơn như thế nàng khá là vui nếu như hắn mới thành thân mà nói đi là đi ngay chẳng có chút không đành nào vậy thì nàng sẽ thất vọng lắm cố kiến sơn đi rồi trong phủ còn có nhà hoàng ở bên nên cũng sẽ không quá cô đơn hai người vu ốt ve an ủi như thế một lúc cố kiến sơn mới đứng dậy bưng nước vào sau khi rửa ráy rồi lại truyền cơm lên, biểu hiện không vui của hắn rất rõ ràng, trước mặt Khương Đường hắn cũng không muốn vờ việc, đến mức mà ngưng châu đợi người cũng không dám thở lớn. Khương Đường bảo đám ninh châu đi xuống, rồi cùng Cố Kiến Sơn ăn cơm xong, số hành lý còn lại là tự Cố Kiến Sơn thu dọn. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa tỏ, ở bên cạnh đã không còn người rồi. Lúc Cố Kiến Sơn đi có hôn lên trán Khương Đường, rất khẽ nhàng êm ái, khi ấy Khương Đường đã tỉnh rồi nhưng lại sợ cấp lời sẽ khó chịu nên nằm trên giường giả vờ ngủ. Sau khi cố kiến sơn mặc y phục xong, hắn không ra ngoài ngay mà nhìn ngắm một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà. Ngày thứ năm sau khi thành thân, Khương Đường đã quen với việc có một người kề bên, cố kiến sơn bỗng dưng không ở đây nữa khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Ban sáng làm việc thì sẽ lơ đỉnh, sổ sách còn viết sai, Khương Đường dặn lòng xuống viết hai chữ to, lúc này mới tốt lên đôi chút. Mấy bữa thành thân, việc buôn bán cũng không quản, nên Khương Đường phải tới quán lẩu xem sao. Vừa đến, Điền trưởng quỷ và Trần trưởng quỷ chấp tay nói, mừng chuyện vui của Đông Gia. Khương Đường nói, ta có mang kẹo cưới tới, mọi người chia nhau, cũng dính tí hỷ khí. Ngưng Châu và Ngưng Duyệt lần đầu tới quán, tuy là lần đầu tiên tới nhưng trước cũng có nghe nói. Trong lòng lấy làm vui vì Khương Đường có thể đưa bọn họ đến, học hỏi quan sát chắc chắn còn tốt hơn so với ở trong phủ khương đường bảo ngưng châu theo điền trưởng quỷ đi làm quen việc trong quán sau đó dẫn ngưng nguyệt ra đằng sau gặp sư phụ nấu nướng và người làm sau này nàng không cần đến hàng tháng nữa có điều nếu hai người này làm việc không tốt thì đương nhiên khương đường sẽ để người khác tới cả hai đều biết đây là cơ hội nên học vô cùng nghiêm túc thật ra tới cố phủ làm nha hoàng trong lòng bọn họ vẫn hơi thấp thỏm một là vì vị trí của cố kiến sơn trong triều nên làm kẻ hầu người hạ phải cẩn thận hai là vì khương đường khi trước là nha hoàng của phủ vĩnh ninh hầu nên trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng có hơi không thoải mái bọn họ chưa từng thấy nha hoàng nào sau khi chục thân rồi làm chủ tử cả còn tưởng chỉ dựa vào dung mạo mà thôi bây giờ xem ra có thể đi đến bước này mà không có chút bản lĩnh thì sao mà thành được như quán này chuyện buôn bán tốt vô cùng hơn nữa lúc nói lời dạy bảo khác hẳn với bọn họ không thể nhìn thấy dung mạo của đại nương tử mà đã cảm thấy nàng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài ngưng nguyệt cảm thấy đại nương tử lương thiên nhưng không ngốc có thể buôn bán được quản lý nhà cửa cũng giỏi giang ngoại hình là một thứ soàn xỉn nhất trong số các ưu điểm của nàng chuyện của chủ tử vẫn chưa tới lượt đám nha hoàn bọn họ xen vào dù rằng khi xưa khương đường từng làm nha hoàn thì cũng không đến lượt bọn họ nói với cả tướng quân trông thật sự rất hung dữ vẫn là đại nương tử tới chứ đám bọn họ đều không dám mở miệng sau khi xem qua quán khương đường dẫn ngưng châu về phủ để ngưng nguyệt ở lại chỗ này tới chiều, nàng đến cẩm đường cư uống trà. khương đường còn tiện thể mang theo một món điểm tâm mới, bánh trong biển trà bông. món này cũng dễ làm, trà bông thì các sư phụ sẽ rang lên, nhưng khẩu vị khó mà nắm bắt được, phải là vị mặn ngọt. bánh bông lan phải hấp thành hình vỏ sò, ở giữa phết một lớp sốt ngọt bơ trứng, cuối cùng lăn một vòng trong trà bông và trong biển. khác hẳn với bánh bông lan khác. vừa dạy sư phụ điểm tâm xong thì lục cẩm giao đến, trông thấy khương đường vẫn còn ở đây thì thở phào nói may mà đến kịp, trưởng quỷ trong cửa hàng thấy Khương Đường đến bèn truyền thi tới hậu phủ, may mà cửa hàng mới cách hậu phủ không xa nên mới có thể tới kịp. Khương Đường trông thấy lục cẩm Giao cũng không biết nên gọi tứ tẩu như cố kiến sơn hay là gọi tỷ tỷ như ngày trước, do dự một lúc, Khương Đường gọi một tiếng tỷ tỷ. Quan hệ của nàng với lục cẩm Giao kéo theo cố kiến sơn làm gì? Vả lại, Khương Đường chẳng nói được với cố kiến sơn được mấy lần, đương nhiên là nói đến chuyện từ chỗ của các nàng. Ta tới làm món điểm tâm mới, chốc nữa tỷ tỷ thử xem khương đường bước lên nắm tay của lục cẩm giao hai người cùng lên tầng hai lục cẩm giao định hỏi khương đường sau khi thành thân thế nào rồi nhưng lại không thể tới thẳng cố phủ nên chỉ đợi lúc khương đường tới cẩm đường cư rồi tới thăm nàng hai ngày nay nàng ấy xuất phủ cũng ít hôm nay là vì khương đường ngoại trừ thăm khương đường ra thì còn muốn nói với nàng chuyện cửa hàng khương đường và cố kiến sơn đã thành thân rồi đã là người một nhà rồi nên đương nhiên là khương đường quản chuyện tiền nông nàng ấy ở đây muốn lén làm một người lười, vì để trưởng quỷ trong cửa hàng nhẹ gánh đi nên muốn nói với Khương Đường, để phần chia lợi của hai người gặp lại làm một. Nếu không thì tính toán sẽ phiền phức, sau này mở cửa hàng làm kinh doanh thì cứ trực tiếp nói luôn với Khương Đường. Lục Cẩm Giao nói, đồ mùi làm không hề khó ăn, chốc nữa ta mang về một ít cho mẫu thân. Phải rồi, mùi và ngũ đệ đã thành thân nên phần chia lợi nhuận của hắn sau này đều là mùi cầm nhé, cũng đừng chờ năm sau nữa, đổi phần chia lợi nhuận của cửa hàng luôn bánh khoai sọ nghiền, bánh ngàn lớn, bánh bông lan, mấy món điểm tâm ấy mua phước trong ba năm, khi ấy tiền trả không hề nhiều, nhưng cũng vì khi ấy Khương Đường là nha hoàng. Hiện giờ đã qua hai năm rồi, Lục Cẩm Giao cảm thấy người một nhà không cần tính toán rạch ròi như thế, cứ phải đợi đến năm sau rồi đổi phần chia lợi nhuận. Khương Đường không ngờ đến chuyện này, nàng gật đầu, nếu tính gộp làm một thì tỷ tỷ đừng tranh với ta nữa, ta lấy bốn phần thêm nửa phần nữa. Cố Kiến Sơn lấy bốn phần, ban đầu khương đường lấy hai phần lợi nhuận của những điểm tâm sau đó sau đó lục cẩm giao và cố kiến sơn chia lại nếu trực tiếp dựa theo cách chia này thì kết quả của khương đường và cố kiến sơn cộng lại là năm phần nhưng còn có mấy món điểm tâm nàng ấy không có lợi nhuận nàng và cố kiến sơn lẽ ra không nên lấy năm phần lợi nhuận điều quan trọng nhất là cửa hàng là của lục cẩm giao nếu khương đường mở miệng đòi năm phần thì lục cẩm giao chắc chắn sẽ đồng ý nhưng đây là cửa hàng của ai sau này là ai lo liệu còn dính dáng đến nhiều lắm. Cửa hàng là của lục cẩm Giao, cũng là nàng ấy nhọc lòng nhiều. Thú thực, Khương Đường có thể lấy được hai phần đã cảm thấy khá tốt rồi, chỉ là vì có của cố kiến sơn nữa, nhưng khi ấy chưa chắc lục cẩm dao đã không gom được bạc. Lục cẩm Giao giúp đỡ nàng rất nhiều, nên nàng không thể tranh giành cửa hàng được. Ở chỗ này mặc dù không nói rõ ràng ai chiếm 51% cổ phần là đại cổ đông, nhưng vẫn là ai góp vốn nhiều hơn thì người đó được quyền quyết định chủ nhân và tiểu chủ nhân cũng không thể giống nhau được. Đương nhiên tỷ lệ góp vốn này cũng rất có giá trị, nếu như một ngày nào đó thật sự thiếu tiền thì có thể đem tỷ lệ góp vốn này bán ra, sẽ có rất nhiều người muốn mua lại. Khương Đường làm không ít việc cho cẩm đường cư, phần lớn các loại điểm tâm đều là do nàng làm. Hai cửa hàng mới mở sau này cũng có công lao của nàng, nhưng công sức lục cẩm giao bỏ ra vẫn nhiều hơn. Rất nhiều khách nhân trong cửa hàng đều là bằng hữu của nàng ấy có thể thuận lợi mở cẩm đường cư ở thịnh kinh cũng là bởi vì lục cẩm giao có các mối quan hệ của mình bằng không thì với nhiều cửa hàng điểm tâm nhiều như vậy cũng không cạnh tranh nổi hơn nữa việc kinh doanh ở cửa hàng cũng là lục cẩm giao phải bỏ nhiều công sức lúc đó khương đường muốn chuộc thân lục cẩm giao còn làm chủ chia lợi nhuận cho nàng bởi vậy làm người không thể quá tham lam được trong mắt lục cẩm giao sẽ qua một tia nhẹ nhàng nàng nói cũng được chỉ là ngày sau cửa hàng còn phải phải nhờ ngươi hao tâm tổn sức trong lòng nàng cũng thoải mái không ít đều nói huynh đệ ruột thịt cũng phải tính sổ rõ ràng lục cẩm giao cũng sợ bởi vì chuyện làm ăn mà ầm ĩ với khương đường thật là may mắn hai người hợp tác làm ăn ngươi lui một bước ta cũng lui một bước như vậy việc làm ăn mới có thể làm lâu dài còn nữa lục cẩm giao còn được chia lợi nhuận từ tiệm lẩu khương đường cũng không phải chỉ quen biết có một mình nàng còn không phải muốn nàng kiếm thêm tiền nên mới tới tiệm nàng đó sao những thứ này đều là tình cảm hai người viết lại văn thư, viết rõ ràng từng điều khoản, sau khi xem xong cảm thấy không thành vấn đề liền ký tên ấn dấu tay, cũng đỡ phải viết nhiều văn thư cho một loại điểm tâm. Viết xong văn thư phải mang đi qua chỗ quan phủ để lưu lại, những văn thư trước đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Sau khi đi qua quan phủ, Lục Cẩm Giao lại gặp trưởng quầy cửa hàng nói rõ ràng chuyện này với bọn họ. Nàng còn nói, ngày sau nếu nàng có việc thì cứ đi cố gia tìm Khương Đường, Khương Đường cũng có thể làm chủ chẳng qua nếu như Khương Đường đã chọn cách phân chia lợi nhuận như vậy thì cũng không còn là nhận hết phần lợi nhuận hàng tháng nữa mà còn phải lưu lại một phần bạc làm chi phí, xoay vòng cho cửa hàng, nhưng số tiền nhận được cũng không ít, ở bên này giải quyết mọi việc ổn thỏa, sau đó thì bánh sò so cuộn trà bông cũng được làm xong. Mấy cái khác thì không khó, chính là phải nướng ra được ra được cái bánh nhỏ hình vỏ sò, ở giữa dày hai bên mỏng, hương vị bánh không quá mềm như mấy loại bánh mà cẩm đường cư đang bán bây giờ, vừa ăn vào miệng liền cảm nhận được độ dai sư phụ đã làm điểm tâm hơn một năm khương đường chỉ cần gợi ý một chút là có thể làm rất tốt chờ tiểu nhị trong cửa hàng bưng món bánh sau cuộn chà bông lên lầu hai khương đường chờ lục cẩm dao đánh giá đương nhiên nàng hy vọng lục cẩm dao sẽ thích cái này lục cẩm dao cắn một miếng nhỏ hương vị hoàn toàn khác hẳn không giống với hương vị của bánh mì chà bông bình thường nàng cảm thấy bánh sau cuộn chà bông này rất ngon ăn nhiều đồ ngọt rồi nên bây giờ ăn chút đồ có vị mặn cũng tốt. Phía trên còn rắc thêm vụn trong biển nướng, cắn một miếng miệng đầy hương thơm. Lục Cẩm Dao nói, có lẽ món này sẽ dễ bán, có phải nếu như bọc dừa vụn thì sẽ là món bánh sò cuộn dừa không? Nếu vậy thì còn có thể làm được rất nhiều loại, sau này từ từ bán ra là được rồi. Hiện tại số lượng điểm tâm của Cẩm Đường Cư không ít, không cần hàng tháng phải đưa ra món mới nữa rồi, cửa hàng làm ăn cũng ổn định hơn. Mà Lục Cẩm Dao cũng có thể tìm ra quy luật tháng giêng làm ăn kém hơn một chút thời điểm trước tết buôn bán sẽ tăng vọt mấy ngày ngày thường trời nắng sẽ làm ăn tốt ngày mưa buôn bán kém mùa hè làm ăn cũng được bởi vì có bán đồ ăn ướt lạnh nhưng mà năm nay nhất định các cửa hàng khác cũng tích trữ lại băng để làm món ăn ướt lạnh vậy nên mùa hè buôn bán sẽ kém một chút nhưng nói thật thịnh kinh có nhiều cửa hàng như vậy ngoài trừ mấy tiệm cơm tửu lâu lớn trang viên bố trang cửa hàng tạp hóa thì việc buôn bán của cẩm đường cư cũng được coi như số một số hai rồi. Lục cẩm giao tính toán, hiện tại lợi nhuận của cẩm đường cư cũng đã gần ngang với ngũ hương cư rồi. Nhưng ngũ hương cư đã mở mấy chục năm, cẩm đường cư còn chưa tới hai năm, đối với lục cẩm giao mà nói chuyện này không khác gì điều bất ngờ cả. Ở Hoàng thành bên kia nàng dự định mở thêm một cửa hàng nhỏ bán trà sữa, tìm cửa hàng mặt tiền nhỏ một chút, bậy mấy cái bàn nhỏ, chỉ bán trà sữa, hẳn là cũng có thể kiếm được bạc. Trương trưởng quầy nói trà sữa bên chỗ phẩm tô trai cũng bán không tồi. Trong thư viết nếu phẩm tô trai bán không được thì cẩm đường cư sẽ bán, hơn nữa cũng đã gần một năm rồi, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Chuyện làm ăn lục cẩm dao không quá lo lắng, cái mà nàng lo lắng chính là hầu phủ cùng hài tử, khương đường nạn ở trong phủ như thế nào. Khương đường ngoại trừ có chút không quen thuộc ra thì những thứ khác đều ổn, chỗ ta thanh tĩnh, bọn nha hoàng đều rất an phận, rất tốt, lục cẩm dao trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy tối nay ta đem chiêu ca nhi cùng thịnh ca nhi của tam phòng đưa đến chỗ ngươi đi việc này trước kia nàng cũng đã từng nói qua khương đường đương nhiên đồng ý nàng nói vừa lúc ta ở một mình cũng thấy trống trải hai chất tử sang đây làm bạn với ta cũng tốt hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi khương đường liền rời đi trước nơi ở mới chuyển đến ở gần hoàng thành cho dù là đi cẩm đường cư hay là đến tiệm lẩu đều rất thuận tiện sau khi trở về chỉ thấy điểm kim còn ô kim không biết đã chạy đi đâu rồi Diện tích phủ lớn, hai con chó tuần tra lãnh địa ở khắp nơi, nhưng bọn chúng cũng thông minh, còn biết lưu lại một con canh giữ cửa lớn, con còn lại chạy rong khắp nơi thay phiên nhau canh gác. Trong phủ người nhiều việc ít, cho chó ăn đã trở thành việc quan trọng nhất trong mắt bọn hạ nhân. Cũng là bởi vì việc ít người nhiều nên Khương Đường cũng mặc kệ bọn họ, mà Lục Cẩm Giao đương nhiên là mang bánh sau cùng trà bông về nhà, trước tiên đi chính viện, tự mình mang điểm tâm qua đó lục cẩm giao hành lễ thỉnh an trình Thị trước sau đó mới ngồi xuống vừa mới gặp đệ mùi đây là điểm tâm do nàng tự tay làm mẫu thân nếm thử xem hứng thú của trịnh thị được khơi dậy bà ấy nếm thử một cái liền cảm thấy cũng không tệ lắm uống trà nóng ăn hết một cái điểm tâm kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo chỉ cắn vài miếng là đã hết một cái trịnh thị thừa nhận phần hiếu tâm này tuy nhiên vẫn dặn dò lục cẩm giao thời gian này ít ra ngoài yến hội cũng không cần tham gia lục cẩm giao nói dạ ta nhớ kỹ rồi mẫu thân cũng đừng quá lo lắng bình đến tướng chặn nước đến đất ngăn chúng ta cũng không đến mức quá khổ sở có nhiều người chống đỡ ở phía trước như vậy tuy nói bị cuốn vào phân tranh đảng phái sẽ mang tội lớn nhưng trên thực tế cố kiến phong cùng hầu phủ cũng chưa từng làm chuyện gì chỉ có một cái là nhận hối lộ hơn nữa có cố kiến sơn ở đây cũng không đến mức quá khó coi lục cẩm giao nghĩ kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là tước đi tước vị công công có chiến công hiển hách nếu xử trí quá tuyệt tình chẳng phải là làm rét lạnh tấm lòng lão thần sao Trình thị hiểu được đạo lý trong đó chỉ là bà ấy lo lắng cho trưởng tử nếu rơi vào tội danh lưu đày về sau sẽ sống như thế nào đây còn có trưởng tôn nữa cho dù hiện tại không còn quá yêu thích như trước nhưng nhìn hài tử lớn lên cũng không nỡ để hắn phải chịu khổ trịnh thị nói ừ ngươi nhớ chiếu cố chiêu ca nhi thật tốt lục cẩm dao gật đầu Nói muốn đưa Chiêu Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đến chỗ Khương Đường ở mấy ngày. Trình thị cảm thấy nàng suy nghĩ chu đáo, bà ấy cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ nghĩ cách để Cố Tương Quân trở về Nhữ Lâm, rất tốt, rất tốt. Sau khi từ chính viện đi ra, Lục Cẩm Dao lại đi tới Yến Phương Đường một chuyến. Vân thị đang chăm sóc Thịnh Ca Nhi, thấy Lục Cẩm Dao lại đầy ánh mắt sáng ngời, sao đệ muội lại tới đây, đến là được rồi, còn mang đồ làm cái gì chứ? Lục Cẩm Giao nói, đi cẩm đường cư một chuyến nên tiện thể mang chút đồ ăn trở về. Đây là một loại điểm tâm mới, tẩu tử nếm thử xem sao. Trưởng nữ của vân thị cũng đi ra chào hỏi lục cẩm giao. Nhiên tỷ nhi năm nay 6 tuổi, trắng trẻo đáng yêu. Vân thị biết lục cẩm giao hẳn là có lời cần nói, liền bảo nhiên tỷ nhi đi ra ngoài. Chờ trong phòng không có người, lục cẩm giao nói, ngũ đệ đã trở về tây bắc, cố phủ chỉ có một mình khương đường. Ngươi cũng biết nơi đó trước kia là minh quốc công phủ diện tích rất lớn, nàng ở một mình khó tránh khỏi cô đơn. Ta dự định cho Chiêu Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đi qua làm bạn với Khương Đường, ngươi xem có được không? Thịnh Ca Nhi là sinh vào mùng 2 tháng 10 năm ngoái, hiện tại đã hơn 4 tháng. Chiêu Ca Nhi sinh nhật tháng chạp năm trước, tính tuổi là 3 tuổi, nhưng sinh ra đến bây giờ cũng mới một năm rưỡi mà thôi. Hai người tuổi còn nhỏ, lục cẩm giao sợ thật sự xảy ra chuyện không chịu nổi tai ương lao ngục, cho nên mới muốn đưa sang chỗ Khương Đường lánh tạm có tên tuổi cố kiến sơn ở đó không ai dám xông vào cố phủ cũng chỉ là hai hài tử mà thôi cũng sẽ không đến mức níu kéo không buông nàng thật sự không muốn hài tử chịu khổ làm mẫu thân mình chịu khổ chịu tội cũng được nhưng hài tử thì không đương nhiên vân thị nguyện ý chỉ là thịnh ca nhi mới sinh ra nàng ấy có chút không nỡ mà thôi đối với chuyện của hầu phủ vân thị cũng biết một chút chuyện đã đến mức này rồi nàng ấy lại là tức phụ thứ tử hầu gia cùng phu nhân làm sao có thể lo được đến chỗ tam phòng lục cẩm giao có thể nhớ tới nàng ấy là nàng ấy đã tạ ơn trời đất lắm rồi nàng ấy nói thịnh ca nhi còn đang bú sữa vú nuôi cũng phải đi qua đó chỉ là như vậy thì làm phiền ngủ đệ mùi quá bằng không thế này nếu thuận tiện thì ta cùng ngươi đưa hài tử qua đó tiện thể tặng chút lễ tạ ơn luôn còn nếu như không tiện thì ngươi giúp ta gửi chút lễ tạ ơn qua đó là được rồi lục cẩm giao nói để ta mang qua cho ngươi thu dọn đồ đạc đi. Thu dọn xong rồi thì bảo nha hoàng đi qua yến kỹ đường báo một tiếng. Lục cẩm giao vừa đi, vân thị liền vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhi tử từ khi sinh ra đã ở trước mắt nàng ấy, bây giờ đột nhiên phải đi, nàng ấy cũng không nỡ. Còn có nữ nhi nữa, cũng không tiện đưa tất cả hai tử qua đó làm phiền khương đường. Lục cẩm giao có thể nghĩ đến thịnh ca nhi là đã tốt lắm rồi, nàng ấy chỉ có thể chọn một đứa. Trong lòng vân thị ấy nấy xoa đầu nữ nhi, nàng ấy nhất định sẽ che chở nữ nhi hết sức mình. Kỳ thật nàng ấy rất cảm kích Khương Đường, cũng hâm mộ tình cảm của Lục Cẩm Giao và Khương Đường. Chờ hầu phủ vượt qua sóng gió lần này, nhất định nàng ấy sẽ đến tận cửa khấu tạ. Đồ đạc cần thu dọn không ít, Vân Thị cũng cảnh cáo hai người vú nuôi, đến cố phủ phải nhớ kỹ bổn phận. Chủ tử cố phủ cũng chính là chủ tử các nàng ấy, không được kiếm chuyện sinh sự. Cố kiến hải đối với chuyện này cũng không nói gì, tiễn đi cũng tốt, bất nhớ thương, mà lục cẩm giao chờ cố kiến châu trở về liền nói chuyện này ra, đương nhiên không phải nói khương đường sống một mình không có bạn mà là trực tiếp nói thẳng nguyên nhân, tránh cho trong phủ gặp nạn hai tử phải chịu khổ, chỗ khương đường là nơi ổn thỏa nhất, những chỗ có thể nghĩ thì lục cẩm giao đều đã nghĩ đến, nàng cũng muốn đưa về nhà mẹ đẻ, nhưng bình dương hầu phủ mặc dù có tước vị, nhưng huynh đệ của nàng không có bản lĩnh như cố kiến sơn, cố kiến châu chưa từng nghĩ tới những thứ này, hắn im lặng một lúc rồi mới nói cũng tốt là hắn suy nghĩ không chu toàn không nghĩ tới chiêu ca nhi phải làm sao bây giờ thằng bé vẫn còn quá nhỏ làm phụ mẫu luôn muốn những điều tốt nhất cho hài tử của mình đưa đến cố phủ cũng tốt bằng vào quan hệ giữa khương đường và lục cẩm giao nhất định nàng sẽ không bạc đãi hài tử đợi đến đêm liền có xe ngựa từ cửa phụ hầu phủ đi vào cố phủ cũng không kinh động mấy nhà trái phải sau khi đi vào đợi còn chưa được một khắc đã đi ra lục cẩm dao lúc này không còn sợ gì nữa cho dù có tệ thì có thể tệ đến cỡ nào nữa chứ mà khương đường thì cùng chiêu ca nhi ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ cố ninh chiêu đã biết nói chuyện cũng biết chập chững bước đi thằng bé không cần uống sữa ăn cơm là được hẳn là rất dễ nuôi hai tử mang vận cẩm lý không giống với các tiểu hài tử khác trong mắt khương đường bộ dạng chiêu ca nhi so với thịnh ca nhi đẹp hơn đương nhiên cũng có nguyên nhân thịnh ca nhi tuổi còn nhỏ vẫn chưa nảy nở thịnh ca nhi đang còn bú sữa sẽ có hai vú nuôi phụ trách cho bú để các nàng chăm sóc thằng bé là tốt rồi không cần khương đường phải phí tâm chiêu ca nhi cũng có vú nuôi buổi tối dỗ ngủ ban ngày cũng chăm sóc đút cơm cũng không cần khương đường phải lo lắng nhưng cố ninh chiêu đã từng gặp khương đường vú nuôi không dám quá thân cận với thằng bé nhưng khương đường lại hôn hắn ông hắn cho nên sau khi lục cẩm dao rời đi tuy rằng thằng bé không khóc nhưng cứ dính ở bên cạnh khương đường một khi vú nuôi muốn bế thằng bé đi liền méo miệng chực khóc khương đường nhìn mà trái tim cũng sắp tan thành nước để thằng bé ở lại trong phòng trước đã nàng hỏi nếu ngươi muốn đi nhà xí phải nhớ gọi người được không cố ninh chiêu gật cái đầu nhỏ suy một ra ba nói đường di đói đói bụng cũng biết gọi người khương đường nói với ngưng châu bưng bánh bao với sủi cạo ở phòng bếp nhỏ lên đây lại thêm chén cháo trắng với nửa quả trứng vịt muối nữa khương đường hỏi đã ăn bánh bao chiên lần nào chưa cái này là Khương Đường cố ý dặn phòng bếp nhỏ làm, nàng nhớ kỹ tiểu hài tử phải ăn đồ ăn hương vị thanh đạm, cho dù hiện tại không còn uống sữa nữa thì cũng không thể ăn cây hoặc đồ ăn có hương vị nặng được. Vậy nên nàng liền làm sủi cảo nhỏ cùng bánh bao chiên, bánh bao chiên có nhân thịt cùng nhân miếng, mềm một chút cũng dễ tiêu hóa, cố ninh chiêu lắc lắc cái đầu quả dưa, chưa từng ăn bao giờ, chưa từng ăn nên vẫn còn mới lạ, hiện giờ trong phủ có đầu bếp, Khương Đường cũng không tự mình xuống bếp nấu ăn nữa, muốn ăn cái gì cứ phân phó liền có người làm xong mang lên cho nàng rất nhanh cơm đã được dọn lên cố ninh chiêu cầm đũa vẫn chưa vững lắm vậy nên được đút ăn hắn không chịu để cho vú nuôi đút chỉ dính chặt lấy khương đường cũng may thằng bé dễ ăn dễ uống nên khương đường cũng đút cho hắn ăn đây là lần đầu tiên cố ninh chiêu được ăn bánh bao chiên vỏ giòn da mỏng không phải loại vỏ bánh bao mà hắn được ăn trước kia cho dù là loại nhân thịt tươi ngon hay nhân miếng mềm mềm cũng đều ngon cả. Thằng bé cũng không ăn sủi cảo, chỉ ăn hết cháo trắng cùng nửa cái lòng đỏ trứng vịt muối. Một mình ăn hết hơn nửa chén cháo và cái bánh bao, Khương Đường sợ thằng bé ăn nhiều ban đêm không dễ tiêu hóa nên không cho ăn nữa. Cố Ninh Chiêu cũng không đòi hỏi, vẫn dõi mắt trông theo đi theo Khương Đường. Khương Đường liền giữ hài tử này ở lại trong phòng ngủ. Trước khi đi ngủ nàng hỏi Thịnh Ca Nhi thế nào, ngừng châu nói thằng bé có khóc một lần, đã bú xong, lúc này đang ngủ một hài tử bốn tháng tuổi mỗi ngày ngoài trừ ăn thì chính là ngủ khương đường nói cứ cách nửa canh giờ thì qua xem một lần giao tình giữa nàng và vân thị cũng không sâu phỏng chừng trước khi hai vú nuôi đến đây đã từng bị cảnh cáo không thể đem thêm phiền toái đến cho nàng khương đường sợ bởi vì chuyện này mà thịnh ca nhi có không thoải mái bọn họ cũng không nói với nàng vô duyên vô cớ làm chậm trễ nếu đã đồng ý chăm sóc hai hài tử vậy thì phải chăm sóc thật tốt Nàng nhớ rõ nội dung trong sách, sau khi xảy ra chuyện, hầu phủ cũng yên tĩnh một thời gian dài, hình như cũng có mấy ngày lao ngục tai ương, không biết hiện giờ có tránh được hay không nữa, không ai biết được rằng hai hài tử đã được đưa tới cố gia. Nhà hoàng trong phủ rất kín miệng, Khương Đường được trải nghiệm trước cuộc sống nuôi con dạy con là thế nào. Mặc dù Chiêu Ca Nhi dính người nhưng cũng hiểu chuyện, nếu như Khương Đường có việc ra cửa, thằng bé liền thành thành thật thật ở nhà. Khương Đường vốn rất thích Chiêu Ca Nhi hiện giờ lại càng thích hơn nữa. Qua tháng 2, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, đầu tháng 3 sau tiết thanh minh, các địa phương lục tục chuẩn bị gieo trồng vụ xuân. Trong nhà hiện giờ có ba thôn trang, gieo trồng vụ xuân cũng phải phí công tốn sức. Mà trước khi gieo trồng vụ xuân lại phải lên ngự phượng Sơn Tế Thiên, cầu mong năm nay mưa thuận gió hòa. Năm ngoái là Tần Vương đứng ra Tế Thiên, tuy rằng đến lúc Tế Lễ có xảy ra chuyện nhưng năm ngoái thu hoạch cũng không tệ lắm, các nơi cũng không có mưa to hạn hán, dân chúng có lương thực dư thừa, quan viên có thể báo cáo kết quả công tác. Vậy nên mọi người hoàn toàn quên mất chuyện này, thân thể An Khánh Đế năm sau không bằng năm trước, đương nhiên không thể lên được ngự Phượng Sơn. Năm nay ai thay Hoàng đế Tế Thiên, phỏng chừng người đó sẽ chính là Thái tử tương lai. Mùng 3, An Khánh Đế chỉ định người Tế Thiên. Yến Vương Triệu Chân gặp giữ hóa lành, nhân phẩm quý trọng, được chọn làm người chủ trì Tế Thiên Đại Điển, chỉ cần đem mấy chữ phía sau thay đổi, Đạo thánh chỉ này hoàn toàn có thể biến thành thánh chỉ lập thái tử. Trước kia Triều thần còn có thể suy đoán lung tung tâm tư của An Khánh đế, nhưng hiện giờ tâm tư đã bày ra ngoài mặt, cho dù là chờ Yến Vương trở về hay là để cho hắn chủ trì tế Thiên đại điển, đều có thể nói rõ An Khánh đế có ý định chọn người này rồi. Tế Thiên đại điển diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 3, Lễ bộ tăng cường nhân thủ gấp rút chế tạo các phục, chuẩn bị đồ vật dùng trong tế Thiên đại điển. Một đám đại thần cũng chuẩn bị cùng nhau leo núi mọi việc cũng được sắp xếp đâu vào đấy cả triệu diệu đoán được người tế thiên sẽ là triệu chân hắn có thể nhìn ra tâm ý của an khánh đế mà tiền tùng minh vẫn còn ở lĩnh nam muốn trở về còn phải mất vài ngày không đến vạn bất đắc dĩ triệu diệu không muốn đi con đường nguy hiểm nhất kia nhưng tất cả mọi người đều đang ép hắn hàn văn bách cảm thấy không thể chờ đợi lâu hơn nữa chẳng lẽ phải chờ thánh chỉ lập thái tử hạ xuống để cho yến vương danh chính ngôn thuận kế vị đến lúc đó thật sự cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần nếu tốt hơn một chút tần vương có thể đi tới đất phong nhưng có chuyện lĩnh năm trước đó hàn văn bách không tin yến vương có thể dễ dàng bỏ qua việc này nếu là bức vua thoái vị ép hoàng thượng viết thánh chỉ cho dù danh bất chính ngôn bất thuận chỉ cần tần vương có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế sử sách còn không phải do hắn viết nữa sao hàn văn bách cũng lo lắng cho bản thân mình hắn đã làm không ít việc cùng tần vương trói chung trên một chiếc thuyền cùng lắm thì đánh cuộc một phen triệu diệu hỏi cố kiến sơn đã trở về tây bắc chưa triệu diệu phái người một đường đi theo cố kiến sơn người kia truyền tin trở về nói người đã đến liêu thành triệu diệu nói chờ tế thiên xong đã sau đó mới hành sự sau khi phong vương rồi thì có thể dưỡng tư binh nhìn vào ngoài mặt mỗi hoàng tử có thể nuôi hai ngàn tinh binh nhưng triệu diệu nuôi binh ở các nơi cộng lại có tới một vạn một vạn chống lại ba vạn là không đủ nhìn nhưng thủ lĩnh vũ lâm quân thủ vệ hoàn thành là người của hắn không có năng lực đánh một trận thì triệu diệu sẽ không mạo hiểm làm việc chỉ trong vòng mấy ngày tư binh từ các nơi có thể tiến vào thịnh kinh trong lòng triệu diệu đã tính toán thật kỹ triệu chân sẽ không bỏ qua cho hắn nếu không làm sẽ chết còn nếu làm thì sẽ còn cơ hội mùng năm tháng ba tế thiên đại điển diễn ra triệu chân dẫn văn võ bá quan lên ngự phượng sơn tế thiên nghi thức tế lễ vô cùng thuận lợi lúc an khánh đế thường triều lại khen ngợi yến vương ngày hôm sau thịnh kinh mưa dầm dân chúng bắt đầu chuẩn bị gieo trồng vụ xuân khương đường hiện giờ có ba thôn trang trong đó có một xưởng làm miếng và đậu phụ trang hộ họ chu chủ nhà tên là chu chính minh một năm nay hắn cũng kiếm được không ít bạc miếng và đậu phụ làm ra ngoại trừ cung cấp cho tiệm lẩu thì phần còn lại mang đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng một nhà mỗi ngày có thể kiếm được hơn một đồng bạc một tháng cũng có ba bốn lượng vốn khương đường chính là chủ nhân thôn trang hiện giờ bọn họ càng hận không thể coi nàng là tổ tông để mà cung phụng tiền là thứ tốt hiện tại đừng nói dùng bảy mẫu đất trồng rau cho dù trồng hết toàn bộ thì chu chính minh cũng không có gì để nói sau khi thành thân khương đường vẫn chưa từng quay lại nơi này nàng nói với chu chính minh thôn trang bên cạnh cũng là của ta ngươi cũng sang đó nói một tiếng xem trồng cái gì trồng như thế nào cứ dựa theo sắp xếp năm ngoái là được ta còn định làm thêm một xưởng nữa cũng để nói rõ ràng với nhau luôn. Chu Chính Minh biết đây là ý muốn hắn làm quản sự, hắn nói, đại nương tử yên tâm, cứ giao hết cho tiểu nhân là được rồi, xưởng làm đậu phụ và miếng không cần phải dùng quá nhiều người, Khương Đường định thăm dò tính tình bên kia rồi lại làm thêm một xưởng khác, làm chút bột khoai tây gì đó, cũng có thể làm thành quầy ăn vặt. Hai thôn trang này cộng lại chiếm khoảng 130 mẫu đất, cách xa một chút còn có một thôn trang của trường Ninh Hầu Phủ, cũng là chỗ quen biết, có thể đi qua chào hỏi một tiếng chu chính minh cũng biết cách phải nói như thế nào giống như năm ngoái hắn hỏi khương đường có phải sẽ ở lại thêm một lúc không ngày xuân có rau dại cá trong sông cũng rất tươi đại nương tử ở chỗ này một thời gian để chúng ta chiêu đãi cũng tốt các trang hộ đều rất cảm kích khương đường người đưa tiền là đại gia nàng mang theo bọn họ kiếm tiền hơn nữa nuôi gà so với quản lý thôn trang còn kiếm được nhiều hơn trong lòng liền nghĩ đến chuyện hồi báo một hai nếu chỉ có một mình thì khương đường cũng sẽ ở lại nhưng trong nhà còn có hai hài tử nữa nàng ở bên ngoài cũng không yên tâm khương đường nói ta không ở lại được các ngươi bận gì thì cứ làm đi đừng làm chậm trễ gieo trồng vụ xuân chu chính minh liên tục ôi mấy tiếng đại nương tử yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ trồng rau thật tốt nhưng mà cá với rau dại này nhất định phải mang về tươi rói luôn ở thịnh kinh không có những thứ này đâu những thứ đưa cho khương đường đều chọn thứ tốt nhất khương đường không cự tuyệt lại hỏi xưởng hỏi có thiếu nhân lực hay không chu chính minh ngượng ngùng nói nhân lực thì ngược lại không thiếu nhưng mà có bốn nhà mà chỉ bán hai thứ thành ra không dễ làm cho lắm thịnh kinh chỉ lớn chừng đó chu chính minh còn có nhi tử một nhà có thể chạy hết thành nam thành bắc rồi nếu bốn nhà thì xem như tranh cướp mối làm ăn với nhau mà người bán miếng đậu phụ trên đường cũng không ít cạnh tranh lại càng thêm lợi hại cho dù có thể làm nhiều cũng không bán được khương đường suy nghĩ một chút nói trong cửa hàng của ta còn thiếu thịt gà ngươi xem thử có được không nếu không thì trực tiếp nuôi gà nhưng mà phải nuôi nhiều cũng không phải mấy chục con đơn giản như vậy thông trang cũng có nuôi gà nhưng chẳng qua mỗi nhà chỉ nuôi mấy chục con mà trong cửa hàng mỗi ngày đều có thể dùng mấy chục con gà còn có mua gà nướng thịt nữa trong thông trang căn bản không đủ ở đây không có trại nuôi gà quy mô lớn nào cả ngươi muốn ăn gà ra ngoài mua một con là được còn Khương Đường chưa từng gặp người nào nuôi đến mấy trăm mấy ngàn con gà, trong cửa hàng muốn mua gà đều phải đi tới các thôn trang thu mua, cũng rất phiền toái. Nếu Chu Chính Minh làm được, nhất định còn có lợi hơn làm bột khoai lang, Chu Chính Minh cũng không dám lập tức đáp ứng, nhà hắn nuôi hơn 40 con gà, mỗi ngày trứng gà có hơn 30 quả, nhưng nuôi hơn 1 ngàn con không giống như nuôi mấy chục con, nhà nào cũng nuôi lợn, đều biết giết lợn kiếm tiền, nhưng tại sao không nhà nào nuôi nhiều con như vậy? chu chính minh nói vậy ta trở về cân nhắc thêm trở lại phủ khương đường đã bị cố ninh chiêu nhào vào lòng chạy siêu chạy vẹo khương đường vội vàng ngồi xổng xuống cố ninh chiêu nói đường di ta nhớ ngươi lắm lắm khương đường nói ta có mang đồ ăn ngon về cho ngươi đây không để chiêu ca nhi tốn công vô ích rồi cố ninh chiêu càng vui vẻ hơn buổi tối ăn hai chén sủi cảo nhân rau dại còn có một chén canh cá ăn đến mức cái bụng tròn vo từ thôn trang mang về không ít rau dại Khương Đường thích ăn cái này, tươi ngon, hơn nửa đầu bếp có tay nghề tốt nên ăn suốt cả hai ngày. Đợi đến mùng 9, Khương Đường rốt cục cũng đã ăn đủ rồi, dự định để quản sự sáng mai đi mua chút đồ tươi. Lại nghe ngưng châu ngoài cửa vội vàng bẩm báo, đại nương tử, bên ngoài hình như xảy ra chuyện. Trong lòng Khương Đường căng thẳng, hỏi, làm sao vậy? Trái tim ngưng châu đập thình thịch, cố gắng ổn định nói, lý quản sự nói bên ngoài có tiếng bước chân rất nặng nề, tiếng bước chân rất nặng, đó không phải là một người, Khương Đường nhìn Cố Ninh Chiêu còn ngủ, Bảo Ngưng Duyệt ở trong phòng trông coi, còn mình mặc thêm y phục bước ra khỏi phòng. Chính viện cách tường bên ngoài còn có một đoạn đường, nàng ở bên này không nghe được cái gì cả. Khương Đường thay sim y xong liền đi tới tiền viện, một đường tối đen như mực, chỉ có một cái đèn lồng tỏa ánh sáng mờ nhạt. Đèn lồng trên các con đường trong phủ đã hoàn toàn tắt hết bởi vì sợ có người từ bên ngoài thoáng nhìn thấy ánh sáng bên trong. Lý quản sự phái người canh giữ cửa chính và cửa phụ ở góc Tây Nam và Đông Nam. Mặc dù đã sắp xếp chuẩn bị đâu vào đấy nhưng lòng vẫn còn hoang mang sợ hãi, thấy Khương Đường tới, hắn thấp giọng nói, đại nương tử nghe kỹ xem, bên ngoài giống như là có tiếng bước chân rầm rập đi qua, ta nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài nhà cũng có người canh giữ, tổng cộng có ba cánh cửa, mỗi cửa đều có hai người đứng đó, bên hồng treo đao, người nào người nấy cao lớn thô kịch. Mấy người kia không xông vào bên trong cũng không gõ cửa, nhưng cũng đủ để làm cho mọi người kinh hồn bạc vía. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? À? Lý quản sự còn chưa từng thấy tình cảnh như vậy bao giờ, trong lòng hoảng hốt muốn chết. Khương Đường nói, vô luận như thế nào cũng phải canh cửa, tường viện cũng bảo người tuần tra. Nhớ mang theo chút đồ phòng thân, ngàn vạn lần đừng để người ta xông vào. Điểm kim ô kim đâu rồi, có sổ vang không? Lý quản sự lau mồ hôi trên trán, cái này thì không, điểm kim ô kim cũng chỉ có kêu gừ gừ thôi hai con chó này rất có nhân tính cũng rất thông minh có lẽ là biết bên ngoài nhiều người nên gầm nhẹ từng tiếng trong cổ họng tuy nhiên âm thanh rất nhỏ người bên ngoài hẳn là không nghe thấy khương đường nói ngoài trường người canh giữ cửa chính cửa phụ gã sai vặt tuần tra tuần viện ra thì những người còn lại đều tới an trạch viện hết đi nhớ dặn dò kỹ bọn nha hoàng ai cũng không được la hét lớn tiếng tối nay cho dù là ai ở bên ngoài gõ cửa cũng không được phép mở trước tiên kiểm kê một chút xem trong phủ còn có cái gì để ăn không kiểm kê xong đi tới chính viện báo cho ta biết an trạch viện là viện tử ở bên cạnh chính viện lúc này người phải tập trung lại ở cùng một chỗ tránh khỏi có kẻ nào ngu xuẩn muốn chạy ra ngoài người bị dọa cho choáng váng thì cái gì cũng có thể làm được lúc này khương đường lại nhớ tới cố kiến sơn chỉ là người lúc này đang ở tây bắc hiện giờ mọi chuyện trong phủ đã là sắp xếp tốt nhất của hắn rồi còn lại phải là do chính nàng gánh vác. Mọi chuyện vẫn là đến sớm, trong sách nói là nửa năm sau, còn bây giờ mới chỉ tháng 3. Khương Đường tự nhủ phải ổn định tinh thần, người bên dưới mới có thể ổn định, nói cho người bên dưới đừng sợ, mọi chuyện vẫn còn có tướng quân chống đỡ. Cái tên Cố Kiến Sơn này cũng không giống như người thường, cũng có thể làm an ổn tinh thần. Khương Đường sắp xếp mọi chuyện xong lại vội vàng trở về chính viện. Nàng bảo ngưng châu ông Thịnh Ca Nhi tới, để thịnh ca nhi ở sương phòng chính viện cố ninh chiêu đã tỉnh mở to hai mắt ngơ ngác ngồi trên giường lông mi ướt sũng giống như sau một khắc sẽ khóc toáng lên ngay vừa thấy khương đường cố ninh chiêu liền vương tay thằng bé đã tới đây nửa tháng mỗi ngày đều nhớ nương nhưng lúc tới đây lục cẩm dao đã nói rõ với thằng bé rằng hắn tới đây là để ở cùng với đường di cho dù có nhớ nhà cũng không được làm ầm ĩ đòi về khương đường đối xử tốt với hắn lại có vú nuôi đi theo nên trong lòng cố ninh chiêu có nhớ cũng nói không nhớ nhưng hôm nay trong lòng thằng bé lại vô cùng sợ hãi trái tim thật giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra vậy khương đường tới nước mắt cố ninh chiêu liền không kìm được đường di ngươi đi đâu vậy ta sợ lắm ta nhớ nương ta hu hu thằng bé khóc đến thở không ra hơi trong lòng khương đường chua xót ông người vào trong ngực không có việc gì không có việc gì có đường di ở đây rồi có đường di ở đây rồi không có gì phải sợ hết đường di sẽ bảo vệ ngươi thật tốt cố ninh chiêu đang sợ hãi rõ ràng thằng bé không nghe thấy cái gì nhưng trong lòng vẫn nhảy dựng lên hắn khóc hỏi có phải nương ta không cần ta nữa không điều khủng khiếp nhất mà tiểu hài tử có thể nghĩ đến là cái này khương đường kiên nhẫn dỗ dành hài tử dỗ dành suốt một khắc đồng hồ mới dỗ được cố ninh chiêu đi ngủ chẳng qua cho dù ngủ thiếp đi thì trong lòng cũng không yên ổn trong miệng vẫn lẩm bẩm nói mớ mà ngưng châu lại dẫn thịnh ca nhi còn có hai vú nuôi ở trên giường đại khái là bởi vì tuổi còn nhỏ, cố ninh thịnh đổi chỗ khác cũng không tỉnh dậy. Khương đường bảo ngưng châu trong chừng hai hài tử, còn mình đi gặp Lý quản sự. Lý quản sự đã kiểm kê xem trong phủ còn lại những gì, gạo và mì mỗi thứ ba mươi túi, dầu và gia vị có không ít, thịt còn lại không nhiều lắm, toàn bộ cộng lại chỉ có khoảng hai mươi cân. Rau màu cũng không nhiều, chỉ đủ ăn hai ngày. Củi đủ nửa tháng, còn có chút hàng khô nữa, hoa quả chỉ có táo và quyết, tổng cộng bốn giỏ cái khác thì không còn chủ tử trong phủ phải ăn đồ tươi đây cũng không phải là mùa đông thịt và đồ ăn để lâu sẽ hỏng quản sự trong phủ cứ hai ngày sẽ đi ra ngoài mua sắm một lần đây là bởi vì hôm nay mới vừa đi ra ngoài mua nên mới đủ cho hai ngày ăn có mì và gạo đã rất tốt rồi thịt và rau màu ăn tiết kiệm một chút là được rồi miễn là người không bị đói chết là được khương đường nói cũng tạm đủ được rồi mọi người đi canh giữ đi ngươi tới nói chuyện với bọn họ để cho bọn họ đừng quá lo lắng lý quản sự gật đầu sau đó liền lui ra hắn hiện tại cũng không sao cả bởi vì trong phủ có khương đường có người làm chủ giống như có chỗ dựa tâm lý vậy khương đường ở trong phòng thấp chỉ một ngọn đèn nến rèm cửa trái phải đều kéo chặt nàng không có tâm tư nào đi ngủ trong lồ nờ dê ngực giống như có thứ gì đó đè lên mặc dù nàng đã đọc sách đã biết trước kết cục cũng tin rằng an khánh đế sau khi yến vương mất tích cũng sẽ không phải không có một chút chuẩn bị nào nhưng nàng vẫn lo lắng tới nơi này cũng đã hai năm ngày ngày khương đường sống ở đây cũng biết mọi chuyện không phải nằm mơ chuyện xảy ra bên ngoài cũng không phải là mấy chữ trong sách mà là tranh đoạt ngôi vị thật sự sẽ di kết người sẽ có người chết sẽ có người bị tội liên đới xét nhà theo bụi trần lắng xuống sẽ có rất nhiều người bị lưu đày và bị xử tử khương đường hít sâu một hơi nhìn cố ninh chiêu đang ngủ mũi thằng bé vẫn còn thúc thiết, chỉ mong chuyện bên ngoài mau chóng chấm dứt, ngàn vạn lần đừng kéo dài quá lâu. Các địa phương trong thịnh kinh ở gần hoàn thành, các cửa phủ, cửa hông đều có binh lính canh giữ, người tuy không nhiều lắm, trước một cửa chỉ có hai người nhưng trong phủ đều là nha hoàng gã sai vặt tay không tất sắc, cho dù có gã sai vặt nhưng cũng không biết bên ngoài là nhân mã của ai, ai cũng không dám liều mạng xông về phía trước. Vĩnh Ninh hầu hạ lệnh cho người của các viện ngay cả cửa viện cũng không được ra ngoài, trong phủ yên tĩnh, chỉ chờ bên ngoài không có người canh giữ, nghe mệnh lệnh của hoàng thượng. Trình thì cảm thấy hiện tại giống như thịt cá nằm trên thớt, chính là đang nằm chờ chết nhưng lại không có cách nào, cũng chỉ có thể canh giữ ngọn đến chờ như vậy mà thôi. Mấy phòng khác trình thì cũng phái người đi xem, ngay cả người ở nhà ấm trồng hoa, người tú phòng, người gác cổng đều an tĩnh ngồi chờ trong phòng. Lục cẩm dao không lo lắng cho nhi tử, cũng may nàng đã sớm đưa cố ninh chiêu cố ninh thịnh đi. Trên đường có binh giáp cầm súng bội đao, một đường đi tới tận cửa hoàng cung cửa cung mở rộng giáp binh trực tiếp tiến vào hoàng cung mà vũ lâm quân không có mệnh lệnh của thủ lĩnh nên không ai dám tiến lên ngăn cản triệu diệu liền trà trộn trong số giáp binh binh pháp có câu bắt giặc phải bắt vua trước hắn sẽ không ngốc đến mức đứng ở phía trước làm biên ngắm sống thủ vệ hoàng cung bao lâu thay phiên một lần triệu diệu là người rõ ràng nhất hắn cảm thấy ông trời sẽ không phải lúc nào cũng hướng về phía triệu chân vận khí tốt cũng không phải lần nào cũng có luôn sẽ có một ngày triệu chân sẽ chết giáp binh tiến vào hoàng cung xông thẳng vào cần chính điện lúc này phụ hoàng hắn hẳn là còn chưa ngủ giáp binh trực tiếp di tết mấy thủ vệ dọc theo một con đường bên trong cung đi thẳng thấy người liền trực tiếp chém giết chờ qua cửa thanh hòa chính là nội cung cũng là hậu cung cần chính điện của an khánh đế cũng là tẩm điện thỉnh thoảng còn có thể triệu kiến đại thần chỉ cần đi qua cửa thanh hòa thủ vệ sẽ không còn nhiều như vậy nữa triệu diệu mang theo một vạn tinh binh cái hắn muốn cũng không nhiều, không muốn gì, tết quá nhiều người. Lần này hắn làm việc ổn thỏa, có thể nắm chắc thành công được sáu thành, dân chúng sẽ không muốn có một hoàng đế sát nghiệt quá nặng, cho nên sau khi tư binh của triệu diệu tiến thành chỉ vây quanh thế gia, vẫn chưa di hết người để tránh sinh loạn, nhưng sau khi đánh vào hoàng cung lại là một đường đi một đường dết, có máu tư binh của hắn, cũng có máu của hộ vệ hoàng cung, đá phiến màu xanh nhuộm thành màu đỏ tươi, trong lòng triệu diệu lại có loại khoái cả, em mờ quỷ dị. Người chưa từng lên chiến trường gần như cũng không tự tay dê giết người. Triệu Diệu lại không có sở thích đặc thù, cho dù hạ nhân phạm sai lầm cũng không trừng trị ở ngay trước mắt hắn. Nhiều lắm cũng chỉ là trong cuộc săn bắn mùa xuân, di tết mấy con vật hoang dã mà thôi. Triệu Diệu xem thủ vệ hoàng cung trước mắt giống như trở thành triệu chân, trực tiếp dẫn nhân mã một đường sông tới. Trong hoàng cung ánh lửa nhung thấu chân trời cho dù có hộ vệ đứng ở trên tường thành trên cao bắn tên xuống nhưng vẫn không chống đỡ nổi số lượng tư binh đông đảo của triệu diệu mặc dù vẫn có người bị bắn chết nhưng phần lớn vẫn yểm hộ triệu diệu qua thái cực điện thái cực điện là nơi các đại thần thượng triều hiện giờ con đường lát đá cẩm thạch phía trước cũng nhụm đỏ máu tươi qua thái cực điện chính là cửa thanh hòa chỉ cần đi qua cửa thanh hòa chính là hậu cung hoàng cung mà cần chính điện là cung điện đầu tiên sau cửa thanh hòa tiếng đao kiếm vang lên đến tận trời trong lỗ tai triệu diệu cũng toàn mấy tiếng ong ong triệu diệu lau máu trên mặt chảy ra khi bị mũi tên xẹt qua lấy dầu hỏa một cây hỏa tiễn bắn lên lá cờ của tòa lầu cửa thanh hòa chỉ trong phút chốc ngọn lửa liền lý em mờ lắp cả lá cờ hộ vệ trên cửa thanh hòa còn có hai người đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong lúc hoảng hốt thấy bên dưới giáp binh xông tới thành bị hạ vội vàng lấy cung tiễn muốn bắn chết phản quân triệu diệu đội mưa tên dẫm lên thi thể tư binh đi tới phía dưới cửa thanh hòa Thủ hạ hắn có thuốc nổ, dẫn lửa nổ tung một cái, cửa nội cung liền mở ra. Triệu Diệu quay đầu lại nhìn xác chết chết đóng như núi, bên tai còn có tiếng kêu đau đớn không biết là ai ngã xuống. Hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trên đó là một mảnh dính dính, màu đỏ tươi lọt vào trong tầm mắt, không biết dính máu của ai. Đi tới bước này rồi, Triệu Diệu đã không còn đường lui nữa. Hắn biết mình đang làm gì, thỉnh thoảng hắn sẽ suy nghĩ đến tột cùng là hắn không bằng triệu chân ở chỗ nào mà phụ hoàng lại chèn ép hắn, mà đối với triệu chân thì lại dành mọi điều tốt cho hắn, là ai đi lĩnh nam cứu triệu chân, lại là ai chữa khỏi vết thương của triệu chân. Mấy tháng nay, suy nghĩ trong lòng phụ hoàng đến tột cùng là triệu chân chết muốn lập hắn làm thái tử, hay là nghĩ chờ triệu chân trở về, coi hắn như là một khối đá mài giàu để tự tay đưa qua. Nếu như triệu chân đã không sao cả, vậy kết cục của hắn sẽ là gì? Triệu Diệu khẽ nở nụ cười, hắn cũng không biết phía sau cửa cái gì đang chờ đợi hắn. Kỳ thật nghĩ những chuyện kia cũng chẳng có tác dụng gì cả, chẳng qua vẫn sẽ không cam lòng, thuốc nổ nổ tung trước mắt triệu diệu, ánh lửa chói mắt, nhưng triệu diệu lại không hề chớp mắt lấy một cái. Hai hộ vệ thủ hộ cửa thành ở bên trong bị nổ tung chỉ còn lại hai cốt cục tay chân, triệu diệu mang theo người sách kiếm đi vào. Nội cung và bên ngoài là phiến thiên địa khác hẳn nhau. Nội cung là tẩm cung nơi hậu phi ở, mặc dù có hộ vệ nhưng nam nữ khác biệt, hộ vệ so ra còn kém hơn cả ở cửa thanh hòa tuần tra cũng có nhưng hoạn quan nhiều so với bên ngoài binh hoang mã loạn nội cung lại cực kỳ yên tĩnh triệu diệu từ đằng xa nhìn thấy cần chính điện đèn đuốc sáng trưng phất phất tay lưu lại một ngàn người thu thập còn lại hộ tống bổn vương đến từ cửa thanh hòa đến cần chính điện ngoài trừ một bãi đất trống rộng rãi thì hai bên mỗi bên có một ngàn bậc thang ở giữa bậc thang là gạch đá cẩm thạch trắng khắc hình long tường cửu thiên huy hoàng đại khí đến cỡ nào con đường này triệu diệu đã từng đi qua vô số lần, hiện giờ lại muốn sách kiếm, hành đại nghịch bất đạo. Hắn từ cửa cung đến cửa thanh hòa chỉ mất có hai khắc đồng hồ, hẳn là có mật báo, nhưng triệu diệu không nghĩ tới nơi này lại yên tĩnh như vậy. Có lẽ đây cũng là một cái bẫy, tuy nhiên nội cung thì vệ ít, cho dù có mật báo thì như thế nào chứ, phụ hoàng cũng không thể đoán được cái gì. Triệu diệu cầm kiếm bước lên bậc thang. Mũi kiếm còn nhỏ máu, vừa lúc rơi vào trong mắt con rồng ở một bên giọt máu theo bậc thang quanh quẩn mà xuống, tự như chân lông chảy huyết lệ. Trên bậc thang, Triệu Diệu nhìn thấy Lý Đức Thuận canh giữ ngoài cửa, hai chân Lý Đức Thuận run rẩy, hô to một tiếng người tới hộ giá, đã bị mũi tên bay tới bắn trúng ngực trái, thẳng tắp ngã xuống. Tư binh bắt được Lý Đức Thuận ở cửa trước, Lý Đức Thuận còn lại vài hơi thở, ông ngực chảy máu nói, Tần Vương Điện Hạ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi làm như vậy sẽ bị trời giáng sấm sét. Triệu Diệu trực tiếp cho hắn một đao, cho dù trời giáng sấm sét thì lý công công cũng không thấy được thấy lý đức thuận triệu diệu hoàn toàn yên lòng lý đức thuận là hồng nhân trước mắt phụ hoàng nếu như đây là một cái bẫy phụ hoàng sẽ không để lý đức thuận ở bên ngoài triệu diệu phất tay tư binh lập tức vây quanh cần chính điện lại có người đẩy cửa ra triệu diệu thấy an khánh đế một mình ngồi ở trước bàn xử lý công vụ bên cạnh chỉ có một tiểu thái giám cùng hai cung nữ ngoại hình rất đẹp thật không thể tưởng tượng được đã lớn tuổi như vậy mà còn có loại tâm tư này triệu diệu gọi một tiếng phụ hoàng an khánh đế đặt bút xuống ngẩng đầu dưới ánh nến chiếu vào người trông có vẻ già nua tới rồi à trên mặt triệu diệu có vết máu một thân chật vật so sánh với an khánh đế nhàn nhã đạm mạc căn bản giống như hai người bất đồng cảnh giới triệu diệu nói làm sao phụ hoàng lại biết ta sẽ đến an khánh đế nói bên ngoài đồng tỉnh lớn như vậy muốn không biết cũng khó an khánh đế càng như thế Triệu Diệu lại càng tức giận. Đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn như vậy, là vì chắc chắn hay là có chỗ dựa gì, nhưng cần chính điện đều đã bị hắn vây quanh, trong phòng chỉ có hai cung nữ cùng một thái giám. Triệu Diệu sợ cung nữ cùng thái giám cũng có vấn đề, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ánh mắt An Khánh Đế từ xa nhìn lại lại có vài phần nhu hòa, hắn lạnh lùng nói, trói ba người kia lại, rất nhanh, tư binh liền lấy dây thường đem ba người trói gô lên, An Khánh Đế thở dài, Ngươi trưởng thành, có chủ ý của mình, cũng là lỗi của Phụ Hoàng. Triệu Diệu ngắt lời, đừng nói nữa, Phụ Hoàng nếu thật sự cảm thấy còn có tình phụ tử, tại sao năm ngoái trong tế thiên đại điện lại lệnh cho lễ bộ chuẩn bị tế lễ bị hỏng cho ta? An Khánh Đế vừa định mở miệng, Triệu Diệu lại nói, Phụ Hoàng muốn nói không phải là ngươi. Vậy nếu đã biết là ai chuẩn bị rồi thì vì sao lại không trừng phạt? Trái lại cũng buồn cười. Còn dùng lời ngon nói ngọt bảo nhi thần tránh đầu sóng ngọn gió, coi như là trừng phạt ta, còn mệt ta khi đó còn cảm thấy phụ hoàng hài lòng với ta nữa, thì ra là vì lục đệ mở đường, triệu diệu không muốn nói nhảm nữa, phụ hoàng, thoái vị đi, nhi thần sẽ đối xử tử tế với lục đệ, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi đối với tứ ca đuổi tận di kết tuyệt, an khánh đế không trả lời câu này mà là hỏi lại, tại sao ngươi lại không nghĩ ta sẽ truyền vị cho ngươi, trong mắt an khánh đế có ông nhu nhàn nhạt, triệu diệu nhìn thấy liền sửng sốt, nghĩ tới sao, nếu nghĩ tới, hắn làm những việc này há chẳng phải là điều thừa. Không, ngay cả khi nghĩ tới thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Nói hay đến mấy cũng không bằng làm, Triệu Diệu từ trong ngực móc ra một quyển thánh chỉ màu vàng sáng, một tay cầm kiếm, một tay cầm thánh chỉ, đi về hướng An Khánh đế. Tuy nhiên vẫn là bởi vì câu nói vừa rồi mà giọng điệu cũng mềm mại hơn một chút, phụ hoàng, hai chúng ta vẫn là một hồi phụ tử, vẫn nên viết chiếu thư truyền ngôi đi. Đúng lúc này, cung nữ bị trói cũng không biết tại sao lại giải thoát khỏi dây thừng, động tác kia cực nhanh, triệu diệu rút kiếm lên ngăn cản nhưng cho dù một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Người còn lại cũng mở dây thừng ra, quét sạch người phía sau, lại cũng lấy đấu với triệu diệu mấy chiêu nữa. Chỉ qua mấy hơi thở, một thanh đoạn đao đã kề sát vào cổ hắn, đôi mắt triệu diệu như bắn thẳng ra ngoài, cũng không để ý đến lưỡi đao ngang cổ, quay đầu hướng về phía An Khánh Đế hô to, phụ hoàng, đến lúc này rồi mà ngươi còn lừa gạt ta. Trong mắt An Khánh Đế tất cả đều lạnh như băng, hắn nói, trẫm không có loại nghịch tử khi quân phạm thượng như ngươi tần vương đã nhận tội các ngươi còn đứng ở chỗ này chờ chết sao đế vương nổi giận không đánh mà thắng tư binh tiến vào vẫn đang đứng ngoài cửa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi an khánh đế nói nếu bây giờ nhận tội thì còn có thể lưu lại cho các ngươi một cái mạng nếu chờ người tiến vào chỉ có một con đường chết an khánh đế làm hoàng đế mấy chục năm khí thế không ai sánh bằng hơi trầm mặt xuống tư binh triệu diệu mang vào liền quỳ rạp xuống đất triệu diệu nhớ tới lý đức thuận chết ở cửa lại nhìn về phía cung nữ cầm đao kề sát cổ mình chỉ cảm thấy buồn cười đây đâu phải là cung nữ rõ ràng là nam nhân hình thể gầy yếu giả làm cung nữ mà thôi cung nữ là giả nhưng lý đức thuận bị hắn tự tay cắt cổ chết không thể chết hơn được nữa ngay cả lão thái giám bồi hắn mấy chục năm cũng bỏ được hắn thua cũng không tính là oan triệu diệu muốn cười phụ hoàng a à phụ hoàng để ngươi mở đường cho lục đệ như vậy cũng thật làm khó cho ngươi đấy để cố kiến sơn trở về rồi lại điều hắn đi lý đức thuận cũng không cần nếu nói vô tình thì vẫn là ngươi vô tình nhất ngươi cảm thấy nhi tử tàn nhẫn nhưng tâm tư của ngươi và lục đệ so với ta còn ngoan độc hơn nhiều hắn cũng đã hoài nghi đây là một cái bẫy nhưng sau khi nhìn thấy lý đức thuận hoài nghi trong lòng đã bị dỡ bỏ hơn phân nữa đây chính là lão thái giám đi theo phụ hoàng nhiều năm a à, nếu biết trước làm sao có thể để cho hắn canh giữ ở ngoài cửa nói bỏ liền bỏ như thế Hắn thua chỉ thua ở chỗ quá mềm lòng. An Khánh Đế nói: "Ngươi nói không sai, ngươi đủ độc lại không đủ tàn nhẫn." Nếu lão Lục thật sự chết ở Lĩnh Nam, chết thì cũng đã chết, trẫm sẽ không vì một hoàng tử đã chết mà so đo với người còn sống, thậm chí còn có thể truyền vị cho ngươi. Nhưng mà, lão Lục lại bình an trở về. Trước khi ngươi làm ngươi đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Nếu sau khi hắn về rồi ngươi có thể sống tốt được không? Ngươi không có đầu óc à? chuyện khác trẫm đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tự như vừa rồi, ngươi trực tiếp di kết chết trẫm, tự mình đề chỉ đóng dấu ngọc tỷ, nhưng ngươi lại không làm, chỉ bằng điểm này, ngươi đã không thể làm hoàng đế, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. An Khánh Đế đang chọn thái tử tương lai mà không phải là coi trọng nhi tử, tài trí của triệu diệu cũng không thua gì triệu chân, nhưng mà, là ngươi bảo thủ do dự thiếu quyết đoán, triệu diệu cười lạnh vài tiếng, phụ hoàng là hoàng thượng, nói cái gì cũng đúng làm sao có thể sai được nhưng tế thiên đại điển thì sao phụ hoàng biết rõ là không phải nhưng cũng cảm thấy là nhi thần việc này an khánh đế quả thật cảm thấy hổ thẹn hắn phất phất tay người đâu màn xuống đi triệu chân mang binh từ ngoài điện tiến vào hắn áp giải triệu diệu xuống mà tư binh trong trần chính điện đều giao nọc binh khí có thủ vệ ở nội cung an khánh đế cũng không bố trí quá nhiều người vào trong này chẳng qua nếu hoàng cung trống rỗng không một bóng người thì tần vương sẽ không tiến vào cũng không dám đi vào cho nên việc này chỉ có hắn và triệu chân biết những người còn lại cũng không biết cố kiến sơn là một nước cờ dùng để xua tan nghi ngờ của triệu diệu mà lý đức thuận lại là mồi nhữ lý đức thuận thật sự cái gì cũng không biết hắn đi theo an khánh đế mấy chục năm lúc an khánh đế còn là hoàng tử đã đi theo rồi đương nhiên có tình cảm nhưng nếu luyến tiếc lý đức thuận tần vương căn bản sẽ không dỡ bỏ phòng bị của mình An Khánh Đế hít sâu một hơi, đi ra ngoài nhìn thi thể lão Thái Giám đã bồi mình mấy chục năm, hạ lệnh hậu tán. Trên sàn cần chính điện vẫn còn vết máu, còn có dấu chân bẩn thiểu, bên ngoài ánh lửa ngập trời, ánh sáng chiếu rọi cả chân trời. Hắn không khỏi nghĩ, mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế này đã đủ lâu rồi, không có phụ thân nào muốn nhìn thấy nhi tử mình làm phản cả, An Khánh Đế càng hy vọng bọn hắn có thể thần phục. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nghĩ như thế mà thôi, Tần Vương chỉ biết tới cố kiến sơn, nhưng đánh trận không chỉ có một mình một người cố kiến sơn mà đánh được trong quân có rất nhiều người võ công cao cường chỉ có điều cố kiến sơn đi thì mới có thể giảm bớt sự phòng bị của tần vương trên con đường này tử thương vô số cho dù triệu chân có được xem như nhân từ thế nào nhưng khi nói đến lý đức thuận cũng không còn lo nghĩ trước sau thế này vẫn còn hơn là thiếu quyết đoán nhìn trước ngó sau cuối cùng chẳng lo được gì mà thậm chí còn tự hại mình hại người nữa chỉ là mất thêm một nhi tử trong lòng an khánh đế cũng không được dễ chịu gì mẫu gia tần vương cùng với các quan viên mà hắn cấu kết chẳng phải là số lượng ít hắn không biết lựa chọn đó là đúng hay sai hắn chỉ đứng ở góc độ một vị hoàng đế để suy xét triệu chân có tấm lòng nhân nghĩa cũng có thủ đoạn so với triệu diệu càng thích hợp làm hoàng đế hơn an khánh đế muốn thanh trừ một đảng tần vương triệu chân có một kế sai tư binh đi từ nhà này sang nhà khác truyền lời lời truyền đương nhiên là mệnh lệnh của tần vương nếu có nhà nào từ trong phủ đi ra ngoài thì sẽ lại lần lượt điều tra kỹ lưỡng triệu chân mang binh ở hậu cung hắn phụ trách áp giải triệu diệu đi tới thiên lao thấy triệu diệu liền thở dài ngủ ca triệu diệu không để ý hắn còn mặc quần áo giáp binh chính là cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc thua chính là thua triệu chân không cần phải làm bộ làm tịch như vậy triệu chân thấy triệu diệu không nói lời nào thức thời ngậm chặt miệng nói thật nếu hắn là triệu diệu thì có thể làm càng chu đáo tỉ mỉ hơn triệu diệu vào thiên lao ngôn quý phi trong cung bị ban chết nhà ngoại triệu diệu tuy không phồn vinh như minh quốc công phủ nhưng là nhà ngoại của hoàng tử thì cũng không phải thế gia tầm thường có thể so sánh đương nhiên phải chịu liên lụy còn có thê tử hài tử của triệu diệu nữa tàn đảng còn lại còn phải điều tra kỹ lưỡng phỏng chừng thịnh kinh phải cấm nghiêm mấy ngày triệu chân tuy rằng chiến thắng nhưng trong lòng cũng không cao hứng cho lắm hắn thắng ở trong mắt phụ hoàng là người so với triệu diệu thích hợp làm hoàng đế hơn, chỉ thế mà thôi. Nếu hắn làm không tốt, triều thần cũng sẽ không tâm phục khẩu phục, con đường sau này hắn vẫn phải tự mình đi. Từ cửa cung đến cửa thanh hòa, thi thể đều chất thành đống, có tư binh của triệu diệu, cũng có hộ vệ hoàng cung, nhìn từ xa, căn bản không phân biệt rõ ràng. Triệu chân sai người an táng thi thể, lại lệnh cho cung nhân rửa sạch vết máu trên mặt đất. Mà vết máu trên bậc thềm đá bạch ngọc trước cửa thanh hòa là do triệu chân tự mình múc nước rửa sạch đợi đến sáng sớm, toàn bộ vết máu trên mặt đất đã được thanh lý sạch sẽ. Lúc mặt trời chiếu tới, ngoài trừ còn có một ít mùi máu tươi chưa tan sạch sẽ, thoạt nhìn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, cửa hầu phủ nghe thấy tiếng gõ cửa, người bên ngoài tìm Vĩnh Ninh Hầu, người gác cổng không dám đáp, trực tiếp chạy đến chính viện bẩm báo, hầu gia, bên ngoài có người tìm ngài. Bạn Tây Trịnh Thị nhanh chóng bắt lấy tay áo, có phải đã xong việc hay không, bên ngoài hiện tại là tình huống gì? vĩnh ninh hầu hỏi là chuyện gì người gác cổng ấp úng nói nói là tần vương mời ngài ra khỏi phủ thương lượng chuyện quan trọng trong lòng vĩnh ninh hầu cả kinh chẳng lẽ tần vương thật sự thành công sao người tới nói tần vương mời hắn ra ngoài phủ có việc cần thương lượng vĩnh ninh hầu cảm thấy tần vương tám phần là thành công rồi trước mắt phải thanh lý yến vương nhất đảng cho nên mới bảo hắn đi ra ngoài những phủ khác phỏng chừng vẫn còn có người canh giữ tuy rằng cố kiến phong vẫn chưa thật sự giúp tần vương việc gì nhưng nếu giờ phút này hắn đi ra ngoài trợ giúp tần vương một tay thì cũng có thể lập được công lao vĩnh ninh hầu chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng chuyện bày ra trước mắt quá mức mê người chỉ cần đi về phía trước một bước hầu phủ có thể đi thêm một bước nữa chuyện mà trưởng tử làm sai cũng thành chuyện tốt cho dù như thế nào cũng sẽ có đường xoay chuyển vĩnh ninh hầu thừa nhận trong nháy mắt mình có chút động tâm thế nhưng chính là bởi vì cố kiến phong nói mình chưa bao giờ giúp tần vương làm việc ngay cả cố kiến hiên đi tới đốc sát viện cũng không rõ ràng lắm cho dù tần vương đăng cơ cũng không có công lao gì nếu không có công lao hắn ở trong triều lại dần dần bị gạt ra ngoài lề ngay cả thực quyền cũng không có tần vương tìm hắn có thể thương lượng chuyện gì đây bởi vì cố kiến sơn sao nhưng cố kiến sơn đã rời khỏi hầu phủ vậy chuyện tốt như vậy làm sao có thể rơi xuống trên đầu phủ của hắn vĩnh ninh hầu cũng không phải chưa từng thấy qua sóng to gió lớn tuy rằng động tâm nhưng vẫn là cẩn thận một chút là tốt hơn hắn phân phó nói đi tới yến kỷ đường mời tứ gia tới đây các nhi tử đều đã trưởng thành mấy nhi tử trong phủ người có tiền đồ nhất chính là cố kiến châu cố kiến châu không chỉ lập công còn đã từng đi tới điện nam để mở mang tầm mắt hắn nhất định phải thương lượng với cố kiến châu thật kỹ mới được quản sự hoang mang đi mời cố kiến châu sau khi làm rõ nguyên nhân và hậu quả cố kiến châu cũng không tán thành vĩnh ninh hầu đi ra ngoài cố kiến châu phân tích giải thích ở cửa có người canh giữ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi ra ngoài người tới truyền tin không biết là thật hay giả nếu là giả phụ thân giờ phút này ra khỏi phủ chỉ sau một khắc liền không biết đi đâu hơn nữa trong hoàng cung chung tan chưa kêu hoàng thượng còn sống phụ thân nghe tần vương truyền tin nếu như hoàng thượng biết thì sẽ nghĩ như thế nào liệu có thể cho rằng hầu phủ đã sớm cấu kết với tần vương hay không đến lúc đó cho dù chúng ta không làm gì thì tội danh cũng đã xác thực. Giờ phút này không đi ra ngoài, nhiều nhất là bị trị một tội danh trái lệnh không tuân theo. Nếu đi ra ngoài, nghĩ đến chỗ tốt là lập công, nhưng nếu như người đang chờ không phải Tần Vương thì sao? Theo cách nhìn của Cố Kiến Châu, Hoàng thượng trời sinh đang nghi, cái này chưa chắc đã không phải là thăm dò. Vốn đã có chuyện của Cố Kiến Phong trước đó, Hầu Phủ đang còn đi trên mũi đao, vẫn nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy Cố Kiến Châu nói có lý, vậy cứ chờ trước đi vĩnh ninh hầu phủ phân phó người gác cổng không được mở cửa người ngoài cửa đợi một lát liền rời đi cũng không biết là trở về hồi bẩm tin tức hay là làm cái gì khiến cho trong lòng vĩnh ninh hầu đổ một trận mồ hôi lạnh trình thì chỉ lắng nghe không nói xen vào mọi người trong phủ đều ở dưới mí mắt nên không cần phải lo lắng người mà bà ấy lo lắng nhất chính là khương đường không biết khương đường ở bên kia thế nào ngoài cửa cố phủ cũng có người gõ cửa quản sự không dám lên tiếng người kia nói Tần Vương phi mời nương tử Cố gia đi qua nói chuyện, tìm người cũng không phải là tìm Cố Kiến Sơn, dù sao mọi người đều biết Cố Kiến Sơn đã trở về Tây Bắc. Lý quản sự còn chưa từng nghe qua danh hào hoàng thân quốc thích, tuy rằng Khương Đường nói ai tới cũng không thể mở cửa, nhưng đây là đại nhân vật, hắn không nói chuyện với người bên ngoài nhưng vẫn đi chính viện bẩm báo việc này. Khương Đường thì ngay cả Tần Vương phi có dáng dấp thế nào cũng không biết, cũng không biết có giao tình từ khi nào mà giao tình lại tốt đến mức để tần vương phi phái người đón nàng đi nói chuyện khương đường nói không cần trả lời cũng đừng có mở cửa chỉ chờ ngoài cửa có động tĩnh của phủ khác đã rồi nói sau nếu như người khác không đi ra ngoài thì chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài tần vương chẳng lẽ tần vương thành công thật rồi hay là nói đây là người của hoàng thượng mà ngay cả cố kiến sơn cũng hoài nghi nếu là người sau thì lý quản sự nói tiểu nhân hiểu rồi chủ tử không lên tiếng hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, chỉ bảo người bên dưới canh cửa cẩn thận, cho dù là ai đến cũng không được trả lời không được mở cửa, canh chừng đến tận giữa trưa, bên ngoài không có một chút động tĩnh nào hết. Lý quản sự thở phào nhẹ nhõm, liền đi vào phòng bếp lớn ăn cơm. Trong phòng bếp lớn có hai đầu bếp, bởi vì Khương Đường ít khi sai người lấy cơm từ phòng bếp lớn nên sư phụ trong phòng bếp lớn quản cơm của bọn nha hoàng gã sai vặt trong phủ. Trong phủ lúc này ít thịt ít rau, sáng nay ăn cháo trắng, bánh bao hấp và dưa muối buổi trưa ăn là cơm trắng xào bắp cải vẫn là lấy bắp cải chiếm đa số đầu bếp cũng không dám nấu quá nhiều món ngon cũng không biết còn phải ở trong phủ thêm mấy ngày nữa vậy nên có thể tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm tuy rằng trước kia nha hoàng gã sai vặt cũng không thể ra khỏi phủ nhưng không đến mức lòng người hoảng sợ như bây giờ một đám người không hẹn mà cùng cúi đầu tinh thần hoảng hốt lý quản sự nói tất cả mọi người xúc tinh thần lên đi lúc này không ai được phép làm chuyện ngu ngốc hết chờ sóng gió qua đi đại nương tử tất sẽ xem chúng ta với một con mắt khác đến lúc đó mọi người sẽ cảm thấy sự nhẫn nại mấy ngày nay chẳng qua chỉ là tôi luyện mà thôi chúng ta không cần lo lắng trời có sập thì vẫn còn có người cao đỡ chúng ta có tướng quân tướng quân ở tây bắc lập được chiến công hiển hách đại nương tử cũng có chủ kiến cho dù như thế nào thì phủ cũng sẽ không xảy ra chuyện cố kiến sơn bảo hộ thái bình ngự triều cũng che chở bọn họ ngay cả vô thường đến cũng phải đi đường vòng bọn họ có cái gì mà phải sợ chứ nói như vậy tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần nên ăn cơm cứ ăn cơm nên làm việc cứ làm việc cũng không thể bởi vì ngoại phủ có việc mà trong phủ sẽ không quét dọn cành hoa sẽ không cắt tỉa mà buổi trưa khương đường ăn canh gà đen rau xanh xào sườn rim tỏi nàng và cố ninh chiêu hai người ăn ba món ăn tối hôm qua cố ninh chiêu khóc cực kỳ dữ dội nhưng hôm nay đã quên hết cả rồi người tuy nhỏ nhưng sức ăn cũng không ít ăn một cái đùi gà lớn một cái cánh gà không ít rau xanh còn thêm hai miếng sườn nữa khương đường không có khẩu vị gì nhưng vẫn ép buộc mình cố gắng ăn nhiều một chút thức ăn còn lại cũng không phân cho bọn nha hoàng vốn thịt đã ít rồi buổi tối còn có thể ăn thêm một bữa có cố ninh chiêu đi cùng khương đường quả thật có thêm một người bạn chỉ là không biết tình hình bên hậu phủ lúc này là như thế nào rồi khương đường cúi đầu nhìn cố ninh chiêu Cố Ninh Chiêu đang gặm sườn. Thằng bé ăn cơm rất nhã nhặn, lúc nhai đồ ăn thì mím môi, hai má phồng lên, nhìn rất ngon miệng. Khương Đường lại gấp cho thằng bé một miếng thịt, "Ăn nhiều một chút, ăn xong Đường Di sẽ làm điểm tâm cho ngươi ăn. Trong phủ không thiếu nhất chính là gạo và mì, các loại gia vị có thể dùng được rất lâu. Mặc dù sữa bò không nhiều lắm nhưng lúc này hương vị thiếu một chút cũng không sao cả. Khương Đường định làm một ít bánh mì điểm tâm, cũng phân chia cho người phía dưới." cũng có thể mang đến một chút hy vọng. Lúc này nơi không thiếu đồ ăn nhất hẳn là trường Ninh Hầu Phủ. Khương Đường nghĩ đến một diện tích lớn như trường Ninh Hầu Phủ mà mỗi tất đất đều trồng rau trồng lương thực. Tuy nói lúc này cũng mới bắt đầu gieo trồng vụ xuân nhưng trong phủ cũng có lều ấm, thức ăn và thịt nhất định là không thiếu. Khương Đường không khỏi có vài phần hâm mộ, nhưng cảnh trí trên dưới cố phủ rất đẹp, mô phỏng lâm viên Giang Nam. Nghe nói lúc xét nhà quốc công phủ đã xét được không ít vàng bạc châu báu, có thể thấy được ở trong đó hao phí bao nhiêu tài lực vật lực vậy nên nếu như đem chỗ này quất đất trọng rau khương đường cũng thật lòng luyến tiếc lại nói loại chuyện này cũng không phải luôn có khương đường chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc ngàn vạn lần đừng có kéo dài lâu nữa nàng không biết có người nào mở cửa đi ra khỏi phủ hay không nếu thực sự đi ra ngoài cái đang chờ đợi sẽ là cái gì thật sự phong quan thêm tước hay là bị coi như là vây cánh của tần vương mà trực tiếp xử tử đương nhiên có người ra khỏi phủ Tư binh của Tần Vương đi gõ cửa hàng gia, hàng văn bách đã sớm chờ sẵn ở đó, vội vàng không ngừng rời khỏi phủ, có người dẫn theo hàng văn bách tiến cung. Trong cung ngoài cung đều đã quét dọn sạch sẽ, căn bản nhìn không ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hàng văn bách vội vàng, hận không thể ngay lúc này mọc cánh bay thẳng tới hoàng cung, chỉ ngại xe ngựa không đủ nhanh, hắn thậm chí còn đốc thúc xa phu chạy nhanh lên. Trên đường không có ai, xa phu liền dơ roi thúc ngựa chạy nhanh hơn một chút. Sa Phu biết một chút nội tình, cái khác hắn chưa từng thấy qua, nhưng người muốn nhanh chóng chạy xuống địa ngục như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến cửa cung, Hàn Văn Bách lập tức xuống xe đi thật nhanh, một đường đến thẳng Cần Chính Điện, cung nhân một đường dẫn tới, đến Cần Chính Điện liền cáo lui. Hàn Văn Bách thấy người canh giữ ở cửa không phải Lý Đức Thuận, tảng đá trong lòng thản nhiên rơi xuống đất, không phải Lý Đức Thuận là đúng rồi, tiểu thái dám mở cửa Cần Chính Điện nụ cười tươi trên mặt hàng văn bách lập tức cứng đờ. Người đang ngồi là An Khánh Đế, đứng ở một bên là Yến Vương, giờ khắc này, còn có cái gì không rõ nữa đây? Hai chân hàng văn bách rung lên, người trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến Yến Vương Điện Hạ, An Khánh Đế nâng mí mắt lên nói, ái khanh thấy trẫm có vẻ giật mình lắm thì phải. Tất nhiên là hàng văn bách nói không dám, chỉ là chuyện này nói không dám cũng đã muộn hắn không cách nào tưởng tượng được ở chỗ này gặp được yến vương cùng an khánh đế có ý nghĩa gì nhưng người truyền tin nói rằng tần vương mời hắn tới nghị sự nhất định không ở chỗ này an khánh đế không vội sai người điều tra chỉ ra lệnh nhốt hàng văn bách vào thiên lao lại chờ gặp người khác người tới đây còn không ít rất nhiều người an khánh đế biết còn có rất nhiều người hắn cũng không biết càng có những người giống như cỏ đầu tường nghĩ đến việc nhặt được công lao cho dù trước kia không có dính vào nhưng nghĩ đến chuyện lập công nên cũng ra cửa đương nhiên còn có rất nhiều người không đi ra không thể chỉ dựa vào chuyện này để phán đoán rốt cuộc có phải là tần vương nhất đảng hay không an khánh đế đem việc này giao cho đại lý tự triệu chân ở bên cạnh hiệp trợ lần lượt tra xét từng người một từng nhà một chờ sau khi bắt hết người rồi lại cho quan viên thế gia kinh thành đi ra cũng không muộn an khánh đế đã viết xong chiếu thư truyền ngôi hắn dự định truyền ngôi cho triệu chân chứ cũng không nghĩ đến việc chờ sau khi mình chết rồi triệu chân mới kế vị ngôi vị hoàng đế này đã làm cho hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần tranh đấu không ngủ không nghỉ thân sinh phụ tử lại tính kế lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau tàn sát lẫn nhau thái giám mới tới thì an khánh đế dùng cũng không thuận tay cho lắm thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới lý đức thuận đầu tiên là bị một mũi tên xuyên qua ngực sau đó bị một đao cắt cổ hắn còn tưởng có lẽ triệu diệu sẽ không làm gì lý đức thuận vốn nên là thời điểm hưởng thọ dưỡng già lại rơi vào kết cục chết không được tử tế an khánh đế không muốn mình cũng như vậy cho dù tra ra được cái gì thì triệu diệu cũng không thể tránh khỏi bị ban chết hoặc bị giam cầm mà ngôn quý phi bội hắn ba mươi mấy năm cũng đã sớm bị ban chết an khánh đế cảm thấy gần đây thân thể không quá thích hợp sợ là thời gian cũng còn không nhiều trên tay dính quá nhiều máu người an khánh đế chỉ muốn việc này nhanh chóng kết thúc sau trận cung biến đêm đó tiền tùng minh cũng được truyền tin gấp rút hồi cung nửa đêm hôm nay mới đến thịnh kinh tuy nhiên đã là ngày thứ tư rồi thiếu khanh đại lý tự ở lại lĩnh nam tiền tùng minh một mình trở về hoàng thượng lệnh cho hắn điều tra kỹ chuyện tần vương mưu phản trong đó liên lụy quá nhiều rắc rối khó gỡ tần vương nhất đảng có không ít lúc thẩm vấn phạm nhân tiền tùng minh nghe có người khai ra tên cố kiến phong sắc mặt khẽ biến lại kéo hàng văn bách lên để thẩm vấn lại hàng văn bách đương nhiên sẽ không khai ra tên nữ nhi đã gả ra ngoài hàng gia trốn được người nào tốt người nấy chỉ cần vĩnh ninh hầu phủ không xảy ra chuyện Hàng gia sẽ có hy vọng đứng lên, Cố Ninh Viễn là cháu ngoại của hắn, hắn chết rồi, người Hàng gia chết rồi, nhưng trên người Cố Ninh Viễn vẫn còn có dòng máu Hàng gia. Thế nhưng, cho dù Hàng Văn Bách chịu hình không nói, người Hàng gia không nói thì trong thư phòng Hàng gia cũng có thư từ qua lại với Hàng thị, huống hồ lại bộ thượng thư cũng bị tống vào lao ngục, Cố Kiến Phong tiến vào lại bộ cũng là một tay hắn thúc đẩy. Cho dù Hàng Văn Bách không nói thì hắn cũng sẽ nói càng nói nhiều càng có thể giảm bớt hành vi phạm tội cho dù mình không có cơ hội sống sót nhưng ai cũng đều muốn vì người trong nhà mà tranh thủ một tia hy vọng tiền tùng minh nói đem một nhà vĩnh ninh hầu phủ mang tới đây cố kiến phong và cố kiến hiên có hiềm nghi nhưng không thể đơn thẩm hai người bọn họ người một nhà đồng khí liên chi tiền tùng minh không tin vĩnh ninh hầu một chút cũng không biết thật sự là càng già càng hồ đồ thủ hạ hỏi có cần phái người đi tới cố gia hay không Tiền Tùng Minh trong rủi trên đường suốt hai ngày, sau khi trở về vẫn chưa nghỉ ngơi, trực tiếp đến đại lý tự phá án. Mỗi ngày ngủ hai canh giờ, hiện tại đầu óc choáng váng, nghe thấy lời này trên mặt còn có một tia hoảng hốt, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nói cố gia tức là cố kiến sơn. Tuy nhiên, trước đó cố kiến sơn đã rời khỏi Vĩnh Ninh Hậu Phủ, chuyện rất ồn ào huyên náo, lại bị xóa tên trong gia phả, việc này mọi người đều biết. Hơn nữa, cố kiến sơn còn ở Tây Bắc, cố gia chỉ có khương đường, bắt nương tử hắn có ích lợi gì? Tiền Tùng Minh nói, không cần, hoàng thượng hạ lệnh cho người đến các nhà gõ cửa, cổ gia cũng không có người trả lời, cửa ải này coi như đã qua. Tây Bắc trọng thần, làm sao có thể làm rét lạnh tấm lòng đại thần đây? Thuộc hạ nói vâng, liền phụng mệnh đi Vĩnh Ninh hầu phủ bắt người. Đêm mùng 9 tháng 3 xảy ra cung biến, hôm nay là ngày 13, đã là ngày thứ tư rồi. Vĩnh Ninh Hầu từ lúc ban đầu còn thấy khẩn trương, đến bây giờ đã hơi thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài có động tĩnh, không biết là phủ nào xảy ra chuyện. Trình thì bận rộn hơn Vĩnh Ninh hầu nhiều, mọi người đều bị vây ở trong phủ, bà ấy còn phải cùng lục cẩm giao quản gia. Việc ăn uống của mấy trăm người trong phủ đều phải quản, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, thịt và rau trong phủ đã ăn hết, chỉ còn lại một ít hàng khô, chỉ có thể ăn tạm vậy. Vĩnh Ninh Hầu sau khi tâm tình buông lỏng mới chú ý tới đồ ăn trên bàn không bằng trước kia. Trước kia buổi sáng đều là mấy món ăn, vài món điểm tâm, Hôm nay chỉ có cháo cùng bánh hành, một chút thịt cũng không có, sao lại chỉ có mấy thứ này?" Trình thị lạnh lùng nói, Hầu gia cũng không nhìn xem đã qua mấy ngày rồi, chẳng lẽ thịt và thức ăn không cần quản sự đi ra ngoài mua mà vẫn có? Cho dù thôn trang không bị phong tỏa, nhưng thịnh kinh đã bị phong rồi, ngoài thành ai có thể tiến vào cho được?" Vĩnh Ninh Hầu nhíu mày nói, "Được rồi, chút chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận làm gì, chờ qua mấy ngày nữa có thể đi ra ngoài là tốt rồi." Trong lòng Trình thị thở dài, ai biết có thể đi ra ngoài được hay không mau ăn đi có khi đến ngày mai ngay cả những thứ này cũng không có mà ăn đâu mấy viện tử khác trong phủ cũng lâm vào tình trạng tương tự đây là bởi vì hầu phủ nhiều người các quản sự lúc mua sắm muốn có thêm chút đỉnh nên mua số lượng nhiều hơn một chút các viện cũng có phòng bếp nhỏ của riêng mình nhưng lúc này tiết trời ấm áp không thể bảo quản đồ ăn lâu được mấy ngày nay cũng ăn hết rồi mọi người đều không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy Rốt cuộc tình huống bên ngoài là như thế nào cũng không ai biết, thẳng đến khi cửa lớn hầu phủ lại bị gõ lần nữa. Không đợi người bên trong trả lời, quan sai bên ngoài liền nói, đại lý tự phá án, hai chân quản sự thiếu chút nữa đứng không vững, người đại lý tự ai dám ngăn cản. Hắn nhanh chóng đi tới chính viện gặp Vĩnh Ninh Hầu, trong lòng Vĩnh Ninh Hầu lập tức khẩn trương. Hắn cho là không có việc gì rồi, nhìn chung quy việc nên tới vẫn tới, hiệu suất phá án của đại lý tự rất cao, chỉ một lúc sau toàn bộ mọi người không kể già trẻ trong phủ đã tập trung lại một chỗ, nam nữ tách riêng, cứ lần lượt 10 người rồi lại 10 người bị dẫn ra ngoài. Hạ nhân của hầu phủ nhiều nhưng cấp trên hạ lệnh dẫn đi toàn bộ, đám người Vĩnh Ninh hầu bị giam giữ riêng, số hạ nhân còn lại gần như không cần thẩm vấn, cứ nhốt cùng một chỗ, cũng sẽ không chiếm quá nhiều phòng giam. Lục cẩm giao cùng tam phòng đứng cùng một chỗ, hàng thị là được tư hạ đỡ ra ngoài, vừa đi ra, mọi người đồng loạt sửng sốt. Lục Cẩm Dao đã lâu chưa gặp lại Hàng thị, cũng phải đến 5 tháng rồi, Hàn thị cũng thay đổi quá nhiều, nàng cũng sắp không nhận ra. Toàn thân Hàn thị gầy đi không ít, xương gò má trên mặt nhô cao, thế mà lại đến mức ngay cả đi đường cũng cần phải có người đỡ. Lục Cẩm Giao không muốn đến lúc này để cho người ta xem chuyện cười của hầu phủ. Nàng thì thầm mấy câu với Vân thị rồi hai người đi qua đỡ Hàng thị, mà Nghiên tỷ nhi cũng cùng hai tiểu nương tử đại phòng đứng cùng với nhau, người lớn sẽ biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tiểu hài tử nào có biết sẽ phải đi đâu nhiều người như vậy lại có quan sai mang theo đao ai nấy đều vẻ mặt kinh hoảng đều đứng bên chân người lớn không đứa nào dám lộn xộn ngược lại thứ tử cố ninh duệ của cố kiến thủy lại sợ tới mức khóc toáng lên bị ngô tiểu nương che miệng ông vào trong ngực lục cẩm dao dáng vào lỗ tai hàng thì nhẹ giọng nói đại tẩu chuyện liên quan đến toàn phủ ngươi cũng phải cẩn thận một chút đại lý tự không thể so được với trong nhà ngươi phải thật trân trọng mới đúng với cái bộ dáng này của hàng thị, chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra hầu phủ có lẽ đã biết trước cái gì, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, quan trọng nhất là, hàng thị tuyệt đối không thể chết ở đại lý tự, hàng thị gật đầu, thanh âm khô khốc, ta hiểu, quan sai điểm qua nhân số một lượt, cũng không thấy cố ninh viễn, cố ninh chiêu cùng cố ninh thịnh ở đâu, liền đi hỏi vĩnh ninh hầu, vĩnh ninh hầu nói, cố ninh viễn đang ở tùng sơn thư viện đọc sách, hai tiểu hài tử bởi vì lão nhân ở quê nhà nhớ nhung nên đưa qua đó ở một thời gian quan sai dẫn đầu không tin nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể áp giải mọi người hầu phủ đến đại lý tự trước trên đường người đi không nhiều lắm từ sau khi xảy ra chuyện dân chúng liền đóng cửa không ra cũng không có người làm ăn nữa đều đang chờ sóng gió qua đi chuyện hoàng gia phải ít quan tâm càng tốt tránh cho đao kiếm không có mắt mà đánh mất mạng nhỏ của mình đi tới đại lý tự đương nhiên là ngồi xe tù Tuy rằng lục cẩm Giao đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy, nhưng loại trải nghiệm này đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Tuy nhiên sau khi bước lên cũng có thể thản nhiên đối mặt. Trong lòng vân thì khẩn trương, nàng ấy lo lắng nhất chính là ấu tử, hiện tại chỉ cảm thấy may mắn, may mắn lúc trước đã đem thịnh ca nhi đi. Nàng ấy giấu rất kỹ, ngay cả nha hoàng cũng không biết cố ninh thịnh đi đâu. Lộ trúc cùng hoài hề ngược lại là biết, nhưng cũng sẽ không nói. Một đám nha hoàng chen chúc ở một chỗ, sợ hãi nhìn bốn phía, cũng không biết chờ đợi các nàng là cái gì. Mà hàng thị thì, thì sốc mí mắt nhìn ra bên ngoài. Mấy tháng không ra ngoài, gió bên ngoài đều tươi mát, hàng thị biết mình là tội nhân của hầu phủ, lúc này khẳng định không thể tránh khỏi xiềng xích tai ương. Mà sắc mặt trịnh thị cũng không tốt lắm. Một cáo mệnh phu nhân, lại sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, bây giờ phải ngồi xe tù đi cả một đoạn đường dài như vậy, đổi lại là người nào thì cũng sẽ không thể dễ chịu được. Buổi sáng Trịnh thị còn nói có khi sau mấy ngày ngay cả cháo trắng cùng bánh hành cũng không ăn được, thật sự là một câu thành sấm. Đến đại lý tự, đám người Trịnh thị đã bị phân ra giam giữ riêng, mà nha hoàng gã sai vặt trong phủ bị giam ở cùng một chỗ. Tuy nhiên bởi vì số lượng người không ít, chiếm cả 10 gian phòng giam. Trong phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ, một tấm ván giường rơm rạ trải phía trên, thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ, chỉ là không biết đã có bao nhiêu người ngủ ở trên đó rồi. Không ai muốn ngồi trên giường chỉ có hàng thị đứng không vững phải ngồi dựa vào tường bởi vì sức khỏe hàng thị không tốt đại lý tự cho phép lục cẩm dao đi vào chăm sóc mà phòng giam cách vách là trịnh thị tiếp theo đó nữa là hứa thị sau cùng mới là vân thị cùng mấy hài tử đám người vĩnh ninh hầu bị nhốt ở một chỗ khác trong phòng giam âm u cố kiến phong cúi đầu ngồi trên giường trước đó phụ thân đã nói với hắn nếu thật sự trốn không thoát thì cứ nói thật trực tiếp nhận tội làm cái gì thì nói cái đó Cố Kiến Phong biết không thể liên lụy đến hầu phủ, hắn biết phải làm như thế nào, cũng sẽ nói chỉ có hắn và hàng thị biết chuyện, những người còn lại không biết cái gì hết. Mọi người không bị nhốt chung trong cùng một phòng giam, lại có giám ngục quan sát nên không thể nói chuyện với nhau được. Đợi đến giữa trưa, giám ngục đưa cơm đến, một người một cái màn thầu một để bắp cải xào, ngay cả chút thịt mỡ cũng không có. Tuy nhiên, người cố gia cũng biết nặng nhẹ, không ai dám oán giận, lục cẩm giao nhận phần cơm của hai người, đại tẩu, ăn đi, hàng thì gật đầu, mặc dù khó có thể nuốt xuống nhưng vẫn miễn cưỡng ăn. Buổi chiều, người cố gia ở trong phòng giam vẫn chưa thấy có người bị dẫn đi tra hỏi. Chẳng qua cách đó không xa truyền đến âm thanh của các phòng giam khác, có lẽ là phụ khác bị mang vào đại lý tự. Một đám người náo loạn ầm ĩ, bị giám ngục mắng mấy câu, đã vào nhà lao rồi mà còn coi mình là người cao quý nữa à? Trong lúc nhất thời, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần nặng nề. Lục Cẩm Dao cảm thấy chỗ Khương Đường hẳn là không có việc gì. Bên chỗ Bình Dương Hầu phủ nàng cũng đã dặn dò qua, chỉ cần không mạo hiểm mở cửa thì sẽ không có việc gì, hiện tại chỉ chờ người đại lý tự thẩm tra phạm nhân, lại ra phán quyết, cũng không biết còn có thể bình an trở về hay không. Đã hơn 10 ngày nàng không được gặp Cố Ninh Chiêu rồi, cũng không biết hài tử này có nhớ nàng không nữa. Người Cố gia vẫn coi như bình tĩnh, mấy phòng giam gần đó lại âm ỉ náo loạn, chẳng hề yên tĩnh một chút nào hàng thị ngồi trên ván giường đầu dựa vào tường gạch trong phòng giam âm u lạnh lẽo nàng ta còn mang bệnh trong người ở chỗ này thân thể cũng không dễ dịu chẳng qua đây đều là do nàng ta gieo gió gặt bão mà thôi lại qua một lát hàng thị thấy giám mục dẫn cố ninh viễn tiến vào trong lòng căng thẳng nhưng nàng ta vẫn nhìn không kêu ra tiếng cố ninh viễn nhìn thấy hàng thị quay đầu gọi một tiếng mẫu thân hàng thị vịn tường đứng lên nhưng khi đi tới trước cửa phòng giam thì cố ninh viễn đã bị mang đi rồi thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía nàng ta dám mục đưa tay đẩy cố ninh viễn giọng điệu ác liệt đi nhanh lên đừng lề mề nữa cố ninh viễn lảo đảo một cái lại không thể không quay đầu lại hàng thị nhìn thấy mà trong lòng cũng nóng nảy bàn tay nắm chặt song sắt phòng giam trong lòng cảm thấy chịu không nổi nhưng người đã không thấy đâu hàng thị chỉ có thể quay trở lại hàng thị có thể đi tới là bởi vì nhớ nhi tử một hơi đi thẳng tới nhưng lúc trở về bị vấp ngã ngay lúc nàng ta sắp ngã chuối xuống, một cánh tay túng lấy cánh tay nàng ta, trong phòng giam này chỉ có nàng ta và lục cẩm dao. Hàng thị ngẩng đầu lên, chỉ thấy lục cẩm dao thần sắc lạnh như băng, tuy rằng đưa tay đỡ nàng ta nhưng trong mắt một chút nhiệt độ cũng không có, lục cẩm dao đỡ hàng thị lên tấm ván giường. Vừa mới buông cánh tay hàng thị ra, đã bị nàng ta nắm tay lại, chẳng qua sức lực hàng thị rất nhỏ nên lục cẩm dao dễ dàng tránh thoát, hàng thị lẩm bẩm nói, là ta đã làm liên lụy tới mọi người rồi, bây giờ nói những lời này đã quá muộn." Lục Cẩm Dao không nói gì, đi sang một bên đứng đó. Đứng được một lúc thì đứng không vững nữa, ngồi sổng ở một bên. Đến ngày 14 tháng 3, Lý quản sự ra xem ở cửa, thấy bên ngoài không còn ai canh giữ nữa rồi, hắn báo chuyện này cho Khương Đường, Khương Đường bảo người dẫm lên ghế nhoài người ra phía ngoài tường viện nhìn một chút, xác nhận bên ngoài có người đi đường mới đi ra mở cửa phủ nha hoàng gã sai vặt trong phủ mặc dù còn chưa thể ra khỏi phủ nhưng tâm tình cũng đã hớn hở hơn nhiều khương đường dặn dò ngưng châu ngưng duyệt trong coi cố ninh chiêu cố ninh thịnh chính mình mang theo hai nha hoàng ra khỏi phủ trước tiên đi cẩm đường cư nhờ chưởng quỷ cẩm đường cư đi tới vĩnh ninh hầu phủ xem một chút ba khắc sau chưởng quỷ lau mồ hôi trở về vẻ mặt gấp gáp tiểu chủ nhân cánh cửa hầu phủ bị dáng niêm phong rồi trước cửa còn có quan binh canh giữ nữa tiểu nhân chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa rồi mới quay về. Khương đường miếm môi nói, hôm nay vẫn làm ăn như bình thường, có chuyện gì không giải quyết được thì đi tới cố phủ tìm ta, những chuyện khác chờ lục tỷ tỷ trở về rồi nói sau. Nàng phải nghĩ cách hỏi thăm xem thử người đi đâu, hoặc là hình bộ, hoặc là đại lý tự, không thể ở đâu khác ngoài hai chỗ này. Lục cẩm giao không có ở đây, người Khương đường nghĩ đến chỉ có thể là An Dương quận chúa. Khương đường viết một tấm thiệp mời gửi tới An Dương, mời nàng ấy đến cẩm đường cư uống trà. Buổi chiều, An Dương liền ngồi xe ngựa đến cẩm đường cư, lúc này không có nhiều người đi ra đi vào, chỉ có lác đác vài người đến mua điểm tâm. Việc buôn bán hết sức quạng cu ẻ, mà Nhã Giang trên lầu lại càng không có lấy một bóng người, An Dương đi theo khương đường đến Nhã Giang lầu 2, vừa đóng cửa lại, câu đầu tiên mà An Dương nói chính là, chuyện Vĩnh Ninh hầu phủ ngươi đừng quản, mà cũng không quản được đâu. An Dương biết Khương Đường tìm nàng ấy tới đây là vì chuyện gì. Người của An Vương phủ phải tới ngày mùng 10 mới có thể ra khỏi phủ, tuy rằng An Vương tuổi đã lớn nhưng ở trong triều lại có thực quyền. Triệu Diệu Mưu phản, người đang còn bị giam ở Đại Lý Tự, càng có rất nhiều đại thần xảy ra chuyện, An Vương bất đắc dĩ đành phải đứng ra gánh vác, chẳng qua phố xá trên đường vẫn còn bị phong tỏa, An Dương đi ra cũng là đi dạo, căn bản không có việc gì để làm, An Dương cũng nằm ở nhà mấy ngày. Tuy nhiên nạn ấy cũng để cho gã sai vặt trong phủ hỏi thăm xem rốt cuộc là nhà ai xảy ra chuyện, người có giao tình với nạn ấy chỉ có một mình lục cẩm giao. Toàn bộ người trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ đều bị mang đi, trong phủ cũng bị gián niêm phong, lần này cũng không phải là chuyện nhỏ vặt vảnh nữa. Vĩnh Ninh Hầu Phủ bị niêm phong là chuyện mà An Dương không hề nghĩ tới, lúc này bị niêm phong có nghĩa là có cấu kết với Tần Vương. Đại lý tự bắt người, chưa bao giờ bắt nhầm an dương cũng khó chịu khi thấy lục cẩm giao xảy ra chuyện nhưng giao tình cũng chỉ là giao tình nàng ấy tuy là một vị quận chúa tôn quý nhưng cũng không tôn quý đến mức có thể cầu tình cho tội thần hơn nữa ngoại trừ thân nhân ai lại nguyện ý vì chuyện này mà chạy qua chạy lại bởi vì việc này mà chuyện đính thân của an dương cũng bị lui về phía sau cho nên nàng ấy khuyên khương đường đừng nhảy vào trong hố lửa học thông minh một chút trốn đi thật xa nếu cố kiến sơn đã rời khỏi hầu phủ vậy chứng minh ông trời cũng muốn cho khương đường cách xa chuyện này một chút nghe ông trời luôn không sai khương đường biết ẩn tình cũng biết người của hầu phủ bước qua một bước kia chỉ có cố kiến phong nhưng không thể nói với an dương được khương đường nói quận chúa ta không có ý định quản cũng biết không phải là chuyện mà ta có thể nhúng tay vào nhưng dù sao cũng phải biết được lục tỷ tỷ đang bị nhốt ở đâu ta không hề nói một lời cầu tình nào cả nhưng ít nhất cũng là để ta mang đến cho nàng ấy vài thứ an dương bất đắc dĩ thở dài tặng đồ quả thật là cũng được nhưng trước kia cũng không có ai đưa đồ qua đó cả dù sao vừa bị dính vào liền dính cả một nhà cho dù đã phân gia rồi cũng dễ dàng bị liên lụy thần thích xa một chút cũng hận không thể trốn đi tình huống này của khương đường lại là đặc thù nàng ở bên ngoài trong lòng nhớ thương cũng là hợp tình hợp lý an dương người ở đại lý tự nhưng có thể đi vào thăm được hay không thì ta không thể nói trước được tiền đại nhân mới có quyền quyết định đại lý tự khanh tiền tùng minh đã từng ăn cơm ở tiệm lẩu khương đường còn đi tham dự lễ cập kê của khương đường dựa theo giao tình trước kia mà nói đi tặng đồ hẳn là có thể được nhưng giao tình có được cũng không dễ dàng an dương cảm thấy dùng ở trên mặt này không đáng dùng cũng không hẳn là giao tình khương đường có công với điền nam hẳn là nàng dùng công lao đó an dương thở dài nói cũng chỉ là cho phép ngươi tặng đồ một lần thôi nhưng tuyệt đối đừng nói là bởi vì cố kiến sơn muốn nói thì chỉ có thể nói là bởi vì lục tỷ tỷ thật vất vả mới cắt đứt sạch sẽ ngàn vạn lần đừng lại bị cuốn vào cũng may còn có tầng quan hệ này của lục cẩm giao quan hệ giữa khương đường và lục cẩm giao rất tốt chỉ xin tặng đồ cho lục cẩm giao cái này còn có thể nói được khương đường thật lòng nói lời cảm ơn lại mang cho an dương rất nhiều điểm tâm sau khi tiễn người đi liền trực tiếp đi tới tiệm lẩu lúc này người tìm tiền tùng minh hẳn là không ít nếu nàng đi tiền phủ không bị đuổi ra cũng là vạn hành lắm rồi, trực tiếp đi đại lý tự càng không thể được, Khương Đường muốn đi tới tiệm lẩu xem một chút, nếu không đợi được người tới thì lại nghĩ biện pháp khác. Trong đại sảnh tiệm lẩu chỉ có hai bàn có khách, bốn nhân viên chạy bàn không có việc gì để làm, liền đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện. Trần trưởng quỷ nhàn rỗi không có việc gì đứng ở đằng kia bày bàn tính, hai mắt vô thần, hiển nhiên tâm tư không ở chỗ này, ngay cả khi Khương Đường tới đây cũng không hề hay biết có một nhân viên chạy bàn tinh mắt nhìn thấy gọi một tiếng chủ nhân trần chưởng quỷ mới phục hồi tinh thần lại cười cười với khương đường chủ nhân mới tới à khương đường nói đi vào bên trong nói chuyện trần chưởng quỷ vội vàng đi theo sáng nay trần chưởng quỷ nhận được tin tức người canh giữ trước cửa các phủ đã rút lui có phủ vẫn còn bị niêm phong nhưng cố gia vẫn còn tốt cho nên mặc dù buổi sáng khương đường không tới nhưng trần chưởng quỷ cũng không quá lo lắng chỉ là việc làm ăn bị dừng lại năm ngày trưa nay chỉ có một bạn có khách đến ăn buổi tối tốt hơn một chút có hai bạn một ngày trôi qua buôn bán còn chưa đủ một lượng bạc không tính đến tiền vốn thì cũng không đủ để trả tiền công của đám người này trần trưởng quỷ mở miệng đem những chuyện này thành thật bẩm báo khương đường nghe xong gật đầu cho dù ít khách cũng phải mở cửa những nơi khác đều đóng cửa không buôn bán chỉ có tiệm lẩu mở cửa thì mới có thể chờ người mà nàng cần gặp tới đây khương đường trực tiếp đi tới tiền phủ cũng không tiện mà tiền tùng minh giờ phút này lại đang ở đại lý tự, chỉ có thể chờ. Ngày ngày phá án, nhất định sẽ có lúc cực kỳ mệt mỏi, lúc trở về bụng đói dạ dày rỗng tuyết, cho dù là lẩu trạng nguyên hay là một món lẩu khác cũng đều không tồi. Tuy nhiên cũng chưa chắc tiền tùng minh lúc này đã ra ngoài ăn, chỉ có thể chờ xem có được hay không. Trần trưởng quỷ thầm nghĩ, lúc này mà còn mở cửa làm ăn thì có khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu, còn không bằng đóng cửa hàng. Nhưng mà Khương Đường là chủ nhân còn hắn chỉ là trưởng quỷ, đương nhiên phải nghe khương đường qua thêm hai khắc đồng hồ hai bàn trong đại sảnh cũng ăn xong người giúp việc tiến vào thu dọn bàn sạch sẽ mấy nhân viên chạy bàn không có việc gì làm dựa vào khung cửa xem có khách hay không tuy nhiên hai bàn kia là hai bàn cuối cùng thẳng đến tận giờ tí khương đường cũng không thấy có người nào tới ăn cơm nữa thật sự muộn quá rồi nàng còn phải quay về khương đường nói dọn dẹp một chút rồi đóng cửa đi thời gian này vất vả mọi người rồi chờ sóng gió qua đi rồi ta sẽ phát bao lì xì cho mọi người. Trần trưởng quỷ vội nói không cần, lo lắng sợ hãi thì có, còn vất vả thì cũng không đến mức đó, thời gian này đều ở trong nhà mình, lại không cần làm việc. Hôm nay mở cửa buôn bán cũng không có khách nhân gì, liền nhàn rỗi suốt cả một ngày, thế mà vẫn được nhận tiền công, như thế này đã là tốt hơn rất nhiều so với mấy cái khác rồi, lại nói tiếp. Tuy rằng dân chúng vẫn luôn thích nói chút chuyện về hoàng thất khi trà dư tử hậu, nhưng loại thời điểm này mọi người đều ngầm miệng không nói, ngay cả cửa cũng không dám ra. Trần trưởng quỷ lại nói, đã được chủ nhân cất nhắc, có cái gì vất vả đâu chứ, đều là công việc chúng ta phải làm. Khương Đường cười cười, lại nói thêm mấy câu, lúc này mới ngồi xe ngựa hồi phủ. Xuân Đại ngồi đánh xe ở phía trước, từ chỗ này ngồi xe ngựa quay trở về phủ còn chưa tới một khắc. Mấy ngày đó hắn ở thôn trang, hôm nay mới trở về, hầu phủ xảy ra chuyện, trong lòng hắn khó chịu đến lợi hại xuân đài từ nhỏ đã lớn lên ở hầu phủ hầu phủ cũng có không ít gã sai vặt có quan hệ tốt với hắn lúc này xảy ra chuyện toàn bộ đều vào đại lao nếu hầu phủ rơi vào tình huống không tốt những gã sai vặt nha hoàng kia cũng sẽ không tốt sẽ không tránh khỏi bị bán một lần nữa đến lúc đó chuyển đi chỗ nào làm việc cũng không biết mà nha hoàng có bộ dáng đẹp một chút thì ngay cả đường sống cũng không còn xuân đài miếng môi đánh xe nghe thấy người trong xe gọi tên hắn một tiếng khương đường xuân đài chuyện của hầu phủ khoan đừng nói với tướng quân xuân đài tiểu nhân biết rồi bên này xảy ra chuyện cố kiến sơn ở tây bắc lại không trở về được nói ra cũng là làm cho hắn không yên lòng hắn không trở về được cũng không thể giúp được chuyện gì nếu trong lòng nóng vội không chiếu mà lại hồi kinh hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi xuân đài biết nặng nhẹ sẽ không làm cho khương đường thêm phiền khương đường nói chuyện trong phủ ngươi phải để tâm nhiều mấy ngày nay ta phải ở trong tiệm lẩu tiền tùng minh một ngày không đến nàng còn phải đợi thêm một ngày cố ninh chiêu tuổi còn nhỏ nhưng hiểu được không ít thấy nàng vẫn không trở về khương đường sợ ngưng châu ngưng duyệt không dỗ được thằng bé người trong phủ cũng phải quản cho kỹ ngàn vạn lần không thể đem chuyện cố ninh chiêu đang ở chỗ nàng nói ra xuân đài cắn răng dạ một tiếng hắn nắm chặt xe ngựa trên mặt có một tia quyết tuyệt đại nương tử nếu thật sự không thành thì cũng đừng quản nữa có hầu gia ở đây hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì Khương Đường tự biết chừng mực, nhiều thì nàng cũng không giúp được. Ngay cả nàng là một người biết trước kết cục cũng không thể làm gì được. Vĩnh Ninh hầu có thể làm được cái gì đây? Lúc này, nàng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là liền một nhà, cái gì gọi là đồng khí liên chi. Rõ ràng lục cẩm giao không hề làm cái gì cả nhưng cũng bị liên lụy vào tù. Trời xuôi đất khiến, kết cục này chậm rãi trùng hợp với kết cục trong sách. Cố Kiến Sơn không có việc gì, mọi người hầu phủ vào ngục, nàng vốn nên chết ở thôn trang lại may mắn trốn thoát biết trước kết cục thì như thế nào chứ, vẫn phải lo lắng có biến số xuất hiện. Khương Đường chỉ mong kết cục giống như trong sách, cho dù hầu phủ yên lặng một thời gian nhưng người không có việc gì là tốt rồi. Trong sách vẫn chưa viết bọn hạ nhân hầu phủ thì như thế nào, cho dù viết thì hiện tại Khương Đường cũng không thể nhớ rõ. Nàng cũng lo lắng cho các nàng lộ trúc hoài hề. Khương Đường nói, ừ, về phủ trước đi, đã gần nửa đêm. Khương Đường vội vàng trở về liền lập tức trở về chính viện. Nàng cho rằng Cố Ninh Chiêu đã ngủ, nhưng lại thấy thằng bé cố gắng ngồi ở bên giường đầu gật gà gật gù bướng bỉnh chờ nàng trở về khương đường cố gắng nở nụ cười bảo ngưng châu đi xuống trước rồi dịu dàng nói tại sao chiêu ca nhi còn chưa đi ngủ hai mí mắt trên dưới của cố ninh chiêu đánh nhau ta chờ đường di về đã rồi mới ngủ khương đường ông tiểu hài tử vào trong ngực chỉ dỗ dành một lúc là cố ninh chiêu đã ngủ thiếp đi nhìn gương mặt ngủ say yên tĩnh của thằng bé khương đường thở phào nhẹ nhõm không tiếng động nói với cố ninh chiêu nhất định mẫu thân ngươi sẽ không có việc gì, còn có cố kiến châu nữa. Trên người cố kiến châu cũng có công lao không nhỏ, khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khương đường bảo ngưng châu tiến vào trong coi hài tử, còn mình thì thu dọn đồ đạc một chút. Nếu có thể thuận lợi gặp được tiền tùng minh thì nàng sẽ nghĩ biện pháp đi đại lý từ một chuyến, mang qua cho lục cẩm giao. Trong ngục không thể so với hầu phủ, nhất định là trong đó không có gì cả. Khương đường chuẩn bị một ít thuốc, dán tờ giấy viết tác dụng lên trên ở trong phòng giam không tiện thay y phục, liền mang theo hai cái áo choàng, đồ ăn thì mang theo chút thịt khô cùng với điểm tâm, sáng mai lại làm thêm chút bánh. Sau khi thu dọn gần xong hết thì Khương Đường mới rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ, ngày hôm sau lại dậy sớm, hôm nay là ngày 16, người của Hầu Phủ đã bị giam giữ hai ngày, buổi trưa tiệm lẩu vẫn buôn bán ế ẩm, chỉ có hai bạn có khách ăn, Khương Đường vẫn không đợi được người khách mà nàng muốn gặp, trong lòng nghĩ nếu buổi tối còn không gặp được người thì nàng chỉ có thể viết bái thiếp đến thăm hỏi trần trưởng quỷ thấy việc làm ăn như thế này còn có chút lo lắng hắn bảo nhân viên chạy bàn đứng canh giữ ở quầy còn mình đi ra ngoài dạo một vòng lúc này là giữa tháng ba thế mà trên đường vắng vẻ giống như tháng mùa đông vậy mấy cửa hàng trên đường hầu như đều đã đóng cửa những cửa hàng buôn bán tấp nập trước kia cũng không ngoại lệ chỉ có mấy cửa hàng tạp hóa tiệm vải mở ra có mấy người đi mua đồ trần trưởng quỷ đi hai vòng liền trở về. Lúc về đến cửa trời cũng đã tối sầm lại, bên ngoài gió thổi mát rượi, một vần trăng tròn treo ở chân trời, ngẩng đầu nhìn lại vừa lớn vừa tròn, đều nói trăng tròn đại biểu cho đoàn viên đoàn tụ, nhưng không biết có bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Trần trưởng quỷ chỉ cảm thán vài câu trong lòng, cũng không dám nói với người khác. Nhìn xung quanh không có người, hắn liền vội vàng trở về cửa hàng, buổi tối khách vẫn không nhiều lắm, đến giờ tuất sẽ không có ai nữa mọi người không có việc gì làm khương đường cũng không cho đi ai cũng không thể đi được mọi người ngồi cùng một chỗ nhàn rỗi chỉ thiếu nước phát cho mỗi người một gói hạt dưa khương đường chờ cũng sốt ruột thỉnh thoảng đi ra nhìn một cái nhưng vẫn không thấy một bóng người nàng thở dài suy nghĩ ngày mai phải đi tiền phủ như thế nào mới có vẻ không mạo mùi không mang mục đích tới mà có lẽ ngay cả cửa nàng cũng không bước vào được nếu như cửa tiền phủ mở ra mấy ngày nay có khi cánh cửa cũng bị đạp gãy luôn rồi qua giờ hợi khương đường chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về liền thấy nhân viện chạy bạn chạy vào sau bếp nói có khách đến muốn một phần lẩu trạng nguyên khương đường có chút đứng ngồi không yên muốn đi xem có phải tiền tùng minh hay không nhưng lại kiên trì nàng phân phó nói cho khách nhân một ấm trà nóng phân lượng thức ăn nhiều hơn một chút nếu khách nhân có hỏi thì cứ nói hôm nay làm ăn không tốt thức ăn thừa nhiều nhân viên chạy bàn nghe phân phó xong lại đi vào phòng bếp truyền lời. Qua một khắc đồng hồ mới bưng thức ăn cùng cơm ra ngoài, lẩu trạng nguyên bốc hơi nóng hầm hập, phía trên rắc vòng ớt đỏ, đậu phụ màu tương trải trên miếng, ngửi thấy mùi vị vô cùng hấp dẫn. Mặc dù chỉ gọi một phần lẩu trạng nguyên tám văn tiền nhưng vẫn bày biện đàng hoàng, lúc mang thức ăn lên cũng rất khách khí, khách quan, đồ ăn của ngài. Tiền Tùng Minh đang cực kỳ đói bụng nhưng hắn không vội vàng động đũa. Hắn cũng không phải chưa từng ăn ở chỗ này, cũng biết một phần thức ăn có bao nhiêu phân lượng, huống hồ hắn không gọi trà. "Trà này không phải của ta." Nhân viên chạy bàn nói, "Ban đêm trời lạnh nên chúng ta tặng ngài ấm trà. Hôm nay tiệm chúng ta buôn bán không tốt lắm, thức ăn còn lại rất nhiều, vậy nên làm cho ngài nhiều một chút." Tiên Tùng Minh tạm thời tiếp nhận lời giải thích này, hắn thật sự quá đói bụng, ruột đã sớm réo vang. Hắn trộn miếng với đậu phụ xong rồi gấp một đũa lớn cho vào cơm sau khi trộn đều với cơm trắng rồi thổi phù mấy cái ăn một miếng lớn vẫn là hương vị kia ăn cũng thật đã sau khi ăn mạnh hai miếng lấp đầy bụng tiền tùng minh mới ăn chậm lại để nhấm nháp mỹ vị đại lý tự nhiều việc mỗi ngày hắn chỉ ngủ có hai canh giờ hai ngày nay người đã sắp không chịu nổi rồi gia quyến trong phủ hắn đã dặn dò đóng cửa không ra bởi vì người tới đưa bái thiếp quá nhiều tất cả mọi người đều muốn tìm quan hệ từ chỗ của hắn để cứu người càng là mang theo những thứ bảo vật mà hắn cả đời này chưa từng thấy qua đương nhiên tiền tùng minh cũng động tâm hắn chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy nhưng tiền tùng minh cũng không phải mới làm quan ngày đầu tiên hắn biết điểm mấu chốt ở đâu miệng này một khi đã mở ra thì chính là vô số người đi đến nhà hắn mất chức quan mất việc là chuyện nhỏ mất đầu mới là chuyện lớn tiền tùng minh nghĩ thay vì về nhà ăn cơm còn không bằng ăn ở bên ngoài nhưng các cửa hàng trên đường đều đóng cửa chỉ có tiệm lẩu còn mở, hắn liền đi vào, dự định ăn xong lại trở về. Ăn được một nửa, tiền tùng minh phát hiện đối diện có một người đang ngồi. Hắn ngẩng đầu nhìn, là Khương Đường, nhìn bộ dáng này, cũng không phải là tới đây nói chuyện phím, ngược lại giống như là đang cố ý chờ hắn, nhớ tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ, trong lòng tiền tùng minh hiểu rõ, hắn đặt đũa xuống, vẻ mặt thỏa mãn khi ăn no lửng dạ cũng biến mất, hắn không đợi Khương Đường mở miệng đã nói trước, cố nương tử, chuyện ngươi muốn nói ta không giúp được đâu, quốc có quốc pháp, ấn tội luận xử, ai cũng trốn không thoát. Nếu muốn cầu tình cho Vĩnh Ninh hậu phủ thì cũng quên đi, tiền tùng minh định lấy tiền ra tính tiền, Khương Đường vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm rồi, cũng không phải là ta muốn cầu tình, ta chỉ muốn gửi chút đồ cho tỷ tỷ ta. Trần trưởng quỷ đã sớm đóng cửa hàng lại, nhân viên chạy bàn đứng ở phía sau, Khương Đường khẽ nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia có vài phần lạnh lẽo, lúc trước cố tướng quân vì ta mà đi cầu Vĩnh Ninh Hầu, cầu thế nào cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ mới đoạn tuyệt quan hệ, ta ăn no rửng mỡ mới đi cầu tình cho bọn họ đấy. Tiền Tùng Minh thấy thần sắc trên mặt Khương Đường không giống giả dối, nhưng cũng không vội vàng đáp ứng, thần sắc Khương Đường hơi dịu đi một chút, nhưng lục tỷ tỷ thì khác, nàng ấy đã giúp ta rất nhiều, cho nên ta muốn gửi cho nàng ấy một ít đồ. Mặc kệ hình phạt là cái gì, nên nhận tội thì cứ nhận tội nếu như ta có thể đi vào thăm một lần thì cũng sẽ khuyên nàng ấy biết gì nói nấy ta sẽ không để cho đại nhân khó xử chỉ đưa chút y phục với đồ ăn thôi đại nhân có thể tự mình kiểm tra một lần giao tình đến cỡ này đột nhiên tiền tùng minh nghĩ đến liệu hai tiểu tôn tử cố gia nói đưa đến nhữ lâm có thể đang trốn ở cố gia hay không chẳng qua cho dù hỏi thì khương đường cũng sẽ phủ nhận hắn cũng không thể bởi vì hoài nghi mà đi lục soát cố gia được tiền tùng minh nói ngày mai ngươi đi đại lý tự đồ vật mang theo không nên quá nhiều. Trước tiên giao cho giám ngục kiểm tra qua một lượt, lúc nói chuyện có giám ngục giám sát, chỉ có một khắc thời gian. Khương Đường nói cảm ơn, vậy ta cũng không quấy rầy đại nhân dùng cơm nữa. Tiền Tùng Minh phất phất tay, tiếp tục ăn cơm, thăm tù cũng được cho phép, chẳng qua đại đa số mọi người hoặc là mặc kệ hoặc là muốn cứu người, không ai đến đại lý tự thăm tù cả. Ngày hôm sau, Khương Đường mang theo đồ đạt đi tới đại lý tự, đồ vật nàng mang theo đều là đồ ăn, thuốc viên và áo choàng cũng không mang thư cho lục cẩm dao đồ vật trước tiên được quan viên đại lý tự đưa đến đại lao sau đó chờ giám ngục kiểm tra đồ đạc bên trong rồi mới được giám ngục mang vào bởi vì mỗi phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ cho nên bên trong đều vô cùng âm u trong phòng giam có mấy ngọn nến ánh lửa màu cam thỉnh thoảng nhảy lên bên trái bên phải phòng giam là tường gạch phía trước là song sắt trên cửa lao đều treo khóa đầu cách vài bước liền có giám ngục quan sát ở chỗ này lâu sẽ khiến người ta bị tra tấn phát điên lên hôm qua khương đường không dám hỏi hầu phủ phạm tội gì nàng nghĩ nhiều người để thẩm vấn cố gia còn phải mất thêm mấy ngày nữa hầu như không có phòng giam trống khương đường chỉ nhìn lướt qua cũng không dám nhìn nhiều đi một hồi lâu dám ngục mới dừng lại lấy chìa khóa ra mở cửa bảo khương đường đi vào rồi lại đóng cửa lại giống như thần giữ cửa đứng ở bên ngoài thiết diện vô tư nói chỉ một khắc đồng hồ không được nhiều hơn lục cẩm dao vốn đang ngồi nàng không nghĩ tới Khương Đường lại tới. Nàng đứng lên nhìn Khương Đường từ đầu đến chân một lần, cổ nén lắm mới không hỏi chuyện chiêu ca nhi, đường nhi. Khương Đường hít sâu một hơi nói, ta tới thăm ngươi, bên trong bao đồ này có vài thứ, có đồ ăn cũng đồ hữu dụng, ngươi có sao không? Nhìn lục cẩm dao có vẻ cũng không sao, chỉ là có chút tiêu tụy, ta không sao cả, đừng lo lắng cho ta. Khương Đường nhìn về phía sau lục cẩm dao, ngồi trên ván giường là hàng thị nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nói với lục cẩm dao ngươi nhìn xem có thiếu đồ gì hay không nếu thiếu thì nói cho ta biết mũi lục cẩm dao chua xót đã bị giam giữ ba ngày bình dương hầu phủ cũng không có ai đến thăm nàng cả nàng lắc đầu nói không thiếu cái gì ta ở chỗ này vẫn còn tạm được ở trong phòng giam không dễ rửa mặt chải đầu lại ở dưới cùng một mái hiên với người mà mình ghét nhất tâm tình lục cẩm dao có thể tưởng tượng được nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác cả sau khi nhìn qua khương đường lục cẩm dao liền thúc giục nàng trở về mau trở về đi nơi này không phải là chỗ tốt gì đâu em mờ trầm hương vị cũng không tốt mùi ẩm ướt xen lẫn mùi máu tươi dễ dàng lây dính đen đuổi vẫn là ít tới thì tốt hơn lục cẩm dao bảo khương đường nhanh chóng trở về khương đường nhéo nhéo tay lục cẩm dao ta rất tốt tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta chỉ nói với nhau có mấy câu xong khương đường liền đi ra ngoài giám mục thấy vậy rất hài lòng nhưng nàng lại đợi đến khó chịu lúc ra tới bên ngoài, hai mắt đã đỏ hoe, ra khỏi đại lý tự, Khương Đường liền trở về cố gia. Mà lục cẩm dao lại đặt bao đồ lên trên tấm ván giường. Nàng nhìn vào khuôn mặt hàng thị, hàng thị vẫn là bộ dáng ấy nấy muốn chết kia. Khương Đường mang tới rất nhiều thứ, lục cẩm dao cũng phải phí sức chín trâu hai hổ mới sách lên được. Nàng mở ra xem thử, bên trong có hai chiếc áo choàng mềm mại, còn lại đều là đồ ăn và thuốc men. Mấy chai mấy lọ, Phía trên có dán giấy viết rõ ràng tác dụng của từng loại, đồ ăn có thịt khô và bánh nhân thịt là một chồng thật dày. Lục Cẩm Dao ủy khuất đến muốn khóc, nàng hít mũi, gõ gõ tường phòng giam bên cạnh, mẫu thân, giọng nói Trịnh thị truyền tới, ta không ăn, có chết ta cũng không ăn đồ vật nàng ta mang tới, Lục Cẩm Dao thầm nghĩ, vẫn là bà bà của nàng thông minh. Tuy nhiên nàng là phận con dâu vẫn phải đưa sang, đẩy qua đẩy lại mấy lần cuối cùng vẫn đưa được bánh nhân thịt qua đó bánh vẫn còn ấm, Trịnh Thị cắn một miếng bánh thịt, lúc này bà ấy căn bản không còn nhớ tới Vĩnh Ninh Hầu cùng mấy nhi tử bị nhốt ở chỗ khác không được ăn thứ gì. Bà ấy trực tiếp cắn một miếng lớn rồi ăn một miếng thịt khô, hương thơm nước mũi. Mấy ngày liền không được ăn đồ có dầu mỡ, Trịnh Thị thèm ăn thịt đến lợi hại, nhưng cắn vài miếng lại cảm thấy có lỗi với Khương Đường, đã khiến nàng phải lo lắng đưa mấy thứ này vào phòng giam. Vân Thị cùng Hứa Thị cũng được chia một ít, nhưng mà lục cẩm dao lại không thể đưa đồ của khương đường cho hàng thị hàng thị cũng không muốn nàng ấy thế mà lại nhìn thấy khương đường vào thời điểm như thế này mà khương đường lại nguyện ý tới đây tặng đồ lục cẩm dao vừa ăn vừa nhìn xem trong bao đồ còn lại thứ gì ngoại trừ bánh nhân thịt còn có bánh hành hoa có thể giữ lại ngày mai ăn ngoài ra còn có rất nhiều kẹo cũng có cái có mùi sữa giống như là làm từ sữa cũng không biết làm thế nào mà ngửi thấy mùi hương thơm ngát lúc khương đường đi có nhéo tay nàng chiêu ca nhi không sao cả buổi chiều rốt cục đến phiên thẩm vấn vĩnh ninh hầu phủ từng người một bị mang ra ngoài rồi lại từng người một được đưa về ngay cả hàng thị cũng đi đến phiên lục cẩm giao cũng bị hỏi rất nhiều vấn đề này nối tiếp vấn đề khác lục cẩm giao cũng không kịp suy nghĩ nhưng mà tứ phòng chẳng làm cái gì cả nàng cũng không sợ bị tra hỏi nhưng sau khi lục cẩm giao trở về đợi hồi lâu cũng không thấy hàng thị quay về không biết hàng thì bị dẫn đi đâu nàng nghĩ liệu có phải cố kiến phong ở bên kia cũng bị mang đi rồi không hai người ấy sẽ nói cái gì sẽ có kết quả gì bọn họ sẽ bị nhốt đến khi nào đợi đến buổi tối hàng thì còn chưa trở về lục cẩm dao liền không quản nữa khương đường mang theo không ít đồ nhưng trời đã ấm áp để lâu cũng sẽ bị hỏng lục cẩm dao chia xong hết số bánh thịt còn lại thịt khô cũng phân ra một phần ngày mai chính là ngày thứ năm bị nhốt tuy rằng nàng vẫn nói với mình sẽ không xảy ra chuyện gì hết nhưng nàng cũng nghĩ tới chuyện bị liên lụy sẽ phải mất đầu nếu như thật sự mất đầu nhất định chiêu ca nhi cũng sẽ không sao cả nếu vậy thì không có gì phải sợ nữa trong lòng trịnh thì cũng không dễ chịu bà ấy thở dài một hơi ở trong phòng giam y phục rối loạn mặt mũi cũng bẩn làm sao còn có bộ dáng thế gia phu nhân gì nữa may mắn duy nhất là không liên lụy đến cố kiến sơn vẫn còn có một tia hy vọng Khương Đường trực tiếp trở về cố phủ, cũng diện tích trong phủ lớn, cố Ninh Chiêu có chỗ chơi, thằng bé và điểm Kim Ô Kim cũng đã quen thuộc, có thể chạy tới chạy lui theo hai con chó lớn, cũng mấy ngày rồi không hỏi về lục cẩm giao nữa. Khương Đường mang theo cố Ninh Chiêu chơi một hồi, lại nghe quản sự gác cổng tới đây, đại nương tử, có người tìm ngài, nói là trưởng quỷ cẩm đường cư. Khương Đường đã từng nói với trưởng quỷ, nếu thật sự không xử lý được chuyện thì cứ tìm nàng, còn lại đều chờ lục cẩm giao trở về rồi nói sau. Vậy đến tột cùng là có chuyện gì mà trưởng quỷ không xử lý được mà phải tìm nàng đây? Khương Đường Bảo Ngưng Châu dẫn Cố Ninh Chiêu về phòng, còn mình đi tới tiền sảnh gặp người. Trưởng quỷ vẻ mặt gấp gáp, hắn nói, tiểu chủ nhân có thể tới cửa hàng một chuyến không? Cửa hàng xảy ra chuyện rồi, có người nói điểm tâm của cửa hàng chúng ta không sạch sẽ. Khương Đường mệt mỏi ấn mi tâm. Mọi người đều biết sau lưng cẩm đường cư là Vĩnh Ninh Hậu Phủ, đây là thấy Hậu Phủ xảy ra chuyện nên thừa dịp này tới cháy nhà hôi của rồi người tới cẩm đường cư gây chuyện đòi gặp chủ nhân của cửa hàng không thèm nhận điểm tâm vẫn luôn nói điểm tâm của cửa hàng không sạch sẽ chưởng quỹ ở cửa hàng không muốn gây chuyện nên mời người vào trong tiệm nói chuyện người này cũng không vui còn dắt thêm ba người tới khiến một đám người đều vây lại xem người kia nói chuyện không hề nhượng bộ một chút nào gọi chủ nhân của mấy người ra đây ngươi chỉ là một chưởng quỹ lời của ngươi nói có tác dụng sao điểm tâm của cửa hàng các ngươi không sạch sẽ ăn xong là thượng thổ hạ tả hôm nay phải cho bọn ta một lời giải thích, trưởng quỷ cũng dùng lý lẽ khuyên bảo, vậy ngươi mang điểm tâm ngươi mua tới đây, để ta nhìn xem có phải là điểm tâm của cẩm đường cư hay không, ngươi đến khám ở y quán nào, ngươi không nói chính là vu khống, ngươi nọ là một mãn hán, dáng người cao to dữ tợn, mặt mũi gồ ghề lồi lõm, ba người đi theo tới còn cầm gậy gộc. Hắn ta túng chặt lấy cổ áo của trưởng quỷ, nhấc người lên như sách một con gà, ngươi nói cái gì? Ta có thể lừa ngươi sao, lão nương nhà ta còn nằm ở y quán kia, ta thấy loại người lòng dạ hiểm độc như ngươi cũng đừng mở cửa hàng làm gì, đập cho ta. Đập hết cho ta, hắn ta nói xong đã ném chưởng quỷ xuống đất, lại đưa tay đẩy hết mấy tiểu nhị đang đứng xung quanh, cầm gậy gộc định lao tới, lại nghe thấy có một giọng nói cất lên, ta xem ai dám đập, người kia cũng không phải là hét lên, bọn họ có thể nghe được rõ ràng từng chữ không hề út mở. Mãn hán quay đầu lại nhìn, nắm tay vẫn còn hướng về chỗ quầy pha lê, nhìn thấy một phụ nhân mặc y phục theo đinh hương màu tím nhạt đang đứng ngay cửa, nhàn sắc vô song, nhưng gương mặt lại lạnh như băng, trong đôi ác cũng ẩn chứa sự lạnh lẽo, nhìn kỹ sẽ thấy trong lớp vỏ băng đó chính là lửa giận, rõ ràng một khuôn mặt mỹ lệ dịu dàng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta run sợ. Mãn hán buông tay, hỏi, ngươi là, Khương Đường vẫn còn đứng cạnh cửa, đợi đám người dạt sang hai bên nàng mới tiến lên nói, không phải ngươi muốn gặp chủ nhân của cửa hàng sao, chính là ta. Hôm nay là ngày 17 tháng 3, đã cách ngày cung biến đang 8 ngày, người bị bắt giam sớm nhất cũng đã bị bắt cách đây 8 ngày. Mọi người thấy không có chuyện gì liên quan tới mình thì cũng thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này cũng bắt đầu đổ xô ra ngoài, bọn họ ở trong nhà buồn bực một thời gian dài, thật vất vả mới có chuyện náo nhiệt để xem nên không một ai muốn bỏ qua, vây kín ngoài cửa chi nhánh mới của Cẩm Đường cư. Vương Cổ nhìn vào bên trong, trong đó cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa, hận không thể đập nát cái cửa hàng này phần lớn mọi người đều biết cẩm đường cư là cửa hàng của tứ nương tử phủ vĩnh ninh hầu cho nên lúc cẩm đường cư kinh doanh phát đạt cũng có không ít người tới tung hô không một ai dám ngán chân cho dù ghen tị đỏ mắt thì cũng chỉ đành dồn nén ý nghĩ này xuống tận đáy lòng cẩm đường cư có người chống lưng không thể chọc tới được hiện tại lục cẩm giao và toàn bộ phủ vĩnh ninh hầu đã vào đại lý tự chính phần là không trở ra được thế là cẩm đường cư này lại trở thành một khối thịt mỡ mà ai nấy cũng muốn tranh cướp cẩm đường cư đông đúc khách nhân lại có tận hai gian cửa hàng ở thịnh kinh, có thể thấy thu được không ít lợi nhuận, làm xấu thanh danh của cửa hàng, đến lúc cửa hàng sụp đổ, khiến cho những sư phó làm điểm tâm rơi vào bước đường cùng, biết đâu có thể mời được bọn họ thì sao, thiếu đi một cẩm đường cư thì chuyện kinh doanh của các cửa hàng khác tất nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trước. Vì cẩm đường cư mà không ít cửa hàng điểm tâm phải ngẹn một cục tức nên tất nhiên nếu có cơ hội, bọn họ nhất định phải dẫm đạp lên đầu cẩm đường cư một chút. Hôm xét nhà, quan binh cũng không đụng tới đám quản sự nhưng nếu muốn định tội thật thì đám quản sự của cửa hàng cũng không thoát được bây giờ nếu có thể cướp được công thức là tốt nhất nếu không đoạt được cũng không sao không đúng chủ nhân của cẩm đường cư là lục cẩm giao đang bị bắt giam đây lại là vị nào nữa là người kết phường làm ăn chung sao nhưng vị này có phải là chủ không mãn hán nói đừng khi dễ ta không biết chữ không nhận được mặt người ngươi đây tùy tiện tìm một người tới nói là chủ nhân của nơi này sao khương đường nói nếu không tin thì đến quan phủ xem công văn tất nhiên sẽ chứng minh được ta là chủ nhân của cẩm đường cư mãn hán nuốt nước miếng ngươi muốn thế nào bọn ta vì ăn điểm tâm của cửa hàng các ngươi mà sinh bệnh hôm nay phải cho bọn ta một lời giải thích bằng không ta sẽ phá nát cửa hàng của ngươi chuyện buôn bán này của ngươi không cần làm nữa khương đường nói ta có thể chứng minh ta là chủ nhân của cẩm đường cư vậy còn ngươi ngươi có thể chứng minh là các ngươi ăn điểm tâm ở cửa hàng của ta không người thật sự đang nằm ở y quán sao nếu đã ăn điểm tâm của cửa hàng nhà ta vậy thì nói cho ta biết ngươi ăn loại nào mua mấy cân giá bao nhiêu quà tặng là cái gì khương đường thật sự rất xinh đẹp ở thịnh kinh khó mà tìm được một người xinh đẹp như nàng nhưng giống như nha hoàng ở cố phủ đã nói ngay từ ánh mắt đầu tiên người ta có thể chỉ chú ý tới nhan sắc của nàng nhưng một khi đã nghe cách nàng nói chuyện cách nàng làm việc người ta sẽ khó mà chú ý tới sắc đẹp của nàng nữa mỹ mạo của Khương Đường chính là thứ không đáng nói nhất. Mọi người đứng xem náo nhiệt, không tự chủ được bị Khương Đường kéo vào, hai bên dặn có không thể chỉ nghe lời phiến diện của một bên, đúng vậy, ngươi ăn phải điểm tâm nào mà sinh bệnh, ta cũng từng ăn điểm tâm của cẩm đường cư nhưng chẳng bị gì cả. Mãn hán bị hỏi đến ngơ ngẩn, trong mắt xuất hiện một tia chột dạ, là điểm tâm của các ngươi, đã ăn hết rồi ai mà nhớ được, dù sao ta cũng phải nhận được lời giải thích, Khương Đường thông thả ung dung nói, Ngươi nói như vậy chính là không thể chứng minh bản thân đã mua điểm tâm ở cửa hàng của ta. Cho dù có mua thì cũng không chứng minh được mấy người sinh bệnh vì ăn điểm tâm của ta. Hơn nữa ngươi cũng không nói được ngươi đã mua món gì, giá cả bao nhiêu, tặng phẩm là gì. Ta vừa hỏi mấy cái này là người đã ấp úng, cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác. Ta thấy không phải ngươi tới tìm lời giải thích mà là tới kiếm chuyện mới đúng. Hứa trưởng quỷ, đừng dông dài với hắn ta, trực tiếp báo quan đi. Mãn hán cắn chặt răng lại luyến tiếc công việc đã đến bên miệng này lung tung chỉ đại một món điểm tâm lại liếc nhìn bản thực đơn trên quầy chính là bánh ngàn tầng này năm mươi văn một cân ta mua hai cân khương đường hỏi vậy tặng phẩm là gì mãn hán chỉ vào loại rẻ nhất là cái bánh khoai nghiền kia tặng hai cái ta mang về cho lão nương nhà ta ăn vừa ăn xong đã đau bụng hiện tại còn ở y quán mất nửa cái mạng rồi đáng thương cho lão nương nhà ta đã tám mươi tuổi còn phải chịu tội như vậy đúng là lòng dạ hiểm độc, Khương Đường xì một tiếng, từ lúc cẩm đường cư khai trương tới nay, ngoại trừ lễ Tết sẽ tặng một ít bánh chưng và bánh trung thu, những lúc khác chưa từng tặng đồ vật. Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi những người ở đây, đa số đều từng mua điểm tâm ở cẩm đường cư, vì bột mì và sữa bò dùng làm điểm tâm đều được lựa chọn kỹ càng, nói như ngươi thật sự không thích hợp. Những món hôm nay bán không hết thì qua ngày hôm sau sẽ được bán với giá đã giảm 3 phần cho những người muốn thử hương vị của những món điểm tâm mới ánh mắt của khương đường dừng lại trên người mãn hán kia cho nên ngươi nói bánh khoai nghiện của ngươi là từ nơi nào tới mãn hán khẽ cắn môi giọng điệu đã nhẹ đi rất nhiều ta nhớ lầm không có quà tặng khương đường nói vậy là ngươi lại sai rồi bởi vì sự thật là có quà tặng chính là những tờ phiếu giảm giá lần sau tới đây có thể dùng như bạc nếu ngươi nói ngươi đã mua đồ ở cẩm đường cư vậy phiếu giảm giá kia đâu không đợi mãn hán nói chuyện khương đường đã chặn họng ta đoán ngươi sẽ nói ngươi đã làm mất nãy giờ những điều ngươi nói đều mơ mơ hồ hồ, không một câu nào là lời nói thật, ta muốn hỏi ngược lại một chút, ngươi là người ở đâu, nghe ai sai bảo mà lửa lúc này tới đây ném đá xuống giếng, chư vị, cẩm đường cư làm ăn buôn bán luôn đặt cái tâm của mình vào đó, cũng đã giữ được quan hệ rất tốt với các vị, như thế nào, thánh thượng cũng không định tội, các ngươi lại còn nóng vội hơn thánh thượng sao, khương đường quan sát bốn phía, sắc mặt của mỗi người mỗi khác, trong đám đông có người đứng xem kịch, cũng có người chế giễu, muốn kiếm chuyện thì cũng phải có bằng chứng lần sau nếu lại có chuyện như vậy thì cứ trực tiếp tới cố phủ tiền ta ta cũng là chủ nhân của cẩm đường cư cố phủ ở thịnh kinh không phải là phủ vĩnh ninh hầu mà chính là nhà của cố kiến sơn sau khi bọn họ nghĩ ra là cố gia nào thì cũng biết được khương đường là ai là nương tử mới vào cửa của cố tướng quân nếu sớm biết phía sau cửa hàng này còn có cố kiến sơn thì làm gì còn có ai dám tới gây chuyện chẳng qua nếu phủ vĩnh ninh hầu bị định tội vậy cửa hàng này chắc chắn không còn được như trước Mọi người cho rằng người nào đã bị giải vào đại lý tự, đứng đi vào nhưng sẽ nằm đi ra, ai cũng không nghĩ tới cơ hội xoay chuyển tình thế, đã cấu kết với Tần Vương, cho dù có được thả ra thì sau này còn có thể sống tốt sao, nhưng thấy bộ dáng này của Khương Đường, cũng không biết được. Mãn hán lúc này mới sợ, là ta nhớ lầm nhớ lầm, Khương Đường cũng lười nói lời vô nghĩa, hứa trưởng quỷ, người này tới gây chuyện, mau đi báo quan, hứa trưởng quỷ lau mồ hôi, cùng với người của cửa hàng bắt người lại cũng không để ý tới mấy người đang đứng xem kịch, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, mạng hán náo loạn đòi đi, ai ngờ bên ngoài lại có tiếng la hét ầm ĩ, quan phủ đã tới nơi, đợi quan phủ trói người đưa đi, cẩm đường cư mới khôi phục lại sự im lặng, nhưng sàn nhà đã bị bôi bẩn, lại có dấu tay in trên quầy pha lê, cũng may điểm tâm được chiếc quầy pha lê này bảo vệ, vẫn còn sạch sẽ, có thể bán tiếp được, nhóm sư phó làm điểm tâm đều là nữ tử, chỉ có thể trốn phía sau không dám ra ngoài, Khương Đường kêu mọi người ra dọn dẹp cửa hàng lại một chút, chấp mũi của trưởng quỷ bắt đầu chua xót, cảm thấy bản thân thật là vô dụng, chuyện gì cũng phải nhờ Khương Đường ra mặt giải quyết. Khương Đường nói, nếu người ta đã đến gây chuyện, chúng ta có giảng đạo lý họ cũng không nghe đâu, phải mạnh tay một chút, trưởng quỷ gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi, tiểu chủ nhân, chủ nhân có trở về được không? Khương Đường không hề do dự, được, trưởng quỷ lấy lại tinh thần, hắn là người của lục cẩm giao, lục cẩm Giao xảy ra chuyện hắn cũng chạy không thoát vẫn luôn thành tâm cầu xin trời phật ngóng trong người được thả về sớm một chút việc này cũng khiến khương đường nhận ra một điều trên đời này có rất nhiều chuyện dệt gấm thêm hoa lại thiếu đi những chuyện đưa than giữa ngày tuyết có rất nhiều nhân lúc cháy nhà hôi của ngươi lúc tốt đẹp thì tới nói hai chữ tình cảm với ngươi lúc hoạn nạn lại hận không thể rủ bỏ ngươi triệt để chính nàng cũng phải cẩn thận chưa đường lui cho sau này mới là chuyện đúng đắn khương đường nói nếu lần sau còn gặp loại người này cứ trực tiếp báo quan, hứa trưởng quỷ liên tục nói vâng, hắn chính là đang sợ, cũng không muốn gây thêm chuyện cho lục cẩm giao, cho nên vẫn luôn lựa lời khuyên nhủ, nhưng người ta thấy hắn lui một bước thì lại tiến thêm một bậc, trực tiếp kiếm chuyện lên đầu hắn, nhưng thánh thượng còn chưa định tội đâu, khương đường nói, được rồi, tiếp tục buôn bán đi, nếu vắng khách thì đóng cửa sớm một chút, có việc gì thì tới cố phủ tìm ta, người tới náo loạn đã bị quan binh trong thành đưa đi cũng không biết kết cục của bọn họ là gì tên tuổi của cố kiến sơn đúng là có sức nặng hơn những người khác nhiều bởi vì khương đường cũng có cổ phần trong cẩm đường cư nên không cần lo nó bị chuyện của hầu phủ liên lụy cũng không biết mấy cửa hàng của hầu phủ có xảy ra chuyện không nhưng cho dù khương đường có biết thì cũng không giúp được gì thứ nhất nàng không biết cửa hàng của hầu phủ nằm ở đâu thứ hai cố kiến sơn thật sự không nên dây dưa với hầu phủ trở lại cố phủ cố ninh chiêu đang buồn bã không vui khương đường biết bé lại nhớ nương của mình rồi nhưng nàng cũng không biết phải nói gì chỉ có thể bế bé đi tìm chỗ chơi cũng may tiểu hài nhi sẽ quên rất nhanh chưa được bao lâu lại vui vẻ cười đùa để cố ninh chiêu ở đây nhưng lục cẩm giao cũng lo lắng vô cùng khương đường tuy đối tốt với bé nhưng dù sao cũng không bằng thân nương cũng đã hơn 10 ngày chuyện này cũng nên kết thúc rồi lại qua hai ngày các quan đại thần lại bắt đầu lên triều báo danh chẳng qua quan viên trong triều đã bị liên lụy hết một phần tư thật ra cũng không phải người nào cũng mang tội chỉ là một phủ cũng có trên dưới mấy chục người có phụ tử huynh đệ làm quan cùng triều đều bị bắt giam nên không thể thượng triều như thế khiến cho rất nhiều chức quan bị trống chỗ rất nhiều chuyện quan trọng không có người xử lý triều thần đau đầu an khánh đế cũng đau đầu sau buổi thiết triều an khánh đế sai thái giám mời tiền tùng minh và yến vương đến cần chính điện thương nghị việc trừng trị những tội thần này án triệu diệu tạo phản đã giao lại cho đại lý tự tư binh của triệu diệu tư binh có hơn 6.000 người, bọn họ không bị xử tử mà bị xung quân tới Tây Bắc khai hoang xây thành, thẩm tra từng người từng người một, tinh thần của tiền tùng minh cũng khá hơn một chút, ông ấy đưa những tấu thư nhận tội cho An Khánh Đế xem, An Khánh Đế lật từng trang từng trang, lúc ông xem xong, cả tiền tùng minh và triệu chân không dám nói một lời nào, đại khái là triệu diệu sẽ bị xử tử, trừ tội tạo phản ra, hắn ta còn cấu kết với quan viên ở lĩnh Nam, Du Châu. Nhận hối lộ dưỡng tư binh số bạc đó đều là mồ hôi nước mắt của bá tánh bá tánh đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng triệu diệu thân là hoàng tử tiền tùng minh là thần tử triệu chân là đệ đệ cho nên không tiện nói vào mà những người đứng giữa móc nối như tả đô ngự sử hàn văn bách lại bộ thượng thư đều phải tru di chính tộc cũng có những người chỉ phạm phải những tội nhẹ ví dụ như những quan viên cấp thấp không có tầm nhìn xa nghĩ rằng mình đang kết giao với hoàng đế tương lai triệu diệu thậm chí chẳng thèm mời chào bọn họ Càng đừng nghĩ tới chuyện cho bọn họ theo sau, những người này cứ trực tiếp cắt chức cũng không thể đuổi cùng giết tuyệt được, chỉ vì muốn mở một cánh cửa mà mất luôn chức quan khiến người ta không biết nên nói gì cho phải, cũng có người khiến người khác đau đầu, ví dụ như phủ vĩnh Ninh Hầu, Tiền Tùng Minh vẫn chưa biết An Khánh đế muốn xử lý bọn họ như thế nào, cả phủ vĩnh Ninh Hầu đều bị thẩm tra từng người từng người một, không moi ra được thứ gì từ vĩnh Ninh Hầu cả, suy cho cùng lần đầu tiên tư binh của Tần Vương tới cửa lôi kéo phủ Vĩnh Ninh cũng chẳng thèm chào đón, có thể thấy được Vĩnh Ninh hầu cũng chẳng hiếm lạ gì. Mà Cố Kiến Phong và nương tử Hàng Thị đã thẳng thắn thú nhận, hơn nữa phụ thân của Hàng Thị chính là tả đô ngự sử Hàng Văn Bách, xác thật có thư từ và nhân chứng chứng minh hai bên có tới lui qua lại, chức quan của Cố Kiến Phong cũng là do một tay Hàng Văn Bách cùng lại bộ thượng thư thúc đẩy, mà chức quan của Cố Kiến Hiên cũng là tác phẩm của lại bộ thượng thư, những điều này đều đã tra ra, nhưng quả thật không có chứng cứ xác thực chứng minh Vĩnh Ninh Hậu có liên quan tới Tần Vương. Không có thư từ, không có nhân chứng, quả thật không thể nào biết được. Theo như những gì tra được trong lúc thẩm vấn, thời điểm Cố Kiến Phong tới lại bộ nhận chức là vào tháng Giêng năm trước, mà Cố Kiến Sơn lúc đó còn chưa rời khỏi phủ Vĩnh Ninh Hầu, Cố Kiến Phong cũng chẳng phải người tài giỏi, ý của Tần Vương là nhằm vào túy ông chứ không phải nhằm vào rượu, chẳng qua sau này Cố Kiến Sơn vì muốn cưới người mình thương mà rời khỏi hầu phủ cố kiến phong lập tức trở thành người vô dụng nước cờ lớn chỉ đành dừng ở đây vĩnh ninh hầu đã lớn tuổi cũng chẳng có thực quyền cố kiến châu làm việc ở công bộ chủ yếu là quản lý chuyện đê điều thủy lợi không liên quan tới mấy chuyện này chỉ có một mình cố kiến thủy ở hộ bộ nhưng chức quan của hắn thấp bé nên chẳng làm được gì hơn nữa lúc cố kiến phong nhận tội nói hắn đã nhận hối lộ đại lý tự đã cho người đến cố gia điều tra quả thật đã tìm được mấy món đồ vật hối lộ mà cố kiến phong đã nói lại chọn mấy nha hoàng và gã sai vặt tới thẩm tra, thật sự chứng minh hàng thị đã từng mặc những bộ y phục đó, đeo những món trang sức đó, chứng cứ vô cùng xác thực. Mà những viện khác trong phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng bị thẩm tra một lượt, nhưng không tra ra được thứ gì, tội của cố kiến phong ấn theo luật pháp thì sẽ bị lưu đầy, hầu phủ bị thu hồi tước vị, mà mấy phòng khác đều bị bãi quan, đối với ngự triều mà nói. Nhận hối lộ là một việc vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu bị liên lụy như vậy thì không tránh khỏi có chút hà khắc đặc biệt là lúc vĩnh ninh hầu còn trẻ đã lập được không ít công lao thêm vào đó hầu phủ còn có công trong chuyện quân lương ở tây bắc giải quyết lũ lụt ở điền nam và hỗ trợ điền nam tái kiến thiết sau thiên tai đặc biệt vẫn còn một cố kiến sơn đang ở tây bắc an khánh đế nghĩ có phải vĩnh ninh hầu đã sớm biết cố kiến phong gây ra chuyện gì cho nên mới thuận thế đồng ý với thỉnh cầu rời khỏi hầu phủ của cố kiến sơn chẳng qua cố kiến sơn thật sự đã cưới khương đường chuyện này đã thật sự xảy ra chứ không phải là diễn trò cố kiến sơn thật sự đã rời khỏi hầu phủ không sai nhưng đó là thân phụ và thân huynh đệ của hắn nếu an khánh đế xử lý quá tuyệt tình trong lòng cố kiến sơn khó tránh việc nảy sinh oán hận an khánh đế hỏi tiền tùng minh và triệu chân nghĩ như thế nào triệu chân quỳ xuống cầu tình nói nếu người phạm tội là những người khác hoặc là phạm phải tử tội nhi thần tất nhiên sẽ không cầu tình quốc có quốc pháp gia có gia quy pháp bất dung tình nhưng tội mà cố kiến phong phạm phải cũng không phải là tội chết mà đám người cố kiến châu quả thật là người có năng lực, nhi thần cho rằng, hình phạt không thể miễn, nhưng chỉ cần trừng trị thích đáng là được, như vậy sẽ khiến Vĩnh Ninh Hầu mang ơn phụ hoàng. Lúc này e là người cố gia đã hận phu thê cố kiến phong tận xương tủy, chắc gì bọn họ không chửi rủa trong lòng. Tiền Tùng Minh Thuận Thế nói, cố kiến châu là người tài giỏi, nhưng vẫn còn tâm tính chưa ổn định của người trẻ, có thể rèn luyện nhiều hơn. Hai người cố kiến thủy và cố kiến hải cũng không phải hạng ăn chơi trác tán, xin hoàng thượng tha cho bọn họ một con đường. An Khánh Đế vẫy vẫy tay, thôi, bãi bỏ chức quan của cố kiến phong, lưu đầy hắn và thê tử đến hạt thành, tử tôn trong vòng ba đời không được vào triều làm quan, bãi bỏ chức quan của vĩnh ninh hầu, niệm tình công lao của ông ấy, không thu hồi tước vị, tịch thu một phần ba gia sản sung vào quốc khố. cố kiến thủy, cố kiến hải và cố kiến châu đều bị giáng chức hai bậc. An Khánh Đế lại nói với triệu chân, nội trong vòng hai năm, ba người này không được phép thăng thước để xem tâm tính và tác dụng của bọn họ, không ổn thì sẽ bị lưu đầy. Triệu chân nói, Nhi thần đã rõ, có hàng ngàn hàng vạn người tài hoa, nhưng nếu bọn họ không đắc dụng với ông, vậy thì không còn là nhân tài nữa. An Khánh Đế nói, người nào vô tội thì thả ra đi, dứt lời, An Khánh Đế xoa xoa ấn đường, ông thật sự đã già rồi, tinh lực đã không còn như trước, độc thư nhận tội một chút là đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chờ sau khi triều đình khôi phục lại bình thường, ông sẽ lập tức truyền ngôi cho thái tử chuyện lớn chuyện bé trong triệu bây giờ đều giao cho triệu chân chẳng qua giữa hai người bọn họ cũng không có chút tình cảm phụ tử dư thừa nào triệu chân đối với ông cũng chỉ có kính trọng trong sự tôn kính đó còn có mấy phần sợ hãi an khánh đế cũng chẳng phải yêu thương gì hắn nghĩ tới triệu cấu đã chết cùng với triệu diệu người không ra người đang bị giam trong ngục giữa phụ tử lại có thêm mấy tầng ngăn cách sợ nào một ngày nào đó thủ đoạn của ông sẽ ứng lên người mình triệu chân là người thắng nhưng chưa chắc sẽ không thua có lẽ vài thập niên sau, hắn sẽ trở thành An Khánh Đế tiếp theo, ra khỏi cần chính điện, triệu chân chấp tay chào tiền tùng minh rồi rời đi, chẳng kịp hàng huyên lời nào, đã bận rộn nhiều ngày, hắn muốn trở về thanh lý một hộ một chút, người nào thu nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền đều bị xử lý, tránh để lại nhược điểm liên lụy tới bản thân, trời rất xanh, gạch lát nền bằng cẩm thạch trắng phau sạch sẽ, đôi mắt rồng trên tấm phù điêu được chạm khắc tinh xảo, đã không còn dấu vết của gió tanh mưa máu ngày ấy. Mùi máu tươi trong không khí đã sớm tản đi hết nhưng triệu chân lại không cảm thấy nhẹ lòng một chút nào, những khối u ác tính liên quan tới triệu diệu đều bị xử lý sạch sẽ, chưa chắc gì ở chỗ hắn không có. Hắn cũng nhận không ít bạc, phụ hoàng trừng trị triệu diệu nhưng cũng là đang cảnh cáo hắn, đường sau này còn dài, hắn muốn làm một vị hoàng đế tốt, đại lý tự kín người hết chỗ, ngày tiếp theo, thánh chỉ phán quyết để được tuyên độc, hàng văn bách bị tru di chính họ, không tính nữ nhi đã xuất giá toàn bộ tài sản trong phủ đều sung vào quốc khố toàn bộ nha hoàn đều bị bán tới nhạc phường gã sai vặt thì bị lưu đày tới hạt thành lại bộ thượng thư cũng bị xử tương tự thân tín của tần vương bao gồm cả nhà ngoại hắn ta cũng bị tru di cửu tộc đến hài tử mấy tháng cũng không tha Diệt có phải diệt tận gốc tránh giữ lại mầm họa về sau đều bị xử tử trước mùa thu có người trực tiếp tự tử trong nhà giam mấy ngày này bãi tha ma nhiều thêm vô số thi thể phủ vĩnh ninh hầu bị phán xử giống như lời an khánh đế đã nói cố kiến phong bị trục xuất lưu đày trong vòng ba đời không được làm quan cũng không được thừa tước thế tử vĩnh ninh hầu bị bãi quan nhị phòng tam phòng tứ phòng bị giáng chức cố kiến châu vẫn ở lại công bộ trở thành chính lục phẩm công bộ chủ sự chủ quản thủy lợi tịch thu một phần ba tài sản là vì đại phòng đã nhận hối lộ đây cũng không phải con số nhỏ có thể lay động gốc rễ của hầu phủ suy cho cùng cũng không thể không trừng trị không thu hồi tước vị và tịch biên toàn bộ tài sản đã là phá lệ khai ân. Nhưng trải qua chuyện này, Phủ Vĩnh Ninh Hầu đã không còn là Phủ Vĩnh Ninh Hầu của ngày trước. Mấy nhi tử đều bị giáng chức, mắt thấy mặt trời đã ngã về tây, một đường độc bước, không biết bao nhiêu năm nữa mới trở nên cường thịnh như xưa. Còn Cố Kiến Hiên bị điều đến làm huyện lệnh ở một huyện thành nhỏ bé, trong vòng 3, 4 năm không thể trở về. Nhưng với Cố Kiến Hiên mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất, vốn dĩ hắn phải nên đến huyện thành làm huyện lệnh từ đầu nên hắn chỉ mất hai ngày thu dọn đồ vật rồi xuất phát đến huyện thành mười mấy gia đình bước vào đại lý tự cũng chỉ có người của phủ vĩnh ninh hầu Hoàng hảo đi ra những người được thả ra đầu tiên chính là nha hoàng và gã sai vặt người bên ngoài cảm thấy hạ nhân của hầu phủ thật là có mặt mũi nhưng cũng đã bị giam mấy ngày lúc trở về có hơi giống đám người chạy nạn hạ nhân bị giam trong nhà lao có điều kiện kém hơn hơn nữa hai chục ba chục người bị nhốt chung một buồng giam mỗi ngày đều lo lắng hải hùng run bần bật cũng may vẫn còn chịu đựng được không có ai xảy ra chuyện lộ trúc và hoài hề kiểm kê số nha hoàn của yến kỹ đường tuy rằng tinh thần không tốt lắm nhưng tất cả đều ở đây nhưng đám tư hà ở cùng phòng giam với các nàng ấy lại không thấy đâu đám người tư hà và từ thanh là người của yến an đường lộ trúc và hoài hề liếc nhìn nhau cả hai đều lắc đầu trong lòng không khỏi có vài phần khổ sở nhưng giao tình giữa các nàng ấy và nha hoàn ở đại phòng cũng không sâu cho dù bọn họ thật sự xảy ra chuyện thì cũng không giúp được Nhưng trải qua chuyện này Lộ trúc và hoài hề đã có ý muốn chuộc thân Lộ trúc và hoài hề cùng mọi người về hầu phủ trước Trước cửa phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn còn dán giấy niêm phong quản sự tiến lên xé bỏ chúng Trong mắt vẫn còn chứa đựng lệ ý Hôm nay là ngày 21 Sáng sớm ngày 13 bọn họ bị bắt đi May mà vẫn trở về được Ở nhà giam mấy ngày mới thấu được cái gì gọi là một ngày dài như một năm Lộ trúc và hoài hề cũng vui mừng Lộ trúc tranh thủ đến cố phủ một chuyến, nàng ấy ở trong nhà lao cũng không biết bên chỗ khương đường có xảy ra chuyện gì hay không, thuần tiện mang tin tức tới đó, tiểu công tử vẫn còn ở cố phủ nha. Mấy vị chủ tử cũng không lộ mặt, đã chuẩn bị xong nước ngại cứu, chậu thang và đốt pháo để xua đi sự đen đuổi. Lộ trúc cảm thấy đại phòng bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện, lại không dám bàn luận lung tung, nhưng các nàng ấy đều đã trở lại, lục cảm giao bên kia hẳn là không có việc gì. Sau khi Khương Đường biết tin rốt cục cũng nhoẻn miệng cười, cũng xem như đã qua hết rồi, các ngươi mang một ít thức ăn về đi, thiếu cái gì thì cứ nói với ta, cứ để Chiêu Ca Nhi tạm ở đây, chờ hầu phủ ổn định rồi đưa về Sa Un. Hầu phủ nói với bên ngoài là bọn họ đã gửi Cố Ninh Chiêu và Cố Ninh Thịnh về Nhữ Lâm, cũng không biết có phái người đến đó điều tra không. Nhữ Lâm cách thịnh kinh mấy ngày đường, lục cẩm dao vừa được thả ra, Chiêu Ca Nhi không thể nào về ngay như vậy được. Lộ trúc gật đầu, nàng ấy vẫn còn vui vẻ vì mình còn sống sót sau tai họa, nói với Khương Đường, ta nghĩ sau một, hai tháng nữa ta sẽ chuộc thân. Một hai tháng, cũng đủ để chỉnh đốn mọi chuyện trong hầu phủ, đến lúc đó chuộc thân cũng xem như là trọn vẹn tình chủ tớ. Hiện tại Khương Đường không có việc gì, Bạch Vi cũng chẳng bị làm sao, trong lòng nàng ấy vẫn cảm thấy hâm mộ. Khương Đường nói, cũng tốt, nếu chưa biết phải đi đâu thì có thể tới chỗ của ta phụ việc. Lộ Trúc gật đầu rồi cáo từ trở về hầu phủ. Khương Đường không định đến đại lý tự đón người, trong mắt người ngoài cố gia và hầu phủ đã là hai nhà riêng biệt, cứ cho là vì lục cẩm giao nhưng cũng không thể làm quá trắng trợn. Chiều hôm đó, mọi người trong phủ Vĩnh Ninh Hầu đều được đại lý tự thả ra, ngoại trừ đại phòng. Quản sự của hầu phủ điều năm chiếc xe ngựa tới đại lý tự đón người, nếu tính luôn cả thiếp thất trong phủ thì có tổng cộng 21 người. Quản sự nghĩ rằng bốn người ngồi một xe là được, các tiểu chủ tử còn bé, cũng không chiếm bao nhiêu chỗ năm chiếc xe chắc chắn là đủ. Ai ngờ, lúc đến đại lý tự chờ mãi mà vẫn không thấy đại gia cố kiến phong cùng đại nương tử, không chỉ có thể, kể cả tiểu công tử và hai vị tiểu nương tử cùng hai người thiếp thất của đại phòng cũng không thấy đâu. Cứ như vậy đã ít đi bảy người, thấy hầu gia và phu nhân không nhắc tới, quản sự nhìn sắc mặt của bọn họ tất nhiên cũng không hỏi, vội vàng sai nha hoàng đỡ các chủ tử lên xe ngựa. Trong xe đã có sẵn sim y và điểm tâm lót dạ, các viện trong phủ cũng đã có chuẩn bị nước ấm và thức ăn đã để sẵn chậu than ngoài cửa nha hoàng và gã sai vặt cũng đã quét dọn hầu phủ sạch sẽ một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài lại còn sông ngại cứu để xua đi sự xui xẻo các chủ tử không có mặt hắn phải thay họ an bài những chuyện này thỏa đáng trình thị cùng vĩnh ninh hầu cũng không nói thêm gì đợi cả đám người đều đã bước lên xe ngựa rồi mới mở miệng kêu hồi phủ đây đã là kết quả tốt nhất rồi hầu phủ không bị thu hồi tước vị chỉ bị sung công một phần tài sản, tuy Vĩnh Ninh Hậu bị bãi chức nhưng tuổi tác của ông đã cao, vốn dĩ đây cũng chỉ là chức quan nhàn tản không có thực quyền, ở nhà thì ở nhà thôi, chỉ là tiếc cho đám người cố kiến châu, nếu bọn họ không có thành tích hiển hách thì khó mà thăng quan tiến chức được nữa, công lao của hầu phủ trước giờ đều đã dùng để giữ mạng, mà công lao nào có dễ lập đâu, đại phòng bên kia, trình thị vẫn không đành lòng, hàng thị có bị phạt thì cũng là đúng người đúng tội, nhưng cuộc đời của trưởng tôn và hai tôn nữ cứ như vậy mà bị hủy hoại đến hạt thành rồi còn làm được gì nữa đây gánh không gánh nổi vác không vác nổi hạt thành cách thịnh kinh xa ngàn dặm theo hướng bắc khí hậu giá lạnh từ đây đến hạt thành cũng phải mất mấy tháng đi đường còn chưa biết có thể đến được hạt thành hay không bà nén giọng hỏi chúng ta có thể cậy nhờ người khác một chút được không trong phủ còn có bạc mấy đứa viễn ca nhi tuổi còn nhỏ sao có thể chịu được nỗi khổ bị lưu đày chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng cho trưởng tôn là tốt rồi, phán quyết đã nói trong vòng ba đời không được làm quan, rõ ràng công khóa của cố ninh viễn càng ngày càng tiến bộ, học vấn còn tốt hơn phụ thân của hắn gấp mấy lần. Vĩnh Ninh Hầu lạnh lùng nói, ta thấy bà đúng là hồ đồ rồi, lúc này mà còn muốn nhờ vả quan hệ, còn ngại chuyện trong phủ chưa đủ nhiều, ông cũng từng gửi gắm kỳ vọng rất cao vào trưởng tôn. Nhưng nếu lúc trước không phải ông kiên quyết để cố kiến sơn ra riêng thì e là bây giờ cả phủ đều bị lưu đầy tới hạt thành thấy vẻ mặt thất vọng của trịnh thị vĩnh ninh hầu nói bà xem còn có ai muốn tới lui quan hệ với phủ chúng ta nữa không phải ông không nghĩ tới mà là không thể ông cũng không có cái bản lĩnh đó có câu nói tường đổ thì người ngã có hoạn nạn mới có thể thấy chân tình tuy hầu phủ không xảy ra chuyện nhưng không còn ai muốn dây dưa với hầu phủ nữa trịnh thị cũng không nói tiếp nữa xe ngựa lung lay vĩnh ninh hầu cũng ngậm miệng không nói bà nghĩ thôi thì cứ nhìn theo hướng tốt vậy tội mưu nghịch đáng ra phải bị xử trảm theo luật cố kiến phong có thể giữ được mạng đã phải cảm tạ trời đất rồi sao có thể trông chờ những thứ khác chỉ chờ tới lúc lưu đầy dúi cho quan sai một ít bạc tránh cho người nhà trên đường đi phải chịu quá nhiều khổ cực một gia đình tốt đẹp cuối cùng lại thành ra như vậy phu thê hai người đều không dễ chịu trên chiếc xe ngựa phía sau cố kiến châu nắm lấy tay lục cẩm dao an ủi nói không còn chuyện gì nữa rồi lục cẩm dao nhìn cố kiến châu cười cười ừ không có việc gì nữa nhưng lần này phủ vĩnh ninh hầu xem như đã bị lột một tầng da quan chức tiền tài đều mất đi một nửa chỉ để lại một cái tước vị cho dù cố kiến châu có thừa tước sau này cố ninh chiêu tiếp tục thừa tước thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy trải qua chuyện này việc sau này cố kiến châu có được trọng dụng hay không thật sự rất khó nói điều may mắn duy nhất là gia đình vẫn còn người vẫn khỏe mạnh là được còn lại đều là vật ngoài thân cứ xem nhẹ một chút vậy lục cẩm dao cũng không đành lòng nhìn thấy đại phòng bị như vậy cho dù nàng ấy không thích hàng thị nhưng cũng không mong toàn bộ đại phòng lưu đầy, hạt thành nằm ở nơi phương Bắc xa tít mù khơi, đường xá xa xôi khí hậu khổ hàng, cố kiến phong là người đọc sách, hàng thị lại mang bệnh, cố ninh viễn năm nay chỉ mới 12, hai nữ nhi một chín tuổi một sáu tuổi, cũng không biết có thể chịu được đường xá xóc nảy xa xôi như vậy không, hơn nữa trong vòng ba đời không được làm quan, có nhà mẹ đẻ như vậy, hai nữ nhi sau này muốn xuất giá cũng là một chuyện khó khăn lục cẩm giao cảm thấy tiếc cho cố ninh viễn nếu không có những việc này cố kiến phong thừa tước giáo dục cố ninh viễn cho tốt mười mấy năm sau chưa chắc không thể chấn hưng gia môn hầu phủ hiện tại trong phủ vẫn còn một mớ cục diện rối rắm ba nhi tử còn lại trong phủ chỉ còn lại cố kiến châu là đích tử sau này người kế thừa hầu phủ chắc chắn là cố kiến châu lục cẩm giao thở dài trong lòng an ủi cố kiến châu nói đại ca bên kia có thể chuẩn bị trước một chút không để sẵn một ít bạc Tránh cho bọn họ phải chịu khổ trên đường, Cố Kiến Châu hiện giờ chỉ còn là một quan lục phẩm, lại ở công bộ, thật sự rất bất lực, ừ, để ta nghĩ cách, lần này vất vả cho nàng rồi. Hai người thành thân được hai năm, Cố Kiến Châu mới được thăng quan, lúc lục cẩm giao có thai, hắn lại phải đến Điện Nam, cũng không chăm sóc nàng ấy được mấy ngày. Chuyện trong phủ đều đổ lên vai lục cẩm giao, những ngày tháng mang thai cực khổ nhất mà hắn cũng chẳng ở cạnh nàng ấy được bao nhiêu. Lần này cố ninh chiêu cũng là nhờ Lục Cẩm Giao chuẩn bị từ trước, chưa hưởng được phúc mà đã ăn không ít khổ. Trong lòng cố kiến Châu khó chịu, chỉ nghĩ phải đối xử với Lục Cẩm Giao tốt hơn mấy trăm lần. Lục Cẩm Giao lại nghĩ người vất vả nhất chính là Khương Đường, vốn dĩ chuyện này chẳng có một chút gì liên quan tới Khương Đường. Kết quả nàng lại phải ở bên ngoài lo lắng Hải Hùng, còn cố sức vào trong một chuyến để đưa đồ đạc. Nơi như nhà giam này, nhà mẹ đẻ của nàng ấy còn chưa cử người tới thăm, mà Khương Đường lại tới. Lục cẩm Giao lắc đầu, ta không sao, chàng bị giam ở nơi khác nên không biết mấy ngày trước đường nhi đã mang theo một ít đồ đạc tới đây, chờ xử lý ổn thỏa mọi chuyện trong phủ, ta phải tới cửa tạ ơn, cố kiến châu nói, ta đi cùng nào, cố ninh chiêu đã ở chỗ khương đường gần một tháng, cũng nên tới cảm tạ người ta. Lục cẩm Giao lại nói, chàng đừng đi, thời điểm này vẫn nên cẩn thận một chút, đừng kéo thêm phiền toái cho ngũ đệ, đại phòng bên kia còn không biết khi nào mới đi lưu đầy, trong phủ từ trên xuống dưới có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị lục cẩm dao ở trong ngục da mấy ngày cũng không thể rửa mặt chải đầu đàng hoàng sau khi quay về thu thập cho bản thân một chút rồi mới tính tới những chuyện khác nàng ấy cũng nhớ cố ninh chiêu chờ ngày mai ta lại đến thăm chiêu ca nhi lúc về sẽ kể cho chàng đã gần một tháng rồi cũng không biết hài tử có còn nhận ra nương của hắn không cố kiến châu nói tất nhiên nhận ra chứ nương là người đối xử với nó tốt nhất đường di chỉ đứng thứ hai thôi ta thân làm cha miễn cưỡng đứng thứ ba vậy, còn phải cố gắng một chút, rốt cuộc cũng về tới hầu phủ, từng người từng người bước xuống xe ngựa, trước tiên là bước qua chậu thang, sau đó là xối nước ngải cứu rồi mới trở về viện của mỗi người. Lộ trúc hoài hề đã chuẩn bị xong nước ấm và đồ ăn, xong khi tắm rửa xong xuôi, lục cẩm dao cùng cố kiến châu dùng bữa trước, nhưng ở trong ngục mấy ngày, cố kiến châu đã quen với việc hút nước canh suông, nhất thời được ăn đồ khá hơn lại nuốt không vô, lục cẩm dao cũng đang mệt mỏi nên hai người cũng chẳng ăn được bao nhiêu đồ ăn còn dư lại đều chia cho bọn nha hoàng vừa cơm nước xong nam hương ở chính viện đã chạy đến thông báo hầu gia và phu nhân có chuyện cần nói mời lục cẩm Giao cùng cố kiến châu đến chính viện lúc hai người đến nơi thì thấy người của nhị phòng và tam phòng đều ở đó đã thay đổi xiêm y không còn vẻ mặt xám như cho tàn lúc còn ở trong ngục giam nữa chẳng qua tinh thần cũng không được tốt lắm hứa thì cúi đầu mân mê chuỗi phật châu trong tay Vân Thị lo lắng nhìn về phía Lục Cẩm Giao, mà hai người Cố Kiến Thủy và Cố Kiến Hải lại chẳng có biểu cảm gì. Chờ Lục Cẩm Giao cùng Cố Kiến Châu ngồi xuống, bọn Nha hoàng đều được cho lui xuống. Trình Thị có vài việc cần nói, về sau Cẩm Giao sẽ quản gia, mấy ngày nữa hầu gia sẽ tiến cung xin chỉ lập thế tử cho lão tướng. Chờ chuyện trong phủ ổn định thì sẽ phân gia, tài sản trong quỹ chung sẽ chia cho tứ phòng sáu phần, hai phòng khác mỗi phòng hai phần. Các con có ý kiến gì không? hầu phủ đã phải giao ra một phần ba tài sản, sau chuyện này tự nhiên tài sản sẽ không chia cho đại phòng nữa, phần còn thừa ra sẽ chia lại cho tam phòng. Trình thì cũng không bạc đãi hai thứ tử này, gia sản cũng không chia cho cố kiến sơn, hắn đã rời khỏi hầu phủ, tất nhiên sẽ không được chia. Công tác chuẩn bị sẽ dùng hồi môn của trịnh thì xử lý, không động vào tài sản trong quỹ chung. Sau này hai người bọn họ sẽ ở cùng với cố kiến châu, của hồi môn của bà, bà muốn cho ai thì cho, đừng ai mong đánh chủ ý lên của hồi môn của bà. Nhị phòng tam phòng tất nhiên không ý kiến, hai phòng chỉ ngóng trong phân gia sớm một chút, đừng để phạm phải sai lầm nữa. Nếu có thể thì làm ơn gạch tên bọn họ trong gia phả luôn cũng được, giống như cố kiến sơn vậy, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Lục cẩm giao cùng cố kiến châu cũng không có ý kiến. Trình thị lại nói, trải qua chuyện này chắc các ngươi cũng biết, có một số việc không được phép dính tới, đừng bao giờ nghĩ lỡ đâu may mắn thì sẽ làm được việc gia huấn của hầu phủ chỉ phụng sự hoàng thượng làm việc vì bá tánh các con đều đã thành gia cũng đều có hài tử ta rất ít khi nhúng tay vào chuyện trong viện các con sau này phân gia rồi người làm nương tử phải nhớ thường xuyên nhắc nhở phu quân của mình chớ nên gây chuyện thị phi nói như rộng leo làm như mèo mửa đây là những lời trịnh thị muốn nói sau khi phân gia chuyện bà có thể quản lại càng ít cuộc sống sau này bọn họ phải tự lo liệu bà không lo lắng lục cẩm dao sau khi phân gia bà sẽ ở chung với tứ phòng, vẫn có thể trông chừng một chút, hứa thì bên kia, cái gì cũng mặc kệ, như vậy không tốt, cố kiến hải là người thông minh, bà cũng không lo lắng. Trịnh thì nói, sau khi phân gia, vẫn là người một nhà, phải biết an phận thủ thường, không câu nệ chức quan lớn nhỏ, làm nhiều việc vì bá tánh, hầu gia, ngài còn muốn nói gì không, vào đại lý tự một chuyến, vĩnh ninh hầu già đi không ít, ông nói, sau khi phân gia vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau người ta nói đánh thiên hạ thì dễ giữ giang sơn mới khó việc nhà cũng cùng một đạo lý như thế làm người phải học cách biết đủ đừng nghĩ tới những thứ không nên nghĩ lòng tham không đấy thì sẽ như rắn nuốt voi không có bản lĩnh thì phải biết an phận một chút mọi người đều biết vĩnh ninh hầu đang nói tới cố kiến phong cũng không biết nên trả lời như thế nào hàng gia xảy ra chuyện hầu phủ đại thương nguyên khí tuy nói đây là việc làm của hàng thị nhưng không thể không có một chút liên quan nào tới cố kiến phong nếu hắn có thể cứng trắng hơn một chút, hoặc là phát hiện sớm một chút, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đều đã muộn. Từ chính viện đi ra, Vân Thị muốn hỏi thăm chuyện của thịnh ca nhi một chút, nhưng Lục Cẩm Giao lại nhìn nàng ấy lắc đầu, Vân Thị chỉ đành trở về Yến Phương Đường. Lục Cẩm Giao cùng Cố Kiến Châu cũng không vội vã về viện tử mà đến Hoa Viên một lát, sáng mai Cố Kiến Hiên sẽ đi nhậm chức, nàng ấy là tẩu tử, lát nữa còn phải thu thập vài thứ còn có một đống chuyện cần xử lý cứ thanh nhàn đốt đêm nay đã ngày mai lại đến thăm chiêu ca nhi đi ít nhất cũng phải sắp xếp hầu phủ cho thỏa đáng đã buổi tới phủ bình dương hầu sai người tới hỏi thăm đối với nhà mẹ đẻ lục cẩm giao không hẳn là oán nhưng vẫn có chút thất vọng thương tâm nữ nhi đã gả ra ngoài chính là như vậy nếu người xảy ra chuyện chính là huynh đệ của nàng ấy mẫu thân chắc chắn sẽ đến nhờ nàng ấy giúp nhỉ cố kiến châu vẫn luôn nắm lấy tay lục cẩm giao tuy hai người không nói chuyện nhưng đều hiểu đối phương an ủi mình, bọn họ cứ như vậy một hồi lâu rồi mới trở lại viện tử. Sáng sớm hôm sau, Cố Kiến Hiên đã lên đường đi nhậm chức, chỉ có hai gã sai vặt đi theo. Trình Thị cho hắn hai ngàn lượng ngân phiếu, Cố Kiến Hiên muốn từ chối nhưng Trình Thị lại nhất quyết dúi cho hắn, ở nhà tăng tiện nhưng ra đường phải mang theo nhiều bạc một chút, cầm đi, trên đường tất có chỗ dùng. Chuyện này là do hầu phủ liên lụy ngươi, thẩm thẩm thật sự xin lỗi ngươi, sau khi tới nơi nhớ thường xuyên viết thư báo tin. Lúc này cố kiến hiên mới nhận lấy, hắn chấp tay nói, thẩm nói quá lời rồi, đã là người một nhà, vốn nên đồng cam cộng khổ, cùng lui cùng tiếng, ta tới nơi sẽ viết thư gửi về. Trình thì gật đầu, đưa theo mấy nhi tức đến tiễn người, sau đó lại sai quản sự tới đại lý tự hỏi thăm, khi nào mới xuất phát lưu đầy tội nhân tới hạt thành. Quản sự hỏi thăm nửa ngày cũng chẳng hỏi thăm được gì, lục cẩm giao không rảnh quan tâm chuyện của đại phòng, tranh thủ tới cẩm đường cư trước rồi sai lộ trúc đi xem những cửa hàng khác nàng ấy không ở đây trưởng quỷ tất nhiên rất lo lắng lục cẩm giao cảm thấy có thể gặp được khương đường ở cẩm đường cư quả nhiên khi nàng ấy tới trưởng quỷ lập tức nói ngay tiểu chủ nhân đang ở lầu 2 lục cẩm giao nói để ta lên đó trưởng quỷ lại kể cho lục cẩm giao nghe chuyện xảy ra mấy hôm trước cuối cùng còn bồi thêm một câu sau khi mấy người đó bị lính giữ thành bắt đi chưa đến hai ngày là đã được thả ra tiểu nhân thấy bọn họ vẫn còn tốt lắm bị giam một chuyến nhưng lại bình an vô sự lần này xem ra cẩm đường cư chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lục cẩm giao nói, không biết là người của cửa hàng nào sao, trưởng quỷ mấy ngày này cũng không phải chưa từng làm gì, lúc nào cũng chú ý chuyện này chăm chăm, tên là Vân Hương Trai, buôn bán cũng không tệ lắm, cũng không biết có liên quan gì tới các cửa hàng khác hay không. Hắn nhận biết được hết tất cả chủ nhân của các cửa hàng điểm tâm ở Thịnh Kinh. Từ trước tới giờ Lục Cẩm Giao chỉ lo chuyện kinh doanh của mình, không nghĩ tới chuyện cản trở bất kỳ ai, nhưng nàng ấy vốn không phải là một người thích nhẫn nhịn ai khi dễ đến trên đầu nàng ấy nàng ấy tất nhiên phải nghĩ biện pháp đáp trả ngươi nhìn xem vân hương trai đang bán những món điểm tâm nào nàng ấy dặn dò trưởng quỷ để ý một chút rồi đi lên lầu hai vừa gõ cửa đã nghe bên trong đáp lời tới đây người mở cửa chính là nha hoàng tố thải bên cạnh khương đường hành lễ với lục cẩm dao xong lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại khương đường đứng dậy bước tới trước khổ sau ngọt chúc mừng tỷ tỷ hôm qua Khương Đường đã viết thư gửi cho Cố Kiến Sơn, kể cho hắn tin tức mấy ngày này. Lục Cẩm Giao tiến lên nắm chặt tay Khương Đường, giọng điệu có chút nghẹn ngào, lần này ít nhiều cũng nhờ có ngươi, giữa hai người không cần phải khách sáo, cảm tạ cũng không phải chỉ nói ngoài miệng, sau đó lại không hề quan tâm tới người ta. Lục Cẩm Giao dự định sau khi chuyện này qua đi, hầu phủ phân gia xong sẽ đưa cho Khương Đường đưa vài thứ. Sau khi ngồi xuống, Lục Cẩm Giao đã đề cập tới hình phạt mà Thánh Thượng đối dành cho Phủ Vĩnh Ninh Hầu, nói đến chuyện đại phòng bị lưu đầy tới hạt thành thì khựng lại một chút, còn chưa biết ngày nào đi, buổi chiều hôm ngươi đến thăm ta thì nàng ta đã bị đưa đi, chưa từng trở về, vốn dĩ nàng ta đang mang bệnh, cũng không biết có thể đến được biên cương hạt thành hay không, tính kế nửa ngày cuối cùng lại thành giỏ tre mút nước, giả tràn xe cát, nếu nàng ta sống tốt thì bây giờ đã được phân gia, trở thành hầu phu nhân rồi, hàng thì vẫn luôn vì nhi tử vì đại phòng, bây giờ gia đình này đã tan vỡ. Cố Ninh Viễn không thể vào triều làm quan thì thôi đi, còn liên lụy tới mấy phòng khác vô duyên vô cớ bị chọc cho một bụng đầy oán khí trong lòng lục cẩm dao cũng có oán hận nào có ai nguyện ý lãnh tai ương bị nhốt vào ngục đâu chứ chẳng qua đó là đại ca và đại tẩu của kiến châu cố kiến châu vốn đã phiền lòng nàng ấy thân làm em dâu dù có giận cũng không muốn làm phiền cố kiến châu khương đường nhất thời không biết nên nói cái gì kết cục của đại phòng không khác với trong sách là bao nhưng trong đó không có chuyện hầu phủ bị tịch thu gia sản khương đường nhớ hình như trong sách có nói cố kiến châu tới một huyện thành nhỏ làm quan hai năm sau đó mới trở lại thịnh kinh hiện giờ có thể ở lại thịnh kinh đã là không tệ khương đường nắm lấy tay lục cẩm giao người nào tự có mệnh số của người đó tỷ và tứ ca đã sắp phải kế thừa hầu phủ rồi cần phải nghĩ biện pháp vực dậy hầu phủ mới phải hy vọng của hầu phủ đều đặt lên vai tứ phòng một phần ba gia sản cũng không phải ít đã tốt hơn rất nhiều gia đình khác lục cẩm giao gật đầu Nàng ấy cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai rất nặng, cũng may hai phòng khác cũng xem như biết an phận, Vân Thị muốn đến thăm hài tử nhưng lại bị Lục Cẩm Giao ngăn cản. Nàng ấy lại hỏi Khương Đường gần đây thế nào, sau đó mới nói tới hài tử, Chiêu Ca Nhi còn phải nhờ người vất vả thêm mấy ngày, chờ tới cuối tháng này ta sẽ rước nó về. Khương Đường biết Lục Cẩm Giao nhớ hài tử, hay là tối nay tỷ tới đó đi, chúng ta ăn một bữa cơm, Lục Cẩm Giao đương nhiên đồng ý, nhưng không nghĩ sẽ mang Vân Thị theo. Lúc này chưa chắc không còn người dòm ngó hầu phủ, nàng ấy có thể đi là vì có cẩm đường cư, nhưng Vân thị không giống, lục cẩm giao còn muốn ở lại xử lý chuyện của cẩm đường cư nên Khương Đường đã về cố phủ trước, Cố Ninh Chiêu cùng Điểm Kim và Ô Kim so xem ai có thể bổ nhào vào lòng của Khương Đường trước, hai chân tất nhiên không chạy lại bốn chân, nhưng Điểm Kim và Ô Kim rất biết nhường nhịn Cố Ninh Chiêu, chạy được nửa đường đã phanh lại, Cố Ninh Chiêu lại giống như một con lật đật, đâm đầu vào lòng Khương Đường. Đường Di Cố Ninh Chiêu cười ha hả không ngừng, con là người về nhất. Khương Đường bế Cố Ninh Chiêu lên ước lượng thử, hình như lại nặng thêm một chút rồi, Chiêu Ca Nhi lợi hại như vậy, con thơm Đường Di một cái, Đường Di sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của con. Cố Ninh Chiêu sáng mắt, cái gì cũng được sao? Khương Đường cười nói, có khi nào Đường Di gạt con chưa? Cố Ninh Chiêu lập tức hôn lên mặt Khương Đường một cái, sau đó dán vào tai Khương Đường nói, con nhớ nương, con muốn gặp nương, có hai tử cũng khá tốt, ngây thơ đáng yêu, chỉ cần nhìn nó là không còn cảm thấy phiền não gì nữa. Khương Đường nói, được, vậy tối nay đường di đưa Chiêu Ca Nhi đi gặp nương con. Cố Ninh Chiêu chưa bao giờ có một ngày như hôm nay, ngóng trong trời mau tối, cơm trưa cũng không ăn đàng hoàng, vất vả lắm mới chờ được tới tối. Cố Ninh Chiêu ngửi được mùi cơm, không nhìn được duỗi cổ ngóng ra sân, không ngừng hỏi, tại sao nương còn chưa tới. Khương Đường nói, nương con sẽ không để con đợi lâu đâu. Cố Ninh Chiêu lập tức ngoan ngoãn. Qua 15 phút, Quản sự ở tiền viện tới thông báo Nói tứ nương tử của Phủ Vĩnh Ninh Hầu tới Khương đường lập tức nói Mau mời vào Chỗ này không giống như ngõ trưởng nguyên Chỉ cần gọi cửa là được Mọi chuyện đều phải có người thông báo Khách tới thăm cần phải viết bái thiếp Cho dù lục cẩm giao và khương đường đã hẹn trước Nhưng lúc tới đây cũng phải gửi bái thiếp cho người gác cổng Đợi thông tri xong rồi mới vào trong Đây là lễ nghĩa Nhưng vì thế mà lại chậm thêm 10 phút Ngay khoảnh khắc nhìn thấy lục cẩm giao đôi mắt của cố ninh chiêu không còn xoay tròn nữa ngửa đầu nhìn nữ tử ăn mặc hoa lệ này ngay ngốc hồi lâu tới tiếng nương cũng quên gọi mãi đến khi lục cẩm dao ngồi xổng xuống ông cố ninh chiêu vào trong lòng ngực cố ninh chiêu mới há mồm gào khóc không giống như lúc khóc trước mặt khương đường lúc đó chỉ là bẹp miệng khóc đáng thương vô cùng bây giờ lại khóc đến mức nước mắt nước mũi rơi vãi đầy mặt cứ như trời sập tới nơi lục cẩm dao dỗ dành cố ninh chiêu sau đó ngượng ngùng nhìn khương đường cười cười hắn như vậy là do ta rời đi quá lâu, chỉ có thể trách ta, cố ninh chiêu không phải là đứa bé hay khóc, mà đã khóc như thế lại không dễ dỗ, lục cẩm giao thử hết mọi biện pháp, cuối cùng mới nói, có muốn đường di chế dỗ con không, lúc này cố ninh chiêu mới ngưng khóc, nhưng lại ông chặt cổ lục cẩm giao không buông tay, chỉ sợ người sẽ biến mất, khương đường vốn đang cảm động, mẫu tử gặp lại khiến người ta phải bồi hồi, nhưng bộ dáng cố ninh chiêu lúc khóc có hơi xấu, nàng không nhìn được bật cười, mau vào nhà ăn cơm đi tỷ cũng nên trò chuyện với chiêu ca nhi nhiều một chút lục cẩm giao giao cố ninh chiêu cho bà vú ông xuống đợi mình dùng bữa xong rồi nói tiếp đây là cách thế gia nuôi dưỡng hài tử đều do bà vú chăm sóc mẫu thân còn có một đống việc cần phải xử lý căn bản không cần mẫu thân đút cơm hay dỗ ngủ khương đường bừng tỉnh lúc ăn cơm khương đường đã nói với lục cẩm giao thường ngày nạn hay dỗ cố ninh chiêu ngủ thời gian này đều như thế ta quên hỏi tỷ bình thường chăm sóc hắn như thế nào hy vọng ta không gây phiền toái cho tỷ thói quen không dễ sửa lúc đó khương đường không nghĩ nhiều như vậy lục cẩm dao cười lắc đầu sẽ không ngươi xem vừa nãy ông hắn xuống cũng đâu có chuyện gì ta còn phải cảm tạ ngươi ta kính ngươi một ly trước trên bàn không có rượu đành lấy trà thay rượu khương đường cũng uống hết ly trà trái cây tỷ tỷ nói quá lời ta rất thích chiêu ca nhi lục cẩm dao nhướng mày cười nói bây giờ ngươi cũng đã thành thân cần phải chú ý cơ thể nhiều hơn cũng không biết đã có hay chưa. Lục Cẩm Giao cũng chẳng ngại ngùng nói thẳng ra. Khương Đường và Cố Kiến Sơn thành thân vào ngày 16 tháng 2, đến nay đã hơn một tháng, nhưng không biết có gọi y sư tới bắt mạch không. Nàng ấy bị bắt giam nên cũng quên dặn dò chuyện này, hiện tại không nhịn được hỏi hỏi, nguyệt sự đã tới chưa? Khương Đường lúc này mới nhận ra Lục Cẩm Dao đang nói tới chuyện gì, nàng khụ khụ hai tiếng, đầu tháng nguyệt sự đã dứt, nàng phát hiện khoảng thời gian này nàng chẳng làm được gì, sau khi thành thân hai người làm sàng làm bậy hết năm sáu ngày mãi khi thấy nguyệt sự tới nàng mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ nàng vẫn chưa muốn có hài tử thứ nhất là nàng cảm thấy mình còn quá trẻ sinh hài tử sớm cũng không tốt thứ hai lúc này cố kiến sơn không ở nhà lúc trước thấy lục cẩm dao mang thai vất vả như vậy khương đường còn rất sợ đau một mình chịu đựng mười tháng ròng rã nàng thật sự không làm được còn có điều thứ ba nếu nàng mang thai thì chuyện kinh doanh chắc chắn phải tạm gác sang một bên hiện tại nàng chăm sóc cố ninh chiêu, đứa nhỏ này lúc ngoan thì rất ngoan, nhưng lúc khóc nháo khương đường cũng không chống đỡ được, là hài tử của lục cẩm dao nên nàng không thể đánh không thể mắc, ai biết được nếu là hài tử của mình thì nàng có nhìn được không? Lục cẩm Giao gật đầu, lại hỏi chuyện phòng the của hai người có hợp nhau không? Khương đường đỏ mặt đáp, cũng được, khụ, lục cẩm Giao thành hôn mấy năm, hai tử cũng đã lớn như vậy, không có gì ngại ngùng, nàng ấy nói, nếu có gì thì cứ tới hỏi ta, đừng nghẹn trong lòng phải chú ý thân thể, không cần lo chuyện của hầu phủ. Khương Đường đã đủ nhọc lòng, những chuyện khác lục cẩm Giao có thể tự xử lý. Khương Đường gật đầu, nói, lục tỷ tỷ, tỷ nhất định phải sống tốt. Lục cẩm Giao không mang chiêu Ca Nhi về, chỉ là sau khi nàng ấy dùng bữa xong đã tới đúc cố Ninh chiêu ăn, sau đó nhìn thịnh Ca Nhi ở cách vách rồi mới về hầu phủ. Khương Đường thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái từ đầu tới chân, rốt cuộc chuyện này cũng xong, nàng cũng có thể dành thời gian lo chuyện buôn bán cũng không biết cố kiến sơn có nhận được thư chưa lúc nào mới có thể trở về khương đường nghĩ lúc tân hoàng đăng cơ cố kiến sơn sẽ về thấy tình hình trong triều như thế chắc là chuyện đăng cơ chỉ còn cách mấy ngày cố kiến sơn không ở đây một mình nàng đối mặt với những chuyện này ngoài mệt mỏi thì còn lực bất tòng tâm lục cẩm dao không nhắc tới cố kiến sơn còn đỡ nhắc tới lại khương đường nhớ hắn vô cùng cuối tháng ba triều đình trở lại như thường an khánh đế đã chuẩn bị xong chiếu thư truyền ngôi Lập lục hoàng tử Yến Vương Triệu Chân làm thái tử, đại điển đăng cơ cử hành vào ngày 18 tháng 4, cũng phải có thời gian cho lễ bộ chuẩn bị nghi thức cùng lễ chế, mất khoảng 20 ngày, thời gian có chút gấp gáp nhưng bận rộn chút thì vẫn kịp. Sau khi tra xét hơn 10 nhà, quốc khố đang vào thời điểm tràn đầy nhất, vậy nên cũng là lúc chuẩn bị tổ chức đại điển đăng cơ. Triệu Chân hiện giờ đã là hoàng thái tử, nhưng hắn cũng không đặt chuyện tổ chức đại điển đăng cơ ở trong lòng mà là một lòng một dạ xử lý quốc sự. An Khánh Đế dần dần buông tay triều chính, sau khi hạ triều ngay cả cần chính điện cũng không đi mà là đi tới ngự hoa viên ngắm cảnh. Lúc này chính là thời điểm xuân về hoa nở, cảnh sắc trong ngự hoa viên cực kỳ đẹp mắt, sự vụ lớn nhỏ trong triều đều giao hết cho triều chân, chỉ có một phần nhỏ cần An Khánh Đế làm chủ. Những chuyện cần triệu chân xử lý quá nhiều, đám người hàng văn bách tuy rằng có tội mưu nghịch, nhưng tại hoa đương nhiên không cần phải nói, thiếu đi những người này, rất nhiều chuyện đều chất đóng trên người hắn mà theo kỳ thi mùa xuân năm sau trong triều đang cấp thiết thay một đợt nhân sự mới triệu chân liền đặt ánh mắt ở trên người các tiến sĩ năm ngoái tân khoa trạng nguyên điều đến hộ bộ bản nhãn thám hoa cũng là mỗi người một chức vụ những người khác vừa vặn lấp đầy chỗ trống của các địa phương có tham quan bị cách chức mấy vị hoàng tử khác vẫn còn đang ở thịnh kinh chỉ chờ sau khi hắn đăng cơ sẽ đi tới đất phong không chiếu không được hồi kinh về phần tây bắc triệu chân bảo cố kiến sơn trở về võ tướng ở Tây Bắc không ít, từ trinh năm tuổi tác đã cao, không còn đánh trận được mấy năm nữa. Đối với những lão thần như vậy, Triệu Chân hy vọng hắn có thể sống thật tốt, sống thọ dưỡng già. Mà biên cảnh Tây Bắc ngự triều cuối cùng phải giao cho Cố Kiến Sơn. Triệu Chân hy vọng Cố Kiến Sơn có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn mà không phải trách hắn và phụ hoàng về chuyện của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nói một câu hơi khó nghe, kết quả này của Cố Kiến Phong vẫn là nhờ dính ánh sáng của phụ thân cùng mấy vị huynh đệ rồi bằng không chỉ bằng vào một tội tham ô cũng đủ để hắn rớt đầu, Cố Kiến Sơn rất quan trọng, xung phong hãm trận đánh giặc mặc dù là tướng sĩ, nhưng có một vị tướng lĩnh giỏi cũng giống như hổ thêm cánh, Ngự Triều hòa thân với Hồ tộc, Hồ tộc đưa tới một vị công chúa hòa thân, hiện giờ đang ở Đông cung, hai nước ký hiệp ước 20 năm, nhưng tính tình Hồ tộc xảo quyệt, ai mà biết có thể duy trì 20 năm hòa bình hay không? Cố Kiến Sơn là một thanh kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Tuy rằng triệu chân sẽ không nâng hắn quá cao, nhưng mà thái độ đối với công thần vẫn cần phải cho họ thấy. Triệu chân ở đông cung xử lý công văn, người của lễ bộ tới đo kích thước một lần, sau đó cẩn thận nhìn thần sắc triệu chân nói, điện hạ so với hai ngày trước lại gầy đi một chút, phải chú ý bảo trọng thân thể mới đúng. Triệu chân ừ một tiếng, hiện giờ, đại thần trong triều đã đối đãi với triệu chân giống như hoàng đế rồi. Vào tháng tư, thời tiết càng thêm ấm áp, chỉ có buổi sáng sớm cùng chiều muộn vẫn còn thổi gió hơi lạnh mà thôi hai ngày trước lục cẩm giao đón chiêu ca nhi cùng thịnh ca nhi về hầu phủ thiếu một tiểu hài tử ở nơi này của khương đường cũng yên tĩnh không ít khương đường hơi cảm thấy không quen thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới cố ninh chiêu ở trong phủ bọn nha hoàng cũng sẽ không dám nói chuyện với nàng nói cho cùng vẫn là một người quá cô đơn thương cảm hai ngày sau khi có việc bận rộn liền tốt hơn nhiều buổi sáng hoặc là nàng đi cửa hàng hoặc là đến thư viện bên kia buổi trưa liền ở quầy hàng nhỏ gần đó ăn một bữa trong cửa hàng trần trưởng quỷ mơ hồ có thể cảm giác được Khương Đường đang muốn làm cái gì. Trước kia hắn đã nghe Khương Đường thỉnh thoảng nhắc tới, ước chừng chính là chuyện ở phố ẩm thực ở bên ngoài thư viện. Khương Đường vẫn muốn xem thử bên ngoài thư viện có thể xây dựng một con phố ẩm thực hay không. Tuy rằng nàng chưa từng làm chuyện này bao giờ nhưng cũng biết thu nhập của trung tâm thương mại đến từ việc mời gọi đầu tư, dựa vào tiền thuê mặt bằng. Nếu xây xong không có ai đến, toàn bộ tiền đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Trong thư viện có mấy ngàn học sinh, ngày ngày đều phải ăn cơm. Vị trí này không tệ, có một chỗ che nắng che mưa thì cái gì cũng có thể tới, cho nên cần phải tính toán cẩn thận, để xem lợi nhuận trong những ngày mưa và tuyết trời có đủ để trang trải khoản tiền thuê mặt bằng hay không. Khương đường tính toán, đủ hẳn là đủ. Nếu như bởi vì có một cửa hàng không lớn không nhỏ, học sinh nguyện ý đến ăn thì việc làm ăn hẳn là sẽ nâng lên một tầng mới đúng chỉ là nàng không muốn đầu tư hết toàn bộ tiền bạc của mình vào hạng mục này, tháng 3 bởi vì cung biến nên việc kinh doanh hết sức ảm đạm. Lợi nhuận trong cả một tháng của tiệm lẩu cũng không tới 200 lượng bạc, việc làm ăn của mấy quầy hàng bán đồ ăn vặt miễn cưỡng chấp vá, nhưng lợi nhuận cũng bị giảm một nửa. Tính cả lễ gặp mặt mà trịnh thị cho nàng cộng với 2.000 lượng trong tay cố kiến sơn, hiện tại trong tay khương đường có một vạn 1.400 lượng bạc, tiền ở cùng một chỗ, nhưng sổ sách được ghi riêng cũng không phải là nàng phân chia rạch ròi với cố kiến sơn, chỉ là làm như vậy thì khi tính sổ sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm tiền tiêu tiền cũng biết tiền bạc đổ vào chỗ nào. Khương Đường đã hỏi thăm qua một lượt, ở bên cạnh thư viện mua một mảnh đất lớn cần khoảng một ngàn lượng bạc. Số bạc này nàng có nhưng cũng không muốn bỏ hết vào trong này, số tiền này là toàn bộ gia sản của nàng và cố kiến sơn. Nếu là một lượng bạc thì tùy tiện tiêu chỗ nào cũng được, nhưng một ngàn lượng thì vẫn phải thận trọng một ngàn lượng cũng không phải dễ dàng thu hồi vốn, cũng rất ít người nguyện ý mạo hiểm như vậy, nhưng làm ăn vốn là mạo hiểm. Trước khi mở Cẩm Đường Cư và tiệm lẩu cũng không nghĩ tới sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy, thư viện thắng ở chỗ có lượng khách hàng ổn định, chỉ cần có tên tuổi Tùng Sơn thư viện ở đây, phố ẩm thực sẽ không ngã, nhưng cũng phải cố kỵ nhà ăn trong thư viện nữa, bà cần chuẩn bị nhất định không thể thiếu Tuy rằng không biết lục cẩm giao có thể đầu tư tiền vào đây hay không nhưng khương đường vẫn viết một phần văn thư trên đó viết phố ẩm thực xây xong đại khái cần bao nhiêu bạc, dự định làm bao nhiêu quầy hàng, cùng với dự tính bao nhiêu năm có thể hồi vốn, tỷ lệ hồi vốn là bao nhiêu. Một tháng thời tiết không tốt có khoảng 6-7 ngày, mỗi ngày mỗi quầy hàng kiếm được một lượng bạc, một tháng chính là 6-7 lượng. Tiền thuê mặt bằng của mỗi quầy hàng là hai hoặc ba lượng, thậm chí còn cao hơn. 20-30 quầy hàng chính là 60-70 lượng, trong vòng hơn một năm là có thể dựa vào tiền thuê mặt bằng để thu hồi vốn, nhưng cũng có thể không ai tới thuê quầy hàng cả, khi đó cũng để không, lúc này lại không có khu phòng học, nếu như không kinh doanh được thì mảnh đất kia cũng hoàn toàn không có chút tác dụng nào, Khương Đường tính toán, tỷ lệ hồi vốn không tới năm thành. Nhưng nếu là hồi vốn, việc làm ăn ở bên này bị ảnh hưởng, sau này đi nơi khác mở quầy hàng bán đồ ăn vặt là cực kỳ dễ dàng, là một bàn đạp cực kỳ không tồi hơn nữa tiền thuê mặt bằng bên này so với thuê cửa hàng ở thịnh kinh rẻ hơn nhiều sau khi viết xong văn thư khương đường không vội vàng đưa cho lục cẩm giao mà hỏi tiệm lẩu gần đây có chuyện gì không trần trưởng quỷ trầm ngâm một lát sau đó nói đã lâu rồi không thấy tiền đại nhân trần trưởng quỷ cũng có lưu ý đến các quan viên triều đình người đến đây ăn không ít nhưng tiền tùng minh từ ngày đó xong cũng chưa từng tới đây một lần nào nữa khương đường cúi đầu trong lòng hiểu rõ sau này không cần nhìn chầm chầm nữa, cho dù tới cũng coi như khách nhân tiếp đãi bình thường. Trần trưởng quỷ vân một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, đại lý tự khanh quả thật là chỗ dựa vững chắc, nhưng Khương Đường đã nói như vậy rồi, đương nhiên hắn không thể thêm loạn nữa. Khương Đường nhìn sổ sách của tiệm lẩu, về cơ bản không có vấn đề gì, những chuyện nhỏ thì nàng mở một mắt nhắm một mắt cũng cho qua, làm việc ở tiệm lẩu, không thể đến mức một chút dầu mỡ cũng không vớt được tiệm lẩu thì khương đường bảo ngưng châu nhìn chầm chầm, hoàn thành ở bên kia cứ một tháng đưa sổ sách tới một lần. Sóng gió thịnh kinh vẫn chưa ảnh hưởng đến hoàn thành, việc làm ăn ở bên kia cũng ý rất tốt, cùng đổ gia hợp tác làm ăn cũng không tệ. Hoàn thành xem như là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của Khương Đường, ở tiệm lẩu đợi đến trưa, ăn một phần lẩu cánh gà chân phượng xong, Khương Đường lại đi đến cửa thư viện, muốn thuyết phục mấy người bán hàng trong thuê cửa hàng nếu như lúc này ký kết văn thư trước nửa năm thì tiền thuê mặt bằng có thể rẻ hơn một nửa. Thế nhưng mấy người bán hàng trong không có ai đáp ứng nàng cả, bọn họ đều nói họ chỉ làm buôn bán nhỏ, kiếm không được bao nhiêu tiền, Khương Đường chỉ có thể thất vọng trở về. Nhưng phần văn thư về xây dựng phố ẩm thực thì Khương Đường vẫn đưa cho lục cẩm giao, không chỉ như thế, nàng còn đưa cho An Dương quận chú một phần. Về phần hai người có thể góp vốn hay không, Khương Đường cũng không biết, cho dù đáp ứng, cũng là nhờ có tình cảm ở bên trong. Mùng 3 tháng 4, Lục Cẩm Giao bên kia trả lời, nói là sẽ đầu tư 200 lượng, muốn hai thành cổ phần. Bên chỗ An Dương, Khương Đường sai người đi hỏi. Nàng ấy nói đầu tư 100 lượng bạc, dựa theo tỷ lệ góp vốn thì chỉ có thể chiếm một thành cổ phần. An Dương cũng không phải toàn bộ xem tình cảm, cái mà nàng ấy coi trọng vẫn là việc làm ăn của tiệm lẩu và cẩm đường cư. Nếu đã quyết định làm, Khương Đường liền đi mua đất. Giá đất trước cửa thư viện cũng không rẻ. Một mảnh đất nhỏ chỉ rộng chừng một mẫu cũng có giá hơn 800 lượng bạc, còn có chi phí xây quầy hàng sau đó cũng phải tiêu tiền, Khương Đường trực tiếp giao cho Ngưng Duyệt đi làm. Trước kia Ngưng Duyệt chưa từng làm những chuyện như thế này, nhưng phàm là công việc thì chuyện gì cũng có lần đầu tiên, những chuyện Khương Đường phân phó nàng ấy không muốn cự tuyệt. Nếu như nàng ấy cự tuyệt thì nhất định sẽ không có lần sau, vậy nên đành phải kiên trì. Mà mấy người bán hàng trong xung quanh sau khi nghe được tin tức này, đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ khịt mũi coi thường đại khái cảm thấy chính mình cho dù có thế nào cũng sẽ không đi thuê quầy hàng ở đây nhận định đây là cuộc mua bán lỗ vốn trước khi phố ẩm thực khởi công khương đường còn bảo các nàng vương thị giúp đỡ tuyên truyền nói rằng ở bên này bán đồ ăn sạch sẽ cho dù thời tiết như thế nào cũng có thể đến bày quầy bán được khương đường cũng không dám cam đoan nói rằng nhất định sẽ kiếm được tiền chỉ có thể chờ phố ẩm thực xây xong đã rồi nói sau phố ẩm thực cần phải đắp móng đổ nền gần nửa tháng là có thể xây xong. Sau khi xây xong còn phải trang trí, thế nào cũng phải đợi đến tháng năm mới có thể dùng được. Trong lòng Khương Đường có chút lo lắng, mắt thấy tiền như nước chảy ra ngoài, ban đêm ngủ cũng không ngủ được. Ngày mùng 6, Khương Đường nhận được thư trả lời của Cố Kiến Sơn nói khoảng 5-6 ngày nữa là có thể trở về. Nhưng ngày gửi thư là cuối tháng 3, lúc đó hẳn là Cố Kiến Sơn còn chưa nhận được thư nàng viết. Có lẽ là Hoàng đế ban chiếu khẩn nên Cố Kiến Sơn tính toán ngày thư về nhà đây là lần đầu tiên khương đường biết cố kiến sơn khi nào sẽ trở về nền giống như trịnh thị nàng bảo gã sai vặt gác cổng đi ra cửa thành canh giữ sau đó lại phân phó từng chuyện một chuẩn bị gia yến quét dọn viện tử để cố kiến sơn đón gió tẩy trần khương đường hy vọng cố kiến sơn biết khi hắn không có ở đây khắp nơi trong phủ đều rất tốt nhưng khương đường cũng không đem toàn bộ tâm tư đặt trên người cố kiến sơn phố ẩm thực vẫn chiếm một phần lớn tinh lực của nàng ngay cả nửa đêm Khương Đường cũng nhẩm tính từng khoản từng hạng mục, đang nhẩm tính, chợt nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, nàng liền ngồi dậy, lúc Cố Kiến Sơn không có ở đây, nhà hoàng ở sương phòng gác đêm. Trong viện có điểm kim ô kim ở, nhưng chó không sủa thì bọn nha hoàng cũng không nói gì. Khương Đường còn tưởng rằng Cố Kiến Sơn trở về ban đêm, nhưng rất nhanh lại không nghe thấy động tĩnh, phỏng chừng là gió thổi cây lay, vừa định nằm xuống, liền nghe thấy tiếng gõ cửa biết cố kiến sơn sắp trở về nên khương đường liền để cửa dù sao các cửa đều có người canh giữ đường dẫn vào nội viện cũng có gã sai vặt trông chừng ngay cả chính viện cũng có bà tử trong cửa nhà mình nàng không sợ ánh mắt khương đường sáng lên đây nhất định là cố kiến sơn nàng không lên tiếng chờ người bên ngoài nói trước cố kiến sơn đạp trên sương đêm trở về sau khi người gác cổng mở cửa liền trực tiếp trở về chính viện điểm kim ô kim hiện giờ thấy hắn cũng không sủa còn có thể duỗi đầu ra để sờ. Cố kiến sơn sờ hai cái, muốn vào phòng nhưng lại sợ dọa đến khương đường. Hắn nói với nha hoàng không cần gác đêm nữa rồi tới gõ cửa, ta về rồi, nàng đã ngủ chưa? Cũng không biết khương đường đã ngủ chưa nên cố kiến sơn lên tiếng hỏi, nếu không có ai trả lời thì đêm nay hắn sẽ tới ngủ ở thư phòng trước. Nhà mình, cố kiến sơn chỉ muốn từ cửa chính đi vào, không muốn trèo qua cửa sổ. Lúc ở trên giường hắn náo loạn như thế, nhưng trong xương cốt vẫn là ổn trọng thủ lễ ai ngờ người bên trong nói nhà của chàng chàng hỏi ta làm gì cố kiến sơn muốn hỏi khương đường vì sao trễ như vậy mà vẫn chưa ngủ hắn trực tiếp đẩy cửa ra cố kiến sơn bước vào kéo theo một trận gió lạnh vòng qua bình phong cố kiến sơn không bước tới ngay lập tức trong phòng không thắp đèn nến nhưng nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ có thể nhìn thấy người trên giường nàng xõa tóc ngồi nhìn hắn trong mắt tràn đầy vui mừng trong lòng cố kiến sơn nóng lên Bao nhiêu mệt mỏi trên đường đi lập tức tan biến, Cố Kiến Sơn sải bước về phía trước, y phục trên người cũng vừa đi vừa cởi ra, hắn trực tiếp kéo người vào trong ngực, lặng lặng nhìn nàng một lúc rồi cúi xuống đặt nụ hôn vào môi nàng. Sức lực Cố Kiến Sơn cũng lớn, hắn đứng, Khương Đường bị ép đứng ở bên giường, hai tay treo trên cổ hắn, eo nàng bị Cố Kiến Sơn nắm chặt, mũi chân dẫm lên chân Cố Kiến Sơn, trọng lượng toàn thân đều đặt trên người Cố Kiến Sơn. Trong nháy mắt không khí trong miệng đã bị cướp đoạt. Khương Đường muốn trốn về phía sau nhưng phía sau chính là giường, Cố Kiến Sơn thuận thế đè nàng xuống giường, chăn gấm phủ đầy hoa, giống như ngã thẳng vào trong khóm hoa, một tay Cố Kiến Sơn đặt trên đỉnh đầu Khương Đường, thở hổn hển hai hơi, vỗ vỗ eo Khương Đường, "Để ta đi rửa mặt trước đã, nàng đừng ngủ, chờ ta quay lại." Cố Kiến Sơn phụng chiếu hồi kinh, vì phải đi nhanh nên đương nhiên cưỡi ngựa trở về, dọc theo đường đi hướng một thân gió cát, hắn phải đi rửa mặt trước, tránh cho Khương Đường bị dính phải vừa rồi thật sự là không kìm lòng được. Khương Đường gật đầu, tay nàng vẫn còn ông lấy cổ cố kiến sơn, liền tiến lên hôn một cái, vậy chàng mau quay lại, cố kiến sơn nhéo nhéo eo Khương Đường, ta đi đây, đã gặp được, thế nên lúc này lại sinh ra cảm giác không nở rời đi, cố kiến sơn thật muốn ông người cùng đi rửa mặt, hít sâu hai hơi, hắn đứng thẳng dậy, đi đến một thất ở một bên, qua hơn một khắc đồng hồ, khi cố kiến sơn đẩy cửa tiến vào, trên bàn đã bày một chén mì nóng cố kiến sơn cũng không nhìn tóc hắn còn đang ướt sũng trên người cũng lạnh lẽo khương đường cả kinh trong phòng bếp nhỏ lúc nào cũng có nước nóng sao chàng lại dùng nước lạnh rửa mặt lại đây ta lau tóc cho chàng mấy ngày thành thân kia chỉ có cố kiến sơn lau tóc cho nàng còn khương đường chưa từng tự mình làm lần nào hết cố kiến sơn lương đã quen với chuyện này rồi ở trong quân doanh cũng là như vậy bây giờ giật mình ngẫm lại như vậy cũng không tốt hắn còn phải cùng khương đường bạc đầu dai lão thói quen dùng nước lạnh này phải thay đổi nhưng hắn lại muốn nghe khương đường nói chuyện lẩm bẩm liền mím môi cười không nói lời nào khương đường thấy hắn không nói một câu nào nghiễm nhiên là một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nàng vừa lau tóc cho cố kiến sơn vừa nói nước lạnh cũng thấm vào tận xương đấy sao chàng không chịu chú ý chút nào thế hả lạnh quá đi ngay cả tay chàng cũng lạnh nữa tóc còn chưa lau khô cố kiến sơn đã ôm người vào trong ngực rồi lại hôn lên hắn thích bộ dáng khương đường lẩm bẩm thích bộ dáng khương đường quan tâm đến hắn trên bàn có đồ ăn đây chàng ăn một chút đi cố kiến sơn nói không đói bụng khương đường không nói gì nữa nhẹ nhàng đẩy cố kiến sơn một cái nhưng lại không đẩy nổi liền chủ động hôn lên hai người đã lâu không gặp cho dù không cẩn thận chạm vào cũng có thể sinh ra một chuỗi tia lửa huống chi là chủ động hôn cố kiến sơn lần này hôn lại cực kỳ tỉ mỉ chiếu cố vạn phần chu đáo sau khi hai người làm loạn một trận thì đã qua giờ tí đồ ăn trên bàn cũng đã nguội nhắc rồi cố kiến sơn quyến luyến loại cảm giác này không hề có tâm tư để ăn cơm hắn ông chặt khương đường bàn tay không muốn buông ra nữa đầu óc khương đường thanh tĩnh hơn một chút do dự không biết nên nói chuyện hầu phủ với cố kiến sơn như thế nào trong thời gian cố kiến sơn đi tây bắc đã xảy ra rất nhiều chuyện hơn nữa chuyện có liên quan đến vĩnh ninh hầu phủ nên lại càng không thể hàm hồ khương đường mở miệng nói sau khi chàng đi tây bắc Cố Kiến Sơn nói, ta biết hết, ta cũng nhận được thư rồi, ở Tây Bắc cũng không phải là toàn bộ tin tức bị tắt nghẽn, rất nhiều tin tức cũng có thể biết, Cố Kiến Sơn cúi đầu nhìn Khương Đường, thời gian này vất vả cho nàng rồi, Khương Đường lắc đầu, đại khái là chuyện đã qua. Lúc Cố Kiến Sơn nói, nàng cũng không cảm thấy thời gian đó khó khăn đến bao nhiêu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày đó quả thật là ngày đêm lo lắng, căng thẳng đến không chịu nổi, ngay cả thời gian để nhớ Cố Kiến Sơn cũng không có nhưng hiện giờ mọi chuyện đã qua, không còn cảm thấy gì nữa. Cố Kiến Sơn nói, hiện tại có ta rồi, cứ giao cho ta. Hai người câu được câu không nói chuyện, chỉ chốc lát sau Khương Đường đã ngủ thiếp đi. Cố Kiến Sơn ngược lại còn không buồn ngủ, ôm chặt người trong ngực. Đối với hắn mà nói, đó là kết quả tốt nhất. Cố Kiến Phong bên kia hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng có một số việc chỉ đáng tiếc là không đủ, không ai sẽ cảm thấy hắn chưa làm cái gì cả mà nương tay. Đối với người khác cũng không có cách nào để giải thích cố kiến sơn muốn hỗ trợ cũng khó chỉ có thể đưa chút tiền tài đương nhiên trước tiên phải thương lượng với khương đường cái đã cố kiến sơn nhìn người đang ngủ say khương đường nằm trong lòng hắn trước mắt có màu xanh nhàn nhạt hiển nhiên thời gian này không được nghỉ ngơi tốt trong lòng cố kiến sơn chua xót tê dại lại cảm giác như căng chặt lên hắn áp mặt vào mặt khương đường cho dù năm nay chưa được thì sang năm khương đường cũng có thể theo hắn đi tới tây bắc hắn đã mua xong tòa nhà ở liêu thành bọn họ sẽ không giống như từ tướng quân và phùng di cứ phải tách ra như vậy ngày hôm sau khương đường dậy muộn cố kiến sơn đã lên triều từ sớm cách ngày mười tám tháng tư còn năm ngày hiện giờ vẫn là an khánh đế ngồi trên cái ghế kia nhưng sự vụ lớn nhỏ trong triều đều giao cho thái tử xử lý ngoại trường ngày đăng cơ đại điển không thượng triều ra thời gian còn lại đều đúng giờ mà đến chậm trễ không được làm hoàng đế càng khó có thể lười biếng ngủ nướng một giấc càng đừng nói triệu chân còn là thái tử có ngàn vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm, có chỗ nào mà qua loa cho được, vây cánh của Triệu Diệu đều bị giam giữ, nhưng những hoàng tử khác cũng không phải là đèn cạn dầu, quan hệ quan viên trong triều lẫn lộn, Triệu Chân muốn ngồi vững vị trí này thì phải nỗ lực gấp 10 lần trăm lần. Thái cực điện, An Khánh đế hỏi tình hình gần đây ở Tây Bắc. Những thứ này hắn đều đã biết hết, hỏi Cố Kiến Sơn chẳng qua chỉ là muốn mượn miệng Cố Kiến Sơn nói cho Triều thần nghe. Sau đó, chờ đến lúc hạ triều, Tuyên án phán xử tội mưu nghịch của vây cánh triệu diệu, những người đó còn đang nhốt trong lao, có người bị phán xử trảm, có người vẫn chưa, giống như đang chờ cố kiến sơn, cũng là cho Tây Bắc một cái công đạo, ngoại hoạn chưa trừ, nội ưu khó an, cũng tránh khỏi làm rét lạnh tấm lòng các tướng sĩ Tây Bắc, đối với một nhà cố kiến phong, đương nhiên là bị phán lưu đầy, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, đã đến tận lúc này rồi, chuyện bên trong thực sự như thế nào đã không còn người nào quan tâm nữa còn có không ít người thấy rõ những chuyện quanh co lòng vòng phía sau liền tới chào hỏi cố kiến sơn nói là chào hỏi kỳ thực là khen ngợi hầu phủ xảy ra chuyện chuyện không lớn nhưng nếu như gặp phải nhà khác thì nhất định chuyện sẽ không được giải quyết nhẹ nhàng như vậy so với từ trinh nam thì cố kiến sơn càng hiểu cách ứng biến linh hoạt hơn ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng sau khi hà triều cố kiến sơn trực tiếp về nhà quan viên ngũ phẩm mới có thể thượng triều cố kiến châu không ở trong triều vì tránh hiềm nghi nên cố kiến sơn cũng không thể đến công bộ tìm người hắn trở về thương lượng với khương đường sáng mai đi tiện cố kiến phong khương đường đáp ứng sau đó hai người cùng nhau thu thập một ít đồ ăn một ít dược liệu dùng được lục trẫm giao nói hàng thì bị bệnh nhưng cũng không biết là bệnh gì nàng chỉ chuẩn bị những thứ thường ngày ăn uống bạc y phục thì không mang theo nhiều khương đường đi hoàn toàn là bởi vì cố kiến sơn còn đối với hàng thị thì nàng vẫn chán ghét như trước cũng không đồng tình nổi người xấu cũng không thể bởi vì kết cục bi thảm mà được tha thứ. Nếu không phải nàng thông minh phản ứng nhanh gặp được Cố Kiến Sơn thì hiện tại còn không biết ở nơi nào, mà Cố Kiến Sơn cũng im lặng không đề cập đến đại tẩu, chỉ nói đến xem đại ca hắn một chút, hầu phủ cũng thu thập đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, Trình Thị mang theo lục cẩm giao đi đại lý tự, Cố Kiến Sơn phải thượng triều, chỉ có một mình Khương Đường tới, Trình Thị nhìn thấy Khương Đường, ánh mắt cũng không dời đi được, muốn tiến lên nói chuyện nhưng bước chân lại chần chờ cũng không biết có nên đi qua hay không vẫn là Khương Đường đi tới hành lễ gặp qua phu nhân Trình Thị vội vàng đỡ người dậy nhẹ nhàng nói lại đây người tới đây một chuyến cũng vất vả rồi Khương Đường cười cười không có gì vất vả cả trước kia đại ca chiếu cố kiến sơn rất nhiều chẳng qua hắn còn phải thượng triều không biết có về kịp hay không nữa Trình Thị nói ngươi và hắn là phu thê nhất thể ngươi đến cũng giống nhau bà ấy muốn nói chuyện với Khương Đường nhiều hơn nhưng đột nhiên gặp lại không biết phải nói cái gì vẫn là lục cẩm giao chen tới một câu tiếp nối một câu thẳng đến khi một nhà cố kiến phong đi ra mới ngừng câu chuyện cố kiến phong ở trong phòng giam một tháng người cũng gầy đi không ít hắn đỡ hàng thị bên cạnh là cố ninh viễn phía sau là hai thiếp thất dẫn hai nữ nhi thiếp thất vốn là nửa nô tài lần này đi tới hạt thành phải chiếu cố cố kiến phong cùng hàng thị thật sự vất vả nhưng so với nha hoàng gã sai vặt bị bán đi hạt thành coi như là một đường ra không tồi, tinh thần hàng thì ngược lại tốt hơn không ít, nàng ta còn có hài tử, dù sao cũng phải chống đỡ gia đình này. Lưu đầy không chỉ có một nhà, triều đình đương nhiên sẽ không phái xe ngựa đưa bọn họ qua đó. Đường xá xa xôi, chỉ có thể đi bộ, trình thị đến nói chuyện với quan sai áp giải trước. Quan sai vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng trên đường có thay đổi người khác hay không thì trình thị cũng không biết. Bà ấy lại nhét một đống thứ vào trong tay cố kiến phong, cố kiến phong từ chối nói không cần, hắn không còn mặt mũi nào để lấy mấy thứ này nữa, chúng ta đã gây ra không ít loạn cho cả nhà rồi, sao còn dám nhận mấy thứ này nữa, hàng thì cũng ấy nấy đứng ở phía sau, nghe trịnh thị nói, không phải cho ngươi, hai người các ngươi có chịu khổ nhiều khổ ít cũng không quan trọng, cái này cho mấy hài tử, cố kiến phong lúc này mới nhận lấy, khương đường cũng đưa đồ qua, đại ca, kiến sơn vẫn chưa tới, đây là một chút tâm ý của chúng ta, cố kiến phong không từ chối nói một tiếng xin lỗi quan sai bên kia đang thúc giục cố ninh viễn ánh mắt đỏ hoe cáo biệt trịnh thị đi theo đoàn người bước lên con đường lưu đầy khương đường thở dài trong lòng bái biệt trịnh thị ngồi xe ngựa quay về phủ trên đường đi nàng thấy cố kiến sơn hạ triều trở về vội vàng bảo người đánh xe dừng lại rồi nói với cố kiến sơn người vừa đi không lâu chàng đi tiễn đi cố kiến sơn gật đầu quay đầu ngựa lại đi về phía thành bắc nhưng cố kiến sơn không để khương đường chờ lâu hơn nửa canh giờ liền trở về nhà, trong mắt có một tia nhẹ nhõm, ta nhìn một chút rồi quay về, cố kiến sơn đuổi theo đến tận thập lý đình mới nhìn thấy đội ngũ áp giải tội thần lưu đầy. Đội ngũ uống lượng, nhìn từ xa giống như một sợi dây, tiến lên rất chậm, sau khi đến gần thấy quan sai không ít, có hai người dẫn đầu, hai người đi sau cùng, ở giữa cứ cách một đoạn ngắn lại có một quan binh trông coi, không cho phép thì thầm nói chuyện, không được nhìn nó xung quanh, cố kiến sơn xoay người xuống ngựa, nhét một miếng bạc vụn cho quan sai quan sai thấy người tới là cố kiến sơn liền ra lệnh cho đội ngũ dừng lại gọi một mình cố kiến phong bước ra tướng quân cứ từ từ nói chuyện không vội cố kiến sơn nói lần này đi hạt thành núi cao sông dài mong huynh trưởng trân trọng mặc dù không ở thịnh kinh không có người trong nhà nhưng cũng phải sống thật tốt dù gì vẫn còn có hài tử trong mắt cố kiến phong mang theo vài phần nhẹ nhàng lại càng có vẻ vui vẻ hơn hắn vỗ vai cố kiến sơn nói không cần lo lắng cho ta cái gì cần thì các ngươi đều đã chuẩn bị hết rồi con đường sau này ta sẽ tự mình đi tẩu tử ngươi cũng xin lỗi ngươi may mà ngươi không sao bằng không ta cũng sẽ không yên lòng được nếu là bởi vì hắn mà liên lụy đến cố kiến sơn cố kiến phong mới thật sự không thể tha thứ cho mình được may mắn cố kiến sơn không có việc gì tiền đồ cũng không bị ảnh hưởng đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã rời khỏi nhà chịu hết khổ sở so với đi tây bắt liều mạng thì hắn chỉ bị lưu đày mà thôi ít nhất còn được giữ mạng cố kiến sơn lắc đầu không sao cả cố kiến phong cười cười hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm trước đó mỗi ngày hắn nhàn nhã ở hồng lư tự khi tới lại bộ lại không theo kịp mỗi ngày thể xác và tinh thần đều mệt mỏi mặc dù bị lưu đày nhưng tiền bạc trong nhà cũng không ít đủ sống qua ngày chẳng qua không giống ở hầu phủ cẩm yên ngọc thực mà thôi hắn có tay có chân sẽ không đến mực để cả nhà phải chết đói cố kiến sơn tới tiễn hắn quan sai cũng sẽ nể mặt trên đường sẽ không quá khổ sở chỉ là ngày sau không thể hiếu thuận phụ mẫu không thể phụng dưỡng hai người hắn là đứa con bất hiếu là tội nhân của cố gia cố kiến phong dặn dò ngươi ở vị trí này thì mọi chuyện phải cẩn thận phụ thân mẫu thân bên kia còn phải làm phiền ngươi chăm sóc nhiều hơn ta cùng với tẩu tử chất tử sẽ cố gắng sống tốt nếu ngày sau còn có thể trở về thịnh kinh nhất định sẽ đi thỉnh tội lần này vừa đi không biết đến bao nhiêu năm mới có thể gặp lại cố kiến sơn khẽ thở dài trong lòng nói chuyện cố kiến phong nhớ thương nhất phụ thân mẫu thân bên kia thì ta sẽ trông chừng đường nhi cũng chưa bao giờ trách hầu phủ cả đại ca yên tâm đi cố kiến phong vỗ vỗ bả vai ấu đệ không biết từ khi nào đệ đệ nhỏ nhất đã trưởng thành cao hơn cả hắn có thể đỉnh thiên lập địa bảo vệ cả nhà chu toàn hắn không có bất kỳ băn khoăn gì nữa chúng ta phải đi rồi ngươi trở về sớm đi cố kiến phong quay lại đội ngũ đội ngũ áp giải chậm rãi đi về phía trước cũng may bây giờ là tháng tư đến khi tới hạt thành chính là thời điểm nóng nhất không cần phải chịu nổi khổ thời tiết lạnh giá cố kiến sơn nhìn người đi xa liền trở về nhà nha hoàng nói khương đường đang ở thư phòng xem sổ sách cố kiến sơn trực tiếp đi tới thư phòng ngồi xuống nói ta nhìn một chút rồi quay về khương đường không hỏi kỹ nàng vẫy tay với cố kiến sơn ta dự định xây một phố ẩm thực trước thư viện Tùng Sơn, văn thư đã được phê duyệt rồi, hiện tại đang khởi công. Chàng giúp ta suy nghĩ xem xung quanh phố ẩm thực nên bày hoa gì trồng cây gì, có cần phải dựng lều để người ta ăn ở bên ngoài cho tiện hay không? Cố Kiến Sơn nhìn bản đồ phân bố phố ẩm thực mà Khương Đường vẽ, bản đồ đã vẽ xong, rất tinh tế, tổng cộng có hai con phố, ở mỗi con phố trái phải mỗi bên 10 quầy hàng nhỏ, cộng lại chính là 40 quầy hàng. Sau này nếu như số lượng quầy hàng này không đủ thì vẫn còn đất trống, còn có thể xây dựng thêm. Quầy hàng có cái lớn có cái nhỏ, hiện giờ đã có tổng cộng có 5 quầy hàng, bánh nướng, bánh áp chảo, cẩm đường cư, trà sữa, lẩu trạng nguyên, bán mấy loại này thì hẳn là việc làm ăn sẽ không tồi. Bên ngoài thư viện cũng không có cửa hàng điểm tâm, học sinh chỉ có một lần nghỉ giữa tháng, cũng không tiện mang theo quá nhiều thứ. Nếu như làm ăn tốt thì có lẽ sẽ hấp dẫn người khác tới đây du ngoạn vừa lúc nhìn thư viện để cho càng ngày càng nhiều người đến đọc sách hơn. Cố Kiến Sơn nói, bên cạnh chỗ ngồi có thể trồng thêm trúc, còn hoa thì ta không biết, nàng cảm thấy hoa gì mới đẹp. Khương Đường không quá thích hoa, nhưng ở cửa thư viện, muôn hồng nhìn tía khó tránh khỏi quá mức tục khí. Nếu đã có trúc rồi thì cũng phải trồng thêm một ít loại cây mà văn nhân mặc khách thích. Hoa lan thì kén chọn môi trường sinh trưởng, vẫn cứ nên chọn hoa mai và hoa cúc là tốt nhất. Khương Đường nói, vậy thì hoa mai và hoa cúc đi hai loại hoa này cũng không rẻ cũng không biết ngân sách một ngàn lượng bạc có đủ hay không cố kiến sơn bàn ghế bày ở bên ngoài có thể đơn giản một chút người đọc sách không câu nệ làm cái gì chỉ cần một chỗ ăn cơm là được rồi khương đường gật đầu vậy cứ quyết định như vậy đi nàng bảo ngưng duyệt đi làm có nha hoàng cũng có lợi cái gì cũng không cần mình phải tự mình ra tay chỉ cần phân phó người phía dưới đương nhiên sẽ làm thỏa đáng khương đường mỗi tháng còn để dành ra năm lượng bạc nhờ người đánh thành bạc hình hạt dưa hình đậu phộng, xem như tiền thưởng. Ai làm tốt thì cho người đó. Khương Đường cười, chờ ta kiếm tiền. Đây là cái đầu tiên của Thịnh Kinh đấy. Cố Kiến Sơn nhìn Khương Đường cười, chính mình cũng nhìn không được nở nụ cười. Vậy ta sẽ chờ xem. Chuyện hoa cỏ cứ để Xuân Đài phụ trách. Hắn có thể tìm được chỗ nào có giá rẻ nhất phù hợp nhất. Còn nếu có chuyện khác thì cứ trực tiếp nói với ta. Xuân Đài ở hầu phủ mười mấy năm cũng không phải uổng phí cố kiến sơn lần này trở về chỉ thuần túy là bởi vì tham dự đại điển đăng cơ của tân hoàng chuyện quân doanh kinh bắc không phải việc của hắn hắn càng không thể nhúng tay vào đương nhiên liền nhàn rỗi khương đường ngẩng đầu hỏi đã nói khi nào đi chưa hôm qua nàng không hỏi đúng lúc tình nồng ý mật khương đường không muốn nhắc tới cái chuyện mất hứng này nhưng cố kiến sơn trở về không chỉ có nghĩa là trở về mà còn có nghĩa là sắp rời đi dù sao cũng phải đi không phải không nói thì sẽ không đi nữa cố kiến sơn nói cuối tháng, trong lòng Khương Đường thoáng cái lại sáng sủa. Hôm nay mới là 14, còn nửa tháng nữa, chuyện rời đi cứ chờ rời đi đã rồi nói sau, còn hiện tại vẫn là cao hứng, vậy buổi chiều chúng ta đi thư viện xem một chút, sau đó buổi tối đi ăn ở bên ngoài, Gia Yến chuẩn bị cho Cố Kiến Sơn sắp xếp làm vào buổi trưa, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cũng không có nhiều quy củ như vậy, Cố Kiến Sơn vốn định buổi chiều ngủ một giấc, ở trong phòng với Khương Đường không đi đâu cả nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng liền biết thật ra nàng thích ra bên ngoài lúc hắn không ở đây một mình khương đường ở trong nhà còn chưa đủ sao ở nhà ăn cơm cũng có lúc chán ghét chẳng lẽ hắn trở về cũng phải ở nhà loại chuyện này tuy tốt nhưng ngày sau còn dài cũng không cần phải buồn bực cố kiến sơn nói được mấy ngày nay cứ ra ngoài dạo chơi nhiều hơn không ở nhà nữa thịnh kinh có không ít địa điểm để du ngoạn ví dụ như bích thủy hồ hiện ương hồ vạn tượng sơn phổ đà tự tất cả đều là những cảnh sắc nổi tiếng gần xa mấy nơi này khương đường đều đã từng đi qua nàng không muốn đi lại một lần nữa nàng nghĩ đến những chuyện mà trước kia nàng chưa từng làm hay là chàng dạy ta cưỡi ngựa đi ta còn không biết cưỡi ngựa biết cưỡi ngựa rồi đi đâu cũng tiện hơn nữa nàng nhìn thấy dáng vẻ cố kiến sơn cưỡi ngựa trong lòng liền có chút khao khát hy vọng mình cưỡi ngựa cũng là bộ dáng kia cố kiến sơn biết nghe lời phải đồng ý với nàng buổi trưa gia yến nhưng trong phủ chỉ có nàng và cố kiến sơn hai người ăn chẳng qua cũng chỉ có thêm mấy món ăn tinh xảo một bình rượu còn những thứ khác chẳng khác gì ngày thường khương đường cũng uống hai chén sau khi uống xong say khước muốn ngủ một giấc rồi mới ra ngoài nhưng hai người ở cùng một chỗ cộng thêm hơi rượu lại náo loạn cả buổi chiều thẳng đến chạng vạn mới ra cửa khương đường dẫn cố kiến sơn đến tiệm cơm nhỏ ăn cơm hai người vây quanh một cái bếp lò nhỏ ngồi ăn nhà này bán lẩu cá nước dùng sôi sùng sục tỏa hương thơm lừng, đầu bếp tay nghề cao, những lát cá cắt ra có thể nhìn xuyên qua được, hương vị thơm ngon, từ cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, ở chỗ này có thể ăn cá hấp, cá hầm dưa chua, canh đầu cá. Tiệm lẩu này mới mở cách đây không lâu, nhưng cũng chỉ làm món lẩu cá chứ không nghĩ đến chuyện làm lẩu nấm hay lẩu mỡ bò, việc buôn bán cũng tốt đến mức ngay cả Khương Đường cũng bội phục. Nàng đã muốn tới đây ăn từ lâu rồi, nhưng người tới ăn cơm đều có đôi có cặp, một mình nàng tới đó cũng ngại. Lục cẩm giao thời gian này lại bận rộn, An Dương chuẩn bị đính hôn, khó khăn lắm mới chờ được Cố Kiến Sơn trở về, đương nhiên phải đến ăn một bữa, lẩu ở đây không có nước cốt, chỉ có nước dùng. Cố Kiến Sơn hai tay bận gỡ xương cá, lại gấp thịt cá, chỉ có miệng rảnh rỗi nói chuyện với Khương Đường, Khương Đường thỉnh thoảng gấp cho Cố Kiến Sơn một miếng. Hai người vây quanh một cái bàn nhỏ, nhìn nước trong nồi sôi ùng ục, Cố Kiến Sơn còn chưa ăn được mấy miếng chàng cũng đừng mãi gấp cho ta như thế, chàng ăn đi, cố kiến sơn gật đầu, ta cũng đang ăn mà, nàng không thấy đấy thôi. Khương đường đột nhiên nhớ tới ngày đó tiệm lẩu khai trương, cố tiêu và trạng nguyên Lang cũng là như vậy, nàng cười cười, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Mấy ngày nay chàng được ở nhà ta sẽ dẫn chàng đi ăn thử, hết chương 200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.